Ở dưới ánh trăng, nàng bóng người lộ vẻ được càng yêu dị, đầu tóc bạc trắng tí ti tung bay, chân trần bay vút tới giữa, rất mau dẫn Diệp Thần đi tới một cái hang quật bên trong. Diệp Thần đi theo truy đuổi vào hang quật, nhưng gặp hang bên trong lơ lửng một bức bát quái tinh không cổ đồ. Diệp Thần vừa nhìn thấy vậy cổ đồ, nhất thời lấy làm kinh hãi, lại bắt được Nhâm Phi Phàm nhân quả hơi thở. Nhâm tiền bối đã tới nơi này. Đúng rồi, hắn tiến vào địa tâm vực, chính là dọc theo lối đi này. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, đã động minh nhân quả. Nhưng gặp Tiêu Khinh Nhan linh khí một bơm vào, vậy bát quái tinh không cổ đồ, liền hiển hóa ra một cái tinh không cổ đạo, thông suốt hướng không biết hư không. Nhưng Diệp Thần biết, điều này tinh không cổ đạo, chính là liên thông đi địa tâm vực, Nhâm Phi Phàm đi qua. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, có ngon ngươi liền đuổi theo. Tiêu Khinh Nhan cười lớn một tiếng, bước vào tinh không cổ đạo bên trong. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, chẳng lẽ Tiêu Khinh Nhan phải về địa tâm vực? Hiện tại, Long Uyên Thiên Kiếm đã cướp được tay, Diệp Thần nhân quả kém không nhiều giải quyết hết, cũng có hồi địa tâm vực dự định. Dẫu sao, địa tâm vực bên trong, còn có hắn không hoàn thành nhân quả. Nhưng, Kỳ Thư Thanh còn ở cùng hắn trở về, muốn nối lại tiền duyên, hắn há có thể để cho người đẹp độc thủ không gối lên. Coi như phải về địa tâm vực, ít nhất cũng phải trước cùng Kỳ Tư Thanh động phòng nói sau, khó khăn rất đúng phương chịu đáp ứng, Diệp Thần một khi bỏ qua, sau này rất có thể liền không cơ hội. Chỉ là lúc này, Diệp Thần nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, thời gian gấp, đấu thần Thiên Châu không cho sơ thất, hắn không thể làm gì khác hơn là gửi một đạo phù chiếu, trở về máu tử ngục, hướng Kỳ Tư Thanh đạo minh nguyên do, sau đó lắc mình bước chân vào tinh không cổ đạo. Tiến vào tinh không cổ đạo, Diệp Thần liền đi tới một phiến bóng tối tinh không thế giới, mảnh tinh không này trong thế giới, chỉ có một cái cô độc cổ đạo kéo dài hướng điểm cuối. Tiêu Khinh Nhan ở cổ đạo trên chạy, quay đầu thấy Diệp Thần tới, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng hướng bầu trời chỗ sâu nói, vô vô thiên thư, luân hồi chi chủ tới, ngươi không dự định giết hắn sao? Diệp Thần nghe được Tiêu Khinh Nhan kêu lên, nhất thời trong lòng rét một cái, vô vô thiên thư. Đúng rồi. Nhâm tiền bối nói qua, vô vô thiên thư là thiên lý người bảo vệ, chính là trấn thủ ở chỗ này. Vừa nghĩ tới vô vô thiên thư, Diệp Thần nhất thời cảnh giác. Dẫu sao vậy vô vô thiên thư, là bốn lớn cao nhất thiên thư đứng đầu, thần uy vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là thiên lý người bảo vệ, đạo pháp lại là uyên thâm khó lường. Cái này một tí, Tiêu Khinh Nhan nói rõ là muốn mượn đao giết người, mượn vô vô thiên thư thần uy, chu diệt Diệp Thần. Tiêu Khinh Nhan kêu ba tiếng, nhưng trong hư không không có trả lời, cũng không có vô vô thiên thư xuất hiện. Nàng gương mặt hơi biến sắc, cao giọng nói, vô vô thiên thư, ngươi xưng bậy thiên lý người bảo vệ, hôm nay uy hiếp thiên lý người, liền ở trước mắt, ngươi còn chưa động thủ. Thanh âm rơi xuống, chung quanh vẫn không có dị động. Tiêu Khinh Nhan lại nói, vô vô thiên thư, ta trước đây hồi địa tâm vực, người khắp nơi ngăn trở, hôm nay làm sao làm con rùa đen rút đầu. Lúc đầu Tiêu Khinh Nhan trước đây, hấp thu đỏ ửng ngọc tủy sau đó, liền muốn trở lại địa tâm vực, nhưng lại gặp phải vô vô thiên thư ngăn trở, cuối cùng trở lại không có kết quả, chỉ có thể cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, dự định lấy thiên kiếm mũi nhọn, cưỡng ép mở đường. Nhưng lúc này, vô vô thiên thư cũng không gặp hiện thân, tựa hồ bởi vì Diệp Thần xuất hiện, hắn không có ngăn trở nữa ý. Diệp Thần thấy vậy, lập tức huy động Hoang Ma Thiên Kiếm, hướng Tiêu Khinh Nhan chém tới. Chỉ muốn đoạt lại đấu thần Thiên Châu nói sau. Không có đấu thần Thiên Châu mà nói, hắn căn bản không thể nào xông phá Huyền Cơ Nguyệt vết máu. Tiêu Khinh Nhan con người co giúp một cái, nhưng cũng không dám trực diện thiên kiếm phong mang, không ngừng rút người ra bay ngược, trong đầu nghĩ, tên này binh khí lợi hại, ta chỉ có trở lại Tiêu gia tổ địa, mượn tổ địa địa mạch phong thủy, nhân quả khí vận, mới khá cùng đối kháng. Nghĩ tới đây, Tiêu Khinh Nhan tăng thêm tốc độ, chạy về địa tâm vực. Dự định trở lại Tiêu gia tổ địa bên trong, mượn địa lợi ưu thế, sẽ cùng Diệp Thần nhất quyết hơn thua. Nàng đây là tuy có đấu thần Thiên Châu nơi tay, nhưng Diệp Thần đuổi tận cùng không buông, nàng căn bản không có thời gian luyện hóa, tự nhiên cũng không khả năng dùng viên này Thiên Châu, tới đối kháng Diệp Thần. Diệp Thần nắm chặt Hoang Ma Thiên Kiếm, một đường đuổi giết đi lên. Hắn cũng không dám lại song kiếm hợp bích, nếu không lại dẫn động cựu Nhật chi chủ tàn hồn, vậy thì phiền toái. Hoang Ma Thiên Kiếm đã hồi phục,
thậm chí hấp thu huyền cơ nguyệt bộ phận máu tươi, đổi được vô cùng cường hãn, kiếm khí uy lực hơn xa trước kia, vậy thắng được tai nan thiên kiếm, chiếm binh khí ưu thế, Diệp Thần có nắm chắc đánh bại Tiêu Khinh Nhan, đoạt lại đấu thần Thiên Châu. Hai người trốn truy đuổi tới giữa, rất nhanh thấy được tinh không cổ đạo cuối. Tiêu Khinh Nhan không chút do dự nào, xuyên qua cuối không gian vòng xoáy, trở lại địa tâm vực bên trong. Diệp Thần nhưng là dừng chân một cái, trong đầu nghĩ, ta một khi trở lại địa tâm vực, muốn mới đi ra, vậy thì phiền toái. Điều này tinh không cổ đạo, có thể vào không thể ra, nếu như Diệp Thần bước chân vào địa tâm vực, muốn mới đi ra, chỉ có thể là từ hằng cổ cửa rời đi, hoặc là thiên yêu sẽ ra tay, lợi dụng đại thần thông đem hắn mang đi, vậy hiển nhiên là khả năng không lớn sự việc. Thôi, vì đấu thần Thiên Châu, Tư Thanh, chờ ta. Diệp Thần cắn răng, đầu óc bên trong hiện ra Kỷ Tư Thanh thân ảnh yểu điệu, nếu như không phải là Tiêu Khinh Nhan ngăn trở, hắn có lẽ đã sớm đoạt được đấu thần Thiên Châu, trở về một thân dung nhan, và Kỷ Tư Thanh nối lại tiền duyên. Đáng tiếc hiện tại, cái này mộng đẹp nhưng là muốn bể tan tành. Diệp Thần trong lòng hung hăng mắng Tiêu Khinh Nhan một lần, một bước bước ra tinh không cổ đạo, xuyên qua không gian vòng xoáy, ánh sáng chớp mắt, cũng đã lần nữa trở lại địa tâm vực, trước mắt là một phiến hoang vu thế giới. Tiêu Khinh Nhan bóng người, bay vút ở phía trước. Diệp Thần tiếp tục đuổi giết đi lên, cũng yên lặng cảm ứng địa tâm vực khí vận biến hóa. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy tài quyết thánh đường khí vận, so với trước kia càng hừng hực, mà Mạc Hồng Lâm ba tộc khí vận, chính là suy thoái rất nhiều. Không biết Mạc Hàn Hy thế nào? Diệp Thần đầu óc bên trong, hiện ra Mạc gia tiểu thư Mạc Hàn Hy bóng người. Hắn cùng Mạc Hàn Hy tới giữa, rất có một đoạn hoa đào oán nghiệt. Hắn tuy biết hai người cũng không kết quả, nhưng dẫu sao đã từng cũng có qua một đoạn tình cờ gặp gỡ, trong lòng dĩ nhiên là không có quên nàng. Đột nhiên tới giữa, Tiêu Khinh Nhan ở trước mặt dừng lại ở bước chân, gương mặt một trắng, ngón tay suy tính, tựa hồ cảm ứng được cái gì đáng sợ sự việc. Tiêu gia ta tổ địa, lại bị tài quyết thánh đường chiếm lĩnh. Tiêu Khinh Nhan thanh âm run rẩy, thân thể vậy đang phát run. Tiêu Khinh Nhan, giao ra đấu thần Thiên Châu. Diệp Thần thấy vậy, chỉ cảm thấy cơ hội khó khăn được, Hoang Ma Thiên Kiếm vũ dậy một đạo đen nhánh kiếm mang, lăng không hướng Tiêu Khinh Nhan chém xuống. Tiêu Khinh Nhan mặt liền biến sắc, xích đồng chuyển động tới giữa, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lui về phía sau ra một khoảng cách, nói, Luân Hồi Chi Chủ, người muốn đấu thần Thiên Châu thôi, ta có thể cho ngươi. À! Diệp Thần khá là kinh ngạc. Tiêu Khinh Nhan đầu tóc bạc trắng, theo gió cuốn lên. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta liền đem đấu thần Thiên Châu cho ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Tiêu Khinh Nhan nói, Tiêu gia ta tổ địa, gặp phải tài quyết thánh đường xâm lược, ngươi và ta liên thủ, trước giải quyết hết bọn họ nói sau. Diệp Thần trong lòng rét một cái, tài quyết thánh đường xâm lược Tiêu gia, không biết có hay không xâm lược Mạc gia. Lòng hắn bên trong khá là lo âu, nhưng ngoài mặt tỉnh bơ, ha ha cười một tiếng nói, lúc đầu ngươi muốn cùng ta hợp tác. Ta cần gì phải hợp tác, nếu ngươi Tiêu gia bị chiếm, không có tổ địa khí vận phong thủy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tiêu Khinh Nhan xuất hiện, đưa đến Diệp Thần dưới mắt tiết tấu và an bài bị cắt đứt, lòng hắn lý chính là giận, nhưng cũng không muốn hợp tác. Tiêu Khinh Nhan lui thêm bước nữa, nói, ngươi dựa vào binh khí lợi hại, khi dễ ta một cái yếu tiểu nữ, vậy ta cũng không thể nói gì được, ta đúng là không đấu lại ngươi, nhưng ngươi muốn cướp lấy đấu thần Thiên Châu, vậy cũng không khả năng. Ta coi như bóp vỡ, cũng không cho ngươi. Nói xong, Tiêu Khinh Nhan bàn tay nâng lên, nắm đấu thần Thiên Châu, tựa hồ chỉ cần Diệp Thần một làm khó dễ, nàng thì phải đem Thiên Châu bóp vỡ. Diệp Thần nói, hừ, vật này chính là thái thượng thần khí, lấy ngươi thực lực, chỉ sợ vẫn không thể hủy diệt này cùng pháp bảo. Tiêu Khinh Nhan nhàn nhạt nói, ha ha, ta là hủy không hết, nhưng liều mạng hiến tế tự thân, hy sinh tánh mạng, cũng có thể đem nặng chế. Người muốn chiếm ta tiện nghi, đó là tuyệt đối không thể nào. Nàng ngay lúc nói chuyện, rất nhiều đoạn tuyệt tàn bạo ý, tựa hồ coi như liều mạng đều không muốn, cũng không cho Diệp Thần lưu lại chút nào chỗ tốt. Diệp Thần ánh mắt run lên, cầm kiếm xương tay tiết sắc sắc sát nổ vang, hơi bấm ngón tay tính toán, nói, muốn hợp tác cũng có thể, trừ đấu thần Thiên Châu ra, sau khi chuyện thành công, người cầm ngươi Tiêu ra chân tàng binh tự quyết, đưa cho ta. Hắn thoáng suy diễn. Đã cảm giác được Tiêu gia nhân quả, bắt được một môn tuyệt thế thần thông, chính là Đại Phạm Thiên 9 tầng chí tôn công bên trong binh tự quyết,
Đại Phạm Thiên 9 tầng chí tôn công, có lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước 9 môn thần thông. Vậy mà nói, cửu thiên thần thuật chỉ có thể là một người tu luyện, bởi vì khí vận chỉ có một phần, một người chiếm cứ, người ngoài lại không thể lại chiếm. Nhưng có cửu thiên thần thuật chính là ngoại lệ, Phạm Thiên thần công chính là như vậy. Môn công pháp này quá mức phức tạp, khí vận cũng quá phân tán, cho nên chỉ cần có bí tịch khẩu quyết, người người đều có thể tu luyện. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thiên phú đủ. Lấy Diệp Thần thiên phú, tự nhiên có tư cách tu luyện Phạm Thiên thần công. Cái gì, người lại có thể suy tính đến binh tự quyết bí mật? Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần lời này, nhất thời thất kinh. Binh tự quyết, đại biểu giữa thiên hạ thượng thừa nhất luyện khí pháp môn, năm đó Vạn Khư lão tổ, đem tặng cho kiếm thần lão tổ, dùng để đúc tám đại thiên kiếm. Kiếm thần lão tổ ban thưởng tiên phúc, đem cái này binh tự quyết thần thông, vậy truyền tới Tiêu gia bên trong, không có trả cho Vạn Khư lão tổ, tựa hồ ngoài ra có bố trí. Diệp Thần suy diễn thủ đoạn dị thường lợi hại, những thứ này khớp xương đã thấy rõ rõ ràng, lại để cho Tiêu Khinh Nhan vô cùng khiếp sợ. Nhìn Diệp Thần ánh mắt, Tiêu Khinh Nhan chỉ cảm thấy mình bị lột sạch, trần truồng, một chút bí mật cũng không có, toàn bộ bị Diệp Thần thấy rõ rõ ràng. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên không giống vật thường. Tiêu Khinh Nhan không khỏi được khen ngợi. Diệp Thần nói, như thế nào? Quá mức đem binh tự quyết cho ta, ta liền cùng ngươi hợp tác. Tiêu Khinh Nhan nói, binh tự quyết là Tiêu gia ta hạch tâm thần thông, không thể cho ngươi, ta tới hơn cho ngươi mượn đọc một tháng. Có thể hay không lĩnh ngộ, vậy thì xem ngươi tạo hóa. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, một tháng sao? Có thể, ta đáp ứng ngươi. Hắn đối với mình thiên phú, có tuyệt đối lòng tin, một tháng thời gian, đủ lĩnh ngộ binh tự quyết. Hắn đã có bát quái thiên đan thuật căn cơ, tuy nói binh tự quyết là luyện khí chi pháp, nhưng nguyên là tương thông, bát quái thiên đan thuật nội tình thiên phú, như nhau có thể phụ trợ tu luyện binh tự quyết. Nếu như có thể nắm giữ binh tự quyết mà nói, Diệp Thần liền nắm giữ giữa thiên hạ đứng đầu nhất luyện khí pháp môn, chỉ cần tài nguyên đủ, hắn thậm chí có thể mình đúc mới thiên kiếm. Cường hãn như vậy đạo pháp, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Tiêu Khinh Nhan cắn răng, nói, được, cứ quyết định như vậy, đi thôi, mau cùng ta hồi Tiêu gia tổ địa, tộc nhân ta gặp nguy hiểm. Vừa nói liền muốn lên đường. Diệp Thần ngoắc tay, nói, chậm. Tiêu Khinh Nhan nói, ngươi lại muốn làm gì? Diệp Thần thiếu nói, đấu thần Thiên Châu ngươi còn không cho ta. Tiêu Khinh Nhan cắn răng nghiến lợi nói, cùng giải quyết hết tài quyết thánh đường uy hiếp, ta lại cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu cười nói, không, ta hiện tại thì phải, sau khi chuyện thành công cho ta, là binh tự quyết. Tiêu Khinh Nhan nhớ tộc nhân an nguy, nhưng cũng không tâm tư trả giá, nói coi là ngươi tàn nhẫn. Sau đó, nàng liền đem đấu thần Thiên Châu ném cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp lấy đấu thần Thiên Châu, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng mênh mông đấu sát khí tức, không ngừng đánh thẳng tới, hung mãnh mà bá đạo Thiên Châu uy thế, cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Rất tốt, không hổ là 33 thiên thái thượng thần khí, đích xác là cường hãn. Diệp Thần thầm khen một tiếng, lập tức sử dụng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, bọc lại đấu thần Thiên Châu, tại chỗ đem đấu thần Thiên Châu luyện hóa hết. Tiêu Khinh Nhan thấy một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần không cần tế luyện máu tươi, chỉ dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, là được ngay tức thì luyện hóa pháp bảo, thủ đoạn này, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Liền liền Tiêu Khinh Nhan, cũng không khỏi không bội phục luân hồi huyết mạch lợi hại. Luân hồi huyết mạch quả nhiên cường hãn, luân hồi chi chủ, người thiếu đạo lữ sao? Tiêu Khinh Nhan nhìn Diệp Thần, ha ha cười một tiếng. Trong lòng chỉ muốn cùng Diệp Thần song tu, chia một chén canh, cướp lấy luân hồi huyết mạch khí vận. Diệp Thần thấy Tiêu Khinh Nhan trong con ngươi, chỉ có trắng trợn lợi ích, lại không có bất kỳ tình niệm quyến luyến ý, không khỏi được cười nói, ta coi như cả đời không dính nhuộm người phụ nữ, cũng sẽ không đụng ngươi cái này tóc trắng ma nữ. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ cười to, ngược lại cũng không tức giận, nói, đi thôi, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Vừa nói phi thân đi Tiêu gia tổ địa chạy đi. Diệp Thần đi theo Tiêu Khinh Nhan, một đường bay vút. Lúc này, Diệp Thần đã luyện hóa đấu thần Thiên Châu, tốt nhất dự định, dĩ nhiên là ngồi xuống, xông phá huyền cơ nguyệt vết máu, hoàn toàn chấp chưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Nhưng, quá trình này, nói ít cũng phải 3 ngày thời gian. Đương thời giây phút, Tiêu gia nguy cơ sắp tới, Diệp Thần tự nhiên vậy không thể phân thân,
chỉ có thể trước giải quyết hết Tiêu gia nguy cơ nói sau. Hai người một đường bay vút, không khí dần dần giá rét, sương gió cuộn sạch, xa xa xuất hiện một bụi to lớn thần thụ, có kỳ lân phù động thở mạnh voi, chính là kỳ lân thần thụ. Chỗ này, tự nhiên cũng chính là Tiêu gia tổ địa, là một phiến lạnh như băng tuyết nguyên. Tiêu Khinh Nhan trước đây triệu hoán kỳ lân thần thụ, chỉ là linh thể hư ảnh, chân chính kỳ lân thần thụ bản thể, ở Tiêu gia tổ địa bên trong. Đi tới Tiêu gia tổ địa bên ngoài dọc theo, nhưng gặp tuyết nguyên bên trên, có rất nhiều mặc màu trắng bạc khôi giáp thánh đường tướng sĩ, ở bốn phía tuần tra. Người nào? Những cái kia thánh đường tướng sĩ, thấy Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan xuất hiện, nhất thời thất kinh. Hừ! Tiêu Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm. Như quỷ mị liều chết xung phong, mười ngón tay ác liệt như đao kiếm, cuồng vũ ra, nổi lên một hồi nhọn gió bão, đem chung quanh thánh đường tướng sĩ toàn bộ xé nát, máu thịt nội tạng ruột chảy đầy đất, nhiễm đỏ tuyết nguyên. Diệp Thần vậy đi lên, nhưng gặp phương xa trên đường, có một cái đội ngũ thật dài quanh co tới, ước chừng có mấy trăm người, tay chân đều bị xiềng xích buộc, đầu đuôi tương liên, ở nơi tuyết gian tiến về phía trước, gào khóc ai oán tiếng bên tai không dứt, lộ vẻ được đặc biệt thê thảm. Mà ở đội ngũ hai bên, chính là hàng loạt thánh đường đệ tử. Đáng chết, cái này tài quyết thánh đường, liền Tiêu gia ta phụ nữ già yếu và trẻ nít vậy không buông tha. Tiêu Khinh Nhan cắn răng nghiến lợi, đội ngũ kia bên trong, có rất nhiều đáng thương đứa nhỏ cụ già, được đi không nhanh, bị thánh đường đệ tử quất mạnh thúc giục, có người để không chịu nổi, liền té ở băng tuyết trên đường, lại cũng không bò dậy nổi, sống chết không biết. Đi mau, các ngươi Tiêu gia tội nghiệt sâu nặng. Đem máu tươi hiến tặng cho Phương Chu Thiên Châu, có lẽ có thể giảm bớt các ngươi lỗi. Thánh đường đệ tử một bên roi đánh, một bên thúc giục người Tiêu gia tiến về trước. Đội ngũ bên trong có một tòa vô cùng hoa lệ đại kiệu, trong kiệu không biết ngồi người nào, có đậm đà rượu thơm truyền tới, cho dù Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan cách nhau thật xa, cũng có thể rõ ràng ngửi được. Kính Hoa Thủy Nguyệt, tài quyết thánh đường tứ trưởng lão, Trần Túy Nguyệt liền ở đó trong kiệu. Tiêu Khinh Nhan chỉ vậy đỉnh cổ kiệu, trong mắt rất nhiều sát khí. Trần Túy Nguyệt, chính là mưa gió vô tướng bốn ngày sách bên trong, phong ma thiên thư người chấp trưởng, đã từng cũng là trấn thủ ngũ phương thánh địa, trông coi đan tiên hồ tồn tại. Diệp Thần sớm cùng Trần Túy Nguyệt đã giao thủ, lúc này vừa nghe tới vậy nồng nặc rượu thơm, vậy đoán được Trần Túy Nguyệt ở chỗ này. Lần này Tiêu gia cử tộc bị bắt, phía sau màn nắm giữ dĩ nhiên chính là Trần Túy Nguyệt. Động thủ. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, cùng Tiêu Khinh Nhan nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý, đồng loạt chiếm đất giết ra. Vậy rất nhiều thánh đường đệ tử, bỗng nhiên thấy nơi tuyết bên trong, có một đạo ma quang, một đạo hồng quang bắn tới, vô cùng gió tuyết bạo dũng, đều là thất kinh. Rất nhiều bị bắt làm tù binh Tiêu gia tộc nhân cửa, cũng là cả kinh. Địch tấn công, chú ý! Đám người thánh đường đệ tử, lập tức rút ra đao kiếm, đi lên muốn cản đường Diệp Thần. Tiêu Khinh Nhan hai người. Nhưng bọn họ thân thể, ở Diệp Thần trước mặt hai người, liền giống như giấy vậy, lập tức bị xé nát. Tiêu Khinh Nhan tu vi, chừng nửa bước trăm gia cảnh. Mà Diệp Thần chân chính sức chiến đấu, cũng là trình độ này. Hai người liên hiệp, dĩ nhiên là thế như trẻ tre, ngăn cản người tán loạn. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan, giết tới vậy cổ kiệu trước. Hai người một trước một sau, một kiếm một trường. Đem vậy cổ kiệu nổ, nhưng trong kiệu nhưng là không, không có ai tồn tại. Hảo công phu, luân hồi chi chủ, Tiêu cô nương, nguyên lai là các ngươi. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng gặp một cái thần tình lạnh nhạt chàng thanh niên, giữa eo treo bầu rượu, sau lưng lơ lửng một quyển thiên thư, xuất hiện ở Diệp Thần Tiêu Khinh Nhan bên cạnh hai người. Chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt, tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt. Lúc đầu mới vừa Diệp Thần Tiêu Khinh Nhan hai người tập sát tới, Trần Túy Nguyệt đã vận dụng phong ma thiên thư, chạy khỏi đi ra ngoài, cũng không có bị thương. Trần Túy Nguyệt trên mép, lộ ra một vẻ cười nhạt ý, tựa hồ hết thảy thành chúc nắm, cũng không có gì hốt hoảng. Thật ra thì ở hắn nội tâm bên trong, đã tràn đầy kiêng kỵ cảnh giác ý, chỉ cảm thấy Diệp Thần Tiêu Khinh Nhan thực lực, đơn giản là vô cùng cường hãn, chân thực khó đối phó. Bất quá hắn uống rượu thói quen. Tính tình cũng là rửng rưng hiền lành, chỉ cần không đụng phải Nhâm Phi Phàm cái loại này ngoại hạng cao thủ, hết thảy biến cố đều có thể thản nhiên xử lý. Trần Túy Nguyệt, cho ta chết. Tiêu Khinh Nhan mặt đầy tức giận, xương trắng móng nhọn vung lên,
cuốn lên một hồi đỏ ửng sương mù, hướng Trần Túy Nguyệt đánh tới. Trần Túy Nguyệt thúc giục phong ma thiên thư, một hồi bạo gió dâng lên, thổi tan vậy đỏ ửng sương mù, nhưng Tiêu Khinh Nhan móng đánh, nhưng là vô cùng ác liệt, như đao kiếm vậy giết tới trước mặt hắn. Trần Túy Nguyệt hai tay liền vòng, liền ra ba trưởng hóa giải, nhìn như khá là ung dung, nhưng trong thực tế đã đem hết trọn đời công lực, lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng duy trì chấn định, nói, không biết Tiêu cô nương được kỳ ngộ gì, lại có thể đổi được như vậy lợi hại. Ngày xưa Tiêu Khinh Nhan, tu vi chỉ là quá chân cảnh trung kỳ, nhưng lúc này đã đến nửa bước trăm gia cảnh, ở địa tâm vực bên trong, có thể nói là nhất lưu cao thủ. Trần Túy Nguyệt có chút cơ duyên, trước mắt cũng là cảnh giới này, ỷ có phong ma thiên thư, có thể miễn cưỡng áp chế Tiêu Khinh Nhan, nhưng hơn nữa Diệp Thần mà nói, hắn liền tuyệt đối không phải địch thủ. Tiêu gia các tộc nhân, thấy Tiêu Khinh Nhan biến hóa khổng lồ như vậy, cũng là kinh hãi không thôi. Hôm nay Tiêu Khinh Nhan, và so với trước kia, hoàn toàn là hai người, bất kể là bên ngoài hình mạo hình dáng, vẫn là bên trong ở tu vi thực lực, đều là hoàn toàn lột xác. Muốn biết sao, đi địa ngục hỏi đi. Thiên chết hiểu tinh trần xa, cho ta trấn áp. Tiêu Khinh Nhan cuồng nộ, năm ngón tay vung lên gian, hào hùng đỏ ửng sương mù lần nữa giết ra. Lần này, vậy đỏ ửng sương mù bên trong, có một chút điểm hột tráng cát mịn, hỗn hợp ở sương mù đỏ bên trong, giống như phi hoàng nổ mũi tên vậy bạo bắn ra, thẳng giết Trần Túy Nguyệt. Ngày này chết hiểu tinh trần xa, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, Diệp Thần trước kia thấy huyết long thi triển qua. Đây là Tiêu Khinh Nhan thi triển, uy lực có thể khủng bố nhiều, hòa lẫn đỏ ửng ngọc tủy hơi thở, thật giống như có thể giết bạo hết thảy. Trần Túy Nguyệt vậy lạnh nhạt gương mặt, rốt cuộc hơi biến sắc, nếu như bị ngày này chết hiểu tinh trần xa đánh trúng, sợ là phải bị bắn thành cái sàng. Nguy cấp bên trong, Trần Túy Nguyệt sử dụng phong ma thiên thư, giống như một mặt tấm thuẫn vậy, ngăn cản Tiêu Khinh Nhan tập sát. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần vậy ra tay. Phong ma thiên thư lưu lại, người chết đi. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm xuyên thấu hư không, vũ dậy một hồi nhọn kiếm quang, chém về phía Trần Túy Nguyệt đầu lâu. Trần Túy Nguyệt lấy một chọi hai, chợt cảm thấy nghẹt thở. Trần trưởng lão, bốn phía thánh đường đệ tử, lớn tiếng kêu lên. Mà ở đội ngũ phía sau, có 10 đạo thân ảnh, đồng loạt bạo cướp tới, trên mình đều mặc trước thần thánh chiến giáp, khắc đầy thánh đường phù văn, đều là cường đại sứ đồ. Kết cân nhắc quyết định thiên trận. Trần Túy Nguyệt quát to một tiếng, hơi có chút chật vật lui về phía sau, mượn phong ma thiên thư ngăn cản, tránh thoát một lần Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan công kích. Nhưng, phong ma thiên thư ô minh một tiếng, hóa thành một hồi lưu quang, chui hồi trong cơ thể hắn. Hiển nhiên cái cuốn thiên thư này, gặp phải Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan liên thủ đánh giết, đã bị tổn thương, cần điều dưỡng linh khí, tạm thời không thể lại dùng. Mất đi phong ma thiên thư, Trần Túy Nguyệt thực lực giảm bớt nhiều, lập tức liền muốn triệu tập tại chỗ sứ đồ, kết trận đối kháng. Muốn kết trận, đấu thần Thiên Châu, cho ta trấn áp. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Lại không có cho Trần Túy Nguyệt bất kỳ lật bàn cơ hội. Linh khí một thúc dục, một viên đồng thau hạt châu, từ Diệp Thần sau ót chậm rãi bay lên, chính là đấu thần Thiên Châu. Viên này đấu thần Thiên Châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí một trong, một nổi lên, trên hạt châu nhưng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia, cả người bao quanh xích viêm đấu khí, uy vũ phách liệt, cuồng bạo hung hãn, chính là viễn cổ trong truyền thuyết đấu thần. Đấu thần truyền thuyết là cùng võ tổ người cùng một thời đại vật, là hết sức là cổ xưa truyền kỳ. 33 thiên thái thượng thần khí, đều là võ tổ thời đại kia đúc nên, niên đại đặc biệt rất xưa. Đấu thần Thiên Châu, chính là dùng viễn cổ đấu thần hài cốt, hòa lẫn địa hỏa tinh đồng, ngoài bầu trời vẫn thiết đúc thành. Cái này đấu thần Thiên Châu vừa xuất hiện, cuồng bạo đấu sát khí tức, tràn ngập thiên địa. Ta là đấu đế, làm trấn áp hết thảy địch. Vậy trên hạt châu thân ảnh khổng lồ, phát ra lãnh khốc chiến hống, bàn tay một chấn, bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống, đấu khí bùng nổ, lại một trường, đem vậy 10 cái sứ đồ, đánh được máu thịt bạo diệt, kêu thảm thiết chết đi, căn bản không có kết trận cơ hội. Cái gì, đấu thần Thiên Châu, ngươi lại có thể nắm trong tay thái thượng thần khí. Trần Túy Nguyệt thấy một màn này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. 33 thiên thái thượng thần khí. Chỉ có truyền thuyết thiên quân, tài năng phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hiện tại, Diệp Thần vung tay lên gian,
lại có thể triệu hoán viễn cổ đấu thần trợ trận, rõ ràng đã phát huy ra đấu thần Thiên Châu tinh túy, quả thực là kinh người. Tiêu Khinh Nhan cũng là rung động không dứt, không nghĩ tới Diệp Thần mới vừa luyện hóa đấu thần Thiên Châu, lại có thể nhanh như vậy liền có thể phát huy ra uy lực, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thấy toàn trường sứ đồ bạo diệt, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Xem ra viên này đấu thần Thiên Châu, đích xác là cường hãn, đủ để phá giải Huyền Cơ Nguyệt lưu lại vết máu. Mau rút lui. Trần Túy Nguyệt thấy tình thế không ổn, lập tức rút người ra chạy khỏi đi. Hắn là nửa bước trăm gia cảnh cao thủ, lại nắm trong tay Phong Ma Thiên Thư, đánh nhau không đánh lại, nhưng muốn chạy trốn, Diệp Thần và Tiêu Khinh Nhan nhưng không theo đuổi hắn. Còn dư lại Thánh Đường các đệ tử, thấy Trần Túy Nguyệt chạy, cũng là loạn thành một đoàn, lật đật chạy trốn tứ tán đi. Tiêu Khinh Nhan lập tức đuổi giết, nhưng chạy trốn người quá nhiều, nàng cũng giết vô tận. Diệp Thần thong thả, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nhàn nhạt nói, ta cầu nguyện, trời máu nhuộm, tan thành mây khói. Nguyện vọng thiên tinh ùng ùng một hồi chuyển động, vô cùng tín ngưỡng niệm lực sôi trào. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp những cái kia chạy trốn Thánh Đường các đệ tử, thân thể không có dấu hiệu nào, đột nhiên nổ, hóa thành đầy trời mưa máu, nhiễm đỏ trời mặt đất, trong phút chốc tan thành mây khói, trừ Trần Túy Nguyệt chạy khỏi bên ngoài, những người khác một cái người sống vậy không lưu lại. Tiêu Khinh Nhan kinh ngạc nhìn một màn này, cuối cùng nhìn Diệp Thần, thở dài nói, bàn về giết người, vẫn là ngươi lợi hại. Dừng một chút, lại nói, có hứng thú cùng nhau song tu sao? Trên mình ngươi pháp bảo thật nhiều, mượn ta một kiện có thể hay không? Diệp Thần nói, ta nói qua, coi như trên thế giới chỉ còn lại ngươi một người phụ nữ, ta cũng không sẽ cân nhắc ngươi. Tiêu Khinh Nhan xen lời hắn, được rồi, không chịu sẽ không chịu. Người lấy là bổn cô nương rất vui lòng. Diệp Thần nhìn đầy trời khắp nơi máu loáng, nói Thánh Đường uy hiếp đã trừ, dựa theo ước định, người nên cầm binh tự quyết cho ta. Tiêu Khinh Nhan gật đầu một cái, nói cái này tự nhiên, ta sẽ không làm trái lời hứa, chỉ là vậy binh tự quyết bí tịch, ở tiêu gia ta sau núi cấm địa bên trong, muốn mở ra cấm địa, ít nhất phải 7 ngày thời gian, người lại ở chỗ này thu xếp mấy ngày, cùng cấm địa mở ra, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Dừng một chút, lại nói, nếu như mấy ngày nay ngươi lời buồn chán, có thể tới ta gian phòng tìm ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, vậy không trả lời lại, 7 ngày thời gian, hắn dĩ nhiên là có thể chờ. Chung quanh Tiêu gia tộc nhân cửa, nghe được Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan nói chuyện, trong lòng kinh nghi không chừng, cũng không biết Tiêu Khinh Nhan là như thế nào, lại cùng luân hồi chi chủ quen biết. Các vị, Thánh Đường uy hiếp đã trừ, mọi người có thể yên tâm. Tiêu Khinh Nhan thay đám người chặt đứt xiềng xích, giải cứu đám người. Tiêu gia tộc nhân rối rít cảm ơn, kể chuyện lúc trước, lúc đầu tài quyết Thánh Đường tấn công Tiêu gia tổ địa, là vì bắt đám người, lấy đám người máu tươi, đi bồi bổ Phương Chu Thiên Châu. Vậy Phương Chu Thiên Châu, chính là 33 thái thượng thần khí, thập đại Thiên Châu một trong, truyền thuyết có thể hiển hóa ra một chiếc ngày tận thế phương thuyền, vượt qua hắc ám cấm hải, trực tiếp phi thăng đi thái thượng thế giới. Tài quyết chi chủ biết phi thăng khó khăn, đặc biệt là luân hồi chi chủ cùng nhâm phi phàm xuất hiện, lại là làm rối loạn hắn kế hoạch, thậm chí sau lưng vô vô thiên thư hiện thế, cũng là một cái ẩn núp uy hiếp. Cho nên, hắn muốn khởi động Phương Chu Thiên Châu, chuẩn bị nổi lên một chiếc ngày tận thế phương thuyền, nếu quả thật đến cuối cùng giây phút, liền ngồi ngày tận thế phương thuyền chạy khỏi, điều khiển bay về phía thái thượng thế giới. Cái này Phương Chu Thiên Châu, viễn cổ đại năng đúc ý. Vốn chính là vì cho đời sau người, lưu một cái chạy trốn đường lui, có thể siêu thoát hết thảy khổ nạn, đi bất kỳ thế giới nào. Năm đó thập đại lão tổ, phi thăng thái thượng, tiêu diệt cựu Nhật chi chủ thời điểm, mà tổ vô thiên chính là ngồi ngày tận thế phương thuyền, mới có thể chạy khỏi ách nan, để lại một chút ngày cũ mồi lửa. Sau đó cái này Phương Chu Thiên Châu thất lạc, bị tài quyết chi chủ đạt được, đã sớm không lành lặn trăm nghìn năm, gần đây bởi vì Diệp Thần, nhâm phi phàm xuất hiện. Còn có vô vô thiên thư tai họa ngầm, tài quyết chi chủ mới quyết định hao phí tài nguyên, chuẩn bị trọng tu phương thuyền, phòng ngừa chu đáo. Trần Túy Nguyệt dẫn người công chiếm tiêu gia tổ địa, chính là vì tù binh sinh linh, lấy ra máu tươi, cung phụng bồi bổ Phương Chu Thiên Châu. Diệp Thần nghe được Phương Chu Thiên Châu chuyện, khẽ cau mày, trong lòng mơ hồ lo âu. Nếu tiêu gia tổ địa đều bị công hãm, vậy Mạc gia, Hồng gia, Lâm gia ba tộc, chỉ sợ cũng không có thể may mắn tránh khỏi.
Diệp Thần định suy diễn ba tộc nhân quả, nhưng không nhìn thấu lai lịch, chỉ mơ hồ biết, ba tộc còn có một chút sức sống, không tới bị tiêu diệt tình cảnh. Tiêu Khinh Nhan nói, luân hồi chi chủ, ngươi như lo lắng ba tộc an nguy, tùy thời có thể đi ra ngoài điều tra. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, không được, ta trước hay là luyện hóa Long Uyên Thiên Kiếm nói sau. Trước mắt nguy hiểm trùng trùng, tài quyết thánh đường mưu đồ không cạn, nếu như không có đủ tự vệ thực lực, Diệp Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi thiên cơ suy diễn dưới, ba tộc còn chưa tới bị tiêu diệt tình cảnh, ngược lại cũng không cần quá mức bận tâm, trước hay là lớn mạnh tự thân nói sau. Tiêu Khinh Nhan nghe được Long Uyên Thiên Kiếm, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang khá là không cam lòng ý, nhưng gia tộc nguy cơ, nàng cũng không cách nào sẽ cùng Diệp Thần tranh đoạt, hơn nữa thực lực sai biệt bầy ở chỗ này, cứng rắn đoạt, chỉ là tự rước lấy. Cái này Long Uyên Thiên Kiếm, ta liền không cùng ngươi đoạt, nhưng ngươi thành cầm kiếm người sau đó, tu phải nghĩ biện pháp đối phó tài quyết thánh đường. Tiêu Khinh Nhan nói. Diệp Thần nói, vậy cũng không cần ngươi nói, ta tự có đúng mực. Tiêu Khinh Nhan ha ha cười một tiếng, vậy không nói thêm gì nữa, liền phái người cho Diệp Thần an bài chỗ ở, để cho hắn tạm thời ở Tiêu gia tổ địa ở. Tiêu gia dòng tránh huyết mạch, cơ hồ bị tài quyết thánh đường giết hết, chỉ còn lại Tiêu Khinh Nhan một người. Còn lại tộc nhân đều là dòng thứ, tự nhiên đối với nàng nói gì nghe nấy. Huống chi hôm nay Tiêu Khinh Nhan, thực lực tiến nhiều, đã có đủ thực lực, có thể dẫn Tiêu gia trấn hưng, đám người tự nhiên lại là cung kính. Lập tức liền có mấy cái trưởng lão, mang Diệp Thần ở một nơi tĩnh lặng trong phòng ở. Trong gian phòng, khắc vẽ tụ linh đại trận, mơ hồ cùng Tiêu gia kỳ lân thần thụ câu thông, loại trừ giá rét, hội tụ linh khí, ngược lại cũng khá là thích hợp tu luyện. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, liền ở trong phòng ngồi xếp bằng xuống, sử dụng đấu thần Thiên Châu cùng Long Uyên Thiên Kiếm, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa. Mà Tiêu Khinh Nhan, tắc lai đến Tiêu gia tổ địa sau núi, một tòa đóng băng trong thung lũng, chuẩn bị phá vỡ nơi này cấm chế, hoàn thành lời hứa. Nàng đã đáp ứng Diệp Thần, phải đem Tiêu gia chân tàng binh tự quyết, mượn xem cho Diệp Thần một tháng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, ta cũng không tin ngươi có thể lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật. Tiêu Khinh Nhan nhìn hờ hững, ngược lại cũng không lo lắng Tiêu gia bí tịch sẽ tiết lộ, bởi vì cửu thiên thần thuật quá phức tạp, nàng không tin Diệp Thần có thể trong vòng một tháng lĩnh ngộ, lập tức an tâm giải tỏa cấm chế. Mà ở đó trong gian phòng, Diệp Thần lần nữa tiến vào Long Uyên Thiên Kiếm trong thế giới, nhưng gặp trước mắt biển máu sôi trào, trên mặt biển từng luồng tinh mang kiếm khí lững lờ, như mộng như ảo, lộ vẻ được đặc biệt lộng lẫy. Mộ chủ đại nhân, ta trợ giúp người phá vỡ vết máu, chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Vừa lúc đó, Bắc Võ Tử Đế thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời vui mừng, nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Có Bắc Võ Tử Đế trợ lực nói, Diệp Thần phá vỡ vết máu, chấp trưởng Thiên Kiếm thời gian, có thể rút ngắn một nửa, tối đa một ngày rưỡi thời gian, là được đại công cáo thành. Giao! Bắc Võ Tử Đế lực lượng, nhất thời dốc vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trên thân thể, toát ra một hồi sáng chói tử mang, liền con ngươi cũng hóa thành màu tím, lực lượng ngay tức thì tăng vọt. Đấu thần Thiên Châu, lên! Diệp Thần quát to một tiếng, lúc này sử dụng đấu thần Thiên Châu, hào hùng đấu khí năng lượng, trong phút chốc bơm vào đến trên người hắn. Hắn cả người hơi thở, lần nữa tăng vọt, vậy vờn quanh thân mây tía ánh sáng, tóe ra hung mãnh bá đạo đấu sát khí tức. Dường như muốn tan biến hết thảy. Nếu như lúc này, Diệp Thần sẽ cùng Tiêu Khinh Nhan đánh nhau, trong vòng ba chiêu, liền có thể gỡ xuống đối phương tánh mạng, đơn giản là không phí nhiều sức. Có thể tưởng tượng được, tập hợp Bắc Võ Tử Đế và đấu thần Thiên Châu năng lượng Diệp Thần, có cường hãn dường nào. Giao quang tím thuật, đấu khí thiên băng. Diệp Thần tay phải một chỉ điểm ra, cuồn cuộn ánh sáng tím như sông dài vậy bộc phát ra đi, đồng thời hắn tay trái. Nhưng là một quyền nắm chặt, ầm ầm bạo giết, đấu khí ngưng tụ như sắt thép, mang vô cùng đáng sợ băng diệt hơi thở, oanh về phía trước biển máu. Ung ung, ở giao quang tím thuật cùng đấu khí thiên băng đồng thời đánh xuống, máu kia biển lật lên sóng lớn, nhất trọng trọng bị nghiền diệt, máu trên biển rất nhiều thần la kiếm khí, cuồn cuộn nổ lên, muốn tổn thương Diệp Thần, nhưng đều bị hào hùng mây tía năng lượng, còn có nồng nặc đấu khí xua tan đi xuống. Biển máu ở suy thoái, năng lượng không ngừng yếu bớt. Cái này mảnh huyết hải, là huyền cơ nguyệt máu tươi đóng dấu, huyễn hóa ra tới dị tượng.
biển máu suy thoái, đại biểu huyền cơ nguyệt vết máu, phải bị Diệp Thần trùng trùng phá vỡ. Một khi biển máu hoàn toàn tiêu tán, Long Uyên Thiên Kiếm đem thoát khỏi trói buộc, có thể lần nữa nhận chủ. Cùng lúc đó, ngoại giới, nữ hoàng thiên cung bên trong, huyền cơ nguyệt vậy rõ ràng cảm thấy, tự thân máu tươi in vào suy thoái, nàng diễn cảm cực độ dữ tợn. Thậm chí con người bên trong thiêu đốt lên đạo đạo lửa giận. Nàng hai quả đấm nắm chặt, cuồng bạo đợt khí ở chung quanh chấn động. Không gian tựa như đều có văng tung tóe khuynh hướng. Nhưng rất nhanh, nàng buông tay ra, nàng mặc dù một mực không chấp nhận cái kết quả này, nhưng trong lòng hồi nào không phải cho rằng kết quả chính là như vậy. Thời khắc này nàng trong lòng sinh ra một loại đại thế đã qua cảm giác vô lực. Luân hồi chi chủ lấy được rồi đấu thần Thiên Châu, đi địa tâm vực, chuẩn bị phá vỡ máu ta ấn, chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Huyền cơ nguyệt cẩn thận cảm ngộ, đã bắt được tất cả nhân quả hơi thở, không khỏi bộ dạng sợ hãi chấn động phố. Có đấu thần Thiên Châu tương trợ, vậy Diệp Thần đích xác có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, phá hỏng nàng vết máu, mà sẽ không phải chịu bất kỳ cắn trả. Nghiêm trọng hơn phải, huyền cơ nguyệt thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Long Uyên di tích trận chiến ấy, nàng tổn thất quá thảm trọng, không chỉ là hiến tế rất luân hồi tinh diễm, còn đã tiêu hao hết thần La Thiên Kiếm linh khí. Đưa đến giờ phút này thiên kiếm yên lặng, mũi nhọn lại nữa. Bên ngoài đế thích thiên, yên tịch kiếm linh vân, vân, rất nhiều thế lực mắt lom lom, nàng vô cùng nguy hiểm. Có lẽ, ta cũng nên trở về địa tâm vực một chuyến. Huyền cơ nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, nhớ lại tử vi ngân hà. Nàng từ tử vi ngân hà bên trong ra đời, vậy tử vi ngân hà là nàng khởi nguyên chi địa, linh khí vô cùng là đậm đà. Nếu như lần nữa thu phục tử vi ngân hà mà nói, có lẽ có thể mượn tử vi ngân hà linh khí, khôi phục thần La Thiên Kiếm mũi nhọn. Thậm chí, mượn tử vi ngân hà năng lượng, nàng có lẽ có nặng chém gông xiềng cơ hội. Đây là ban đầu liền định trước thuộc về cơ duyên của nàng. Một ngày rưỡi sau đó, ở Diệp Thần dưới sự cố gắng, Long Uyên bên trong thế giới biển máu, hoàn toàn tiêu tán, tất cả thần La Thiên Kiếm kiếm khí, cũng là hoàn toàn bị nghiền nát. Bắc Võ Tử Đế vui vẻ nói, chúc mừng mộ chủ, rốt cuộc có thể chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Biển máu một suy thoái, vậy Long Uyên thế giới bên trong, khắp nơi hiện ra kim quang đỏ nghê, cuồn cuộn vạn đạo, có ngàn vạn điều thiên long, ở hư không trên bay vút lên gầm thét, dương nanh múa vuốt, vô cùng nguy nga. Vậy ngàn vạn điều thiên long, đều ở đây hướng Diệp Thần quỳ bái, không cùng Diệp Thần máu tươi tế luyện, chúng chủ động bay vút lên tới, dung nhập vào Diệp Thần huyết mạch bên trong. Tại chỗ nhận chủ. Diệp Thần mở mắt ra, từ Long Uyên trong thế giới đi ra, trở lại thực tế, nhưng phát hiện mình quanh thân, vậy vạn long quanh quẩn, long dọn ra gầm thét vang khắp kinh thiên, trên bầu trời khắp nơi đều là thụy khí cùng hà thải, vô số long ảnh lững lờ, vô cùng nguy nga. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người gân cốt nổ vang, cùng Long Uyên Thiên Kiếm đồng tình, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hắn tu vi hơi thở, mãnh liệt đột phá. Một lần hành động thăng cấp tới còn thật cảnh tầng 2 thiên. Rất tốt, quả nhiên là tấn thăng. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, mượn Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng, hắn rốt cuộc đột phá đến còn thật cảnh tầng 2 trời, vô luận là tự thân sức chiến đấu, hay là tức vận, đều có to lớn lột xác. Lúc này, coi như trông cho mượn dùng Bắc Võ Tử Đế lực lượng, dựa hết vào đấu thần Thiên Châu, Diệp Thần cũng có nắm chắc, ở ba chiêu bên trong giết chết Tiêu Khinh Nhan. Mà bầu trời long dọn ra gầm thét, kiếm khí thủy hà, khí tượng cũng là kinh động ngàn vạn dặm, cơ hồ toàn bộ địa tâm vực, đều có cảm ứng. Tiêu gia tổ địa bên trong, rất nhiều người tiêu gia nhìn trên trời hào hùng khí tượng, run lẩy bẩy, rung động trong lòng, không ít người trực tiếp quỳ xuống, hướng Diệp Thần màng bái. Mà ngoại giới cũng có rất nhiều thế lực, cảm thấy được dị biến, thần thức dòm ngó tiêu gia tổ địa, muốn tìm tòi nghiên cứu nhân quả, nhưng đều bị một cổ vô hình uy thế. Hoàn toàn cách trở chạy đi. Đó là thuộc về Diệp Thần luân hồi thiên uy, có thể ngăn cách người xem xét. Tiêu Khinh Nhan thấy bầu trời dị tượng, liền biết Diệp Thần đã thành công chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, không khỏi than thở một tiếng, dù gì nói, tên này quả nhiên cường hãn, đáng tiếc không rõ ràng phong tình, lại có thể cự tuyệt cùng ta song tu. Chợt, nàng cúi đầu vừa thấy, vậy ngạo nghễ đỉnh núi như ẩn như hiện. Có thể một ít người, chính là như thế chăng rõ ràng phong tình. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, thật sự là mình không có mị lực sao? Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy,
trên trời các loại dị tượng, toàn bộ trở về trong cơ thể hắn. Hắn nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm, quơ múa mấy cái, chỉ cảm thấy kiếm cương mãnh liệt, oai rồng cuồn cuộn, thế đại lực trầm, lại ẩn hàm động trời sát phạt mũi nhọn, cương nhu gom lại, thật sự là không thể có nhiều tuyệt thế binh khí. Rất tốt, rất tốt, Long Uyên Thiên Kiếm, quả nhiên lợi hại. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cái này cầm Long Uyên Thiên Kiếm, sừng sững ở lớn bên trên, chừng mười mấy lâu vạn năm, từ đầu đến cuối không người thu lấy, đã sớm hấp thu số lớn mạch linh khí. Cho nên, ở Diệp Thần trước mắt chấp chưởng ba cây thiên kiếm bên trong, Long Uyên Thiên Kiếm lực sát thương lớn nhất. Hoàng Ma Thiên Kiếm muốn đạt tới Long Uyên Thiên Kiếm sát thương, nhất định phải đào tạo đến khỏe hẳn trạng thái, bây giờ còn chưa đến tình cảnh này. Còn như Tai Nan Thiên Kiếm, muốn cùng Lý Phi Tuyết cái này kiếm linh kết hợp, nếu không vậy không đạt tới Long Uyên Thiên Kiếm tiêu chuẩn. Diệp Thần liền đem Hoang Ma Thiên Kiếm, Tai Nan Thiên Kiếm, tạm thời thu hồi, đem Long Uyên Thiên Kiếm gánh chắp sau lưng. Cái này cầm Long Uyên Thiên Kiếm, chính là trọng kiếm, gánh chắp sau lưng, mũi nhọn không hiện lúc đó, Thất Tinh Long dọn ra toàn bộ yên lặng, hình như là một cái thông thường thép kiếm to, ai cũng không nhìn ra lai lịch. Không biết Hàn Hy tiểu thư, hiện tại thế nào? Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ Mạc Hàn Hy, lập tức bấm ngón tay suy diễn. Hắn chấp chưởng Long Uyên Thiên Kiếm, đột phá đến còn thật cảnh tầng 2 thiên hậu, suy diễn năng lực mạnh hơn, cái này một tí suy diễn, nhất thời phát hiện, Mạc Hàn Hy lại bị bắt liền ngũ phương thánh địa bên trong. Không chỉ là Mạc Hàn Hy, Mạc gia, Hồng gia, người Lâm gia, toàn bộ bị bắt liền ngũ phương thánh địa, nhốt lại làm tù binh. Trước mắt trấn thủ ngũ phương thánh địa người, chính là Tài Quyết Thánh Đường nhị trưởng lão, Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong Hoa Phi Hoa. Mạc Hồng Lâm ba tộc, cũng là Hoa Phi Hoa mang Thánh Đường sứ đồ, Thiên Đường chiến tướng, nhóm lớn tinh nhuệ công hãm. Hiện tại, Hoa Phi Hoa chuẩn bị ở nửa tháng sau, địa tâm vực dương cương khí nồng nhất úc ngày, đem ba tộc người toàn bộ giết chết, tinh luyện máu tươi cung phụng Phương Chu Thiên Châu. Mạc Hàn Hy và gia gia của nàng, đều bị bắt lại làm tù binh, thuộc về cực lớn nguy hiểm bên trong. Diệp Thần suy diễn đến một màn này, nhất thời thần sắc biến đổi, hắn cùng Mạc Hàn Hy quan hệ không cạn, tự nhiên không thể nhìn đối phương xảy ra chuyện. Ta đi ra ngoài có chuyện, các ngươi cùng Tiêu cô nương nói một tiếng. Diệp Thần đi ra cửa đi, tùy tiện hướng Tiêu gia tộc nhân phân phó một tiếng, liền lập tức rời đi Tiêu gia tổ địa, chạy tới ngũ phương thánh địa, chuẩn bị đi cứu người. Hắn hôm nay chấp chưởng Long Uyên Thiên Kiếm, thực lực thật to tăng lên. Cái gì đó nhị trưởng lão Hoa Phi Hoa, và tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt tu vi tương đương, hẳn không thể nào là địch thủ của hắn, chỉ sợ đối phương dựa vào người đông thế mạnh, kết trận đối kháng, vậy thì không dễ làm. Tiêu gia tộc nhân thấy Diệp Thần rời đi, cũng không biết hắn có cái gì chuyện trọng yếu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Thần ra Tiêu gia tổ địa, lúc này một đường bay vút, chỉ tốn gần nửa ngày thời gian, liền tới đến ngũ phương thánh địa. Lúc đó chính gặp màn đêm lần đầu tới, giữa trời đất tối mờ một phiến, chỉ có ngũ phương thánh địa đèn đuốc sáng rực, trên trời dưới đất, đều có vô số chiến tướng canh phòng tuần tra, phòng bị vô cùng xâm nghiêm. Diệp Thần hơi đẩy một cái coi là, phát hiện trong thánh địa chừng canh phòng 100.000 người, quả thực không thể khinh thường. Cái này ngũ phương thánh địa, hắn trước kia cướp lấy đan tiên hồ lúc cũng đã tới, biết một cái ẩn núp tinh không cổ đạo, nhưng lối đi kia đã dùng qua một lần. Tài Quyết Thánh Đường mất hết đan tiên hồ, nhất định ồ ạt đề phòng, hắn muốn lại đường cũ lại nhập, chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần do dự muốn không muốn xông vào, ba tộc người, cũng bị tống giam ở thánh địa bên trong, trừ Mạc Hàn Hy bên ngoài, Hồng Hân, Lâm Thiên Tiêu cũng bị bắt. Thật may Tài Quyết Thánh Đường, vì cung phụng Phương Chu Thiên Châu, cần phải chuẩn bị tốt nhất tế phẩm, cho nên cũng không có ngược đãi đám người tuy chỗ sâu hiểm cảnh. Nhưng cũng không có gặp cái gì hành hạ. Diệp Thần đang tính toán cứu người phương pháp, chợt nghe một hồi lén lén lút lút tiếng bước chân đến gần. Là ai? Diệp Thần ánh mắt run lên, thân thể chớp mắt, lập tức thiểm lược đến trước mặt đối phương, bắt được đối phương mềm mại cổ. Đối phương ai yêu một tiếng thét kinh hãi, là đạo như chuông bạc thanh thúy dễ nghe cô gái tiếng. Mượn ánh trăng, Diệp Thần trước mắt phơi bày ra một tấm thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ gương mặt. Mang trên mặt kinh hoàng sợ hãi thần sắc, thân thể mềm mại hơi phát run. Cô gái kia tóc bên trong, toát ra hai con lỗ tai mèo, hiển nhiên không phải là người tộc, lại là một cái miêu nữ. Ai yêu, Diệp Thần ca ca, là ngươi nha.
ngươi lúc nào trở về? Vậy miêu nữ nhận ra Diệp Thần, vẻ hoảng sợ rút đi, đầy mặt vui sướng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể trở lại địa tâm vực. Ngươi là... Diệp Thần nhướng mày một cái, cẩn thận nhìn cái này thiếu nữ tai mèo, nhìn nửa ngày, nói, ngươi là Hồng Hân dưới quyển cái đó nhỏ miêu nữ, chín mệnh linh miêu, tiểu huyên. Vậy miêu nữ vui vẻ nói, là ta, là ta. Diệp Thần ca ca, ngươi có thể coi là nhận ra ta. Diệp Thần nhìn đối phương thanh thuần làm người hài lòng hình dáng, một hồi kinh ngạc, buông lỏng tay, nhìn một chút đối phương vóc người, mặc dù còn khá là trẻ trung, nhưng đã là thiếu nữ thân thể, nhìn như cũng có 17-18 tuổi quy mô. Ngươi làm sao lớn như vậy? Diệp Thần kinh nghi bất định, hắn còn nhớ Tiểu Huyên là cái 8 tuổi 9 tuổi bé gái hình dáng, nào nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, lại có thể cũng đã lớn thành thiếu nữ. Dưới ánh trăng, chỉ gặp Tiểu Huyên ăn mặc xanh biếc áo sơ mi tay ngắn quần cụt, vải đặc biệt thiếu, tựa hồ là muốn tận lực câu dẫn người nào tựa như. Tiểu Huyên nói, Diệp Thần ca ca, ta đã đạt được vũ trụ thần thụ đồng ý, gia nhập Hồng gia, sau này ta tên chữ liền kêu Hồng Huyên, ngươi rời đi không lâu sau, ta tu luyện thành công, huyết mạch lột xác, đã lớn lên thành người, không còn là đứa bé. Vừa nói nắm quả đấm một cái, mặt mày hớn hở, lộ vẻ được đặc biệt đắc ý hình dáng. Diệp Thần gật đầu một cái, thật ra thì vậy cho tới bây giờ không cầm Hồng Huyên làm cái bé gái, dù sao đối phương là cao nhất nguyên thú chín mệnh linh miêu, cao nhất nguyên thú tuổi tác, không thể theo lẽ thường đo lường được, đối phương thoạt nhìn là ấu nữ, nói không chừng đã sống mấy ngàn tuổi. Ngươi làm sao tới nơi đây? Diệp Thần lại hỏi. Hắn hơi cảm ứng, Hồng Huyên tu vi hơi thở, tối đa quá chân cảnh 5 tầng trời, nếu như muốn cứu người nói, đó thuần túy là chịu chết. Hồng Huyên trong mắt buồn bã, nói, 10 ngày trước, tài quyết thánh đường nhị trưởng lão Hoa Phi Hoa, dẫn người công hãm Hồng ra tổ địa, chủ nhân cũng bị bắt đi, ta lúc ấy ở bên ngoài tu luyện, tránh thoát một kiếp, hiện tại ta muốn cứu chủ người. Diệp Thần nói, người điểm này tu vi, muốn cứu Hồng Hân, chỉ sợ khó hơn lên trời. Hồng Huyên nói, ta nghe nói vậy Hoa Phi Hoa, tốt vô cùng sắc, ta đã cùng hắn ước định tốt, tối nay ta hiến thân cho hắn. Hắn liền thả chủ nhân nhà ta, người khác sống chết ta bỏ mặc, nhưng ta không thể nhìn chủ nhân xảy ra chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Huyên mặt đỏ bừng, lộ vẻ được vô cùng là xấu hổ bức xúc. Nàng tuy là bé gái tâm tính, nhưng cũng biết tối nay ước định, ý vị như thế nào. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời cười khanh khách. Kính hoa thủy nguyệt bên trong, Trần Túy Nguyệt rượu ngon, Hoa Phi Hoa háo sắc, hắn cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới Hồng Huyên như thế ngây thơ. Lấy là dâng ra thân thể, có thể có được đối phương ân xá, không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Diệp Thần nói, cô gái nhỏ, người vậy quá ngây thơ rồi, hiến thân cho Hoa Phi Hoa, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, hắn đùa bỡn ngươi sau đó, không những sẽ không thả người, còn sẽ bắt ngươi lại, cùng nhau làm cung phụng phương Chu Thiên Châu tế phẩm. Hồng Huyên gò má một đỏ, hơi có chút tức giận, nói, nhưng mà, hắn làm sao dám vi phạm ước định. Hắn cùng ta ước hẹn, chẳng lẽ muốn lật lọng, hắn cũng không sợ trời phạt cắn trả sao? Diệp Thần thiếu liền một tiếng, nói trời phạt, cái này thế gian ma cờ bạc, bậm nhậu, sắc quỷ, đâu để ý cái gì trời phạt, cũng muốn thỏa mãn tự thân tư dục nói sau, người tối nay thật may đụng phải ta, còn có cứu vãn chỗ trống. Hồng Huyên ánh mắt sáng lên, biết Diệp Thần thần thông quảng đại, lập tức kéo Diệp Thần cánh tay, năn nỉ nói, Diệp Thần ca ca, vậy ngươi mau cứu ta. Còn có mau cứu chủ nhân nhà ta cầu ngươi. Diệp Thần trầm tư một lát, nói, ngươi nếu vào Hoa Phi Hoa có ước định, là có thể quang minh chánh đại tiến vào ngũ phương thánh địa sao? Hồng Huyên liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, hắn cho một tấm lệnh bài, có thể tùy ý đi lại. Vừa nói, Hồng Hân móc ra một tấm lệnh bài, phía trên in một cái hoa chữ. Diệp Thần suy tư một hồi, nói, được, vậy ta liền ngụy trang thành ngươi người làm. Cùng ngươi đi tìm tòi kết quả. Hồng Huyên gặp Diệp Thần nói chuyện cuối cùng, trong tròng mắt ẩn nhiên có sát khí lững lờ, nhất thời dùng mình, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi muốn động sát thủ, giết vậy Hoa Phi Hoa sao? Diệp Thần nói, cái loại này mảnh giấy vụn, như có cơ hội, dĩ nhiên là phải trừ hết. Diệp Thần kiêng kỵ nhất, chính là ngũ phương thánh địa trăm nghìn canh phòng, kết thành cân nhắc quyết định thiên trận, vậy thì khó đối phó. Hôm nay có thể mượn Hồng Huyên, trực tiếp đến gần Hoa Phi Hoa, đây là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội,
ý nghĩa Diệp Thần có thể bắt giặc phải bắt vua trước, một lần hành động giết chết địch thủ. Hồng Huyên âm thầm kinh ngạc, nhưng vậy tin tưởng Diệp Thần thực lực. Nếu Diệp Thần nói có thể giết, vậy Hoa Phi Hoa, hơn phân nửa đã là một cổ thi thể. Diệp Thần ca ca, ta cũng rất ghét vậy lão già khẳng, người có thể giết chết hắn, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hồng Huyên trong lòng cảm kích không thôi, ánh mắt chớp chớp, ngắm nhìn Diệp Thần, không nói ra được sùng bái cùng ngưỡng mộ, lại nói, Diệp Thần ca ca, ta không việc gì cảm ơn ngươi, nếu không, ta tối nay hiến thân cho ngươi khỏe, ta vẫn là thân trong sạch. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhìn Hồng Huyên ngây thơ, lại nhao nhao muốn thử ánh mắt, không khỏi bật cười khanh khách, cong ngón tay búng một cái trán nàng, nói, đừng nói cái loại này ngu nói, ta đối với nhóc con không có hứng thú. Hồng Huyên bĩu môi, ưỡn ưỡn ngực mình, thấp giọng cục cục, ta không phải nhóc con, ta là cô gái. Lập tức Diệp Thần cùng Hồng Huyên hai người, kết bạn đi về phía Ngũ Phương Thánh Địa. Diệp Thần thu hồi Long Uyên Thiên Kiếm, dịch dung cải trang, ngụy trang thành Hồng Huyên người làm, hai người rất nhanh đi tới Ngũ Phương Thánh Địa lối vào, nhưng gặp bên trong lều trại trùng trùng, vô số canh phòng tuần tra, rất nhiều xâm nghiêm khí sát phạt. Diệp Thần hơi một cảm ứng, liền phát hiện Mạc Hồng Lâm ba nhà tộc nhân, cũng bị tống giam ở chỗ sâu hầm giam bên trong. Đứng lại, người nào? Thấy Diệp Thần Hồng Huyên hai người đến gần, canh giữ ở cửa hai tên hộ vệ, lập tức tiến lên vặn hỏi. Hồng Huyên đỏ mặt, hơi có chút bức xúc khẩn trương hình dáng, đưa lên Hoa Phi Hoa lệnh bài, nói tiểu nữ Hồng Huyên, Phụng Hoa trưởng lão muốn đặt tới. Hai người hộ vệ kia, thấy được lệnh bài, lại nhìn thấy Hồng Huyên nũng nịu thanh thuần hình dáng, lập tức lộ ra hiểu lòng nhau mỉm cười, nhưng xem đến bên cạnh Diệp Thần, nhưng lại khẩn trương, nói, người này lại là ai? Hồng Huyên nói, à, hắn kêu A Phúc, là ta người làm. Người làm. Hai tên hộ vệ nhướng mày một cái, tới đây bắt Diệp Thần cổ tay, điều tra Diệp Thần tu vi hơi thở. Diệp Thần đã sớm ngụy trang kỹ, tu vi hơi thở đặc biệt yếu kém, không tạo thành bất kỳ uy hiếp, giống như là một con kiến hôi vậy. Hai người hộ vệ kia yên tâm lại, cũng không dám chỉ hoãn quấy rầy Hoa Phi Hoa chuyện tốt, phất tay nói, được rồi, vào đi thôi. Đa tạ hai vị đại nhân. Diệp Thần chắp tay một cái, liền cúi đầu giả bộ khiêm nhường hình dáng, đi theo Hồng Huyên tiến vào Ngũ Phương Thánh Địa. Có một người thủ vệ, mang hai người, đi tới chủ doanh lều vải, Hoa Phi Hoa đang lều vải bên trong. Thủ vệ kia nói, Hoa trưởng lão, Hồng gia vậy nhỏ miêu nữ đã đến. Lều vải bên trong, truyền ra một đạo mang thèm thuồng tham lam tà tiếng cười, nói, rất tốt, tiểu mỹ nhân, ngươi vào đi. Hồng Huyên tim đập bịch bịch, hướng Diệp Thần nhìn một mắt. Diệp Thần gật đầu một cái, tỏ ý nàng không nên kinh hoàng, chỉ để ý đi vào. Hồng Huyên hít sâu một hơi, liền cất bước đi vào lều vải bên trong. Xoát xoát xoát, lều vải bên trong, lập tức có một từng đạo linh phù đánh ra, ngăn cách hết bên trong tiếng thở, không để cho người ngoài thám thính được bất kỳ lai lịch. Canh giữ ở bên ngoài lều mấy tên hộ vệ, đều lộ ra thấy có lạ hay không rõ vẻ mặt. Dẫu sao chuyện phát sinh kế tiếp tình, bọn họ cũng trong lòng hiểu rõ. Ta cầu nguyện, đời người nằm mộng, ngủ say bất hủ. Diệp Thần lặng yên không một tiếng động, trong lòng mặc niệm, rất nhiều xuống một cái nguyện vọng. Nhất thời, vậy mấy tên hộ vệ, không tiếng động ngã xuống, bùn nát vậy ngủ say trên đất. Tấn thăng còn thật cảnh tầng 2 thiên hậu, Diệp Thần đối với nguyện vọng thiên tinh nắm trong tay, càng thành thạo hoàn mỹ, cơ hồ là tâm niệm vừa động, liền có thể rất nhiều hạ nguyện vọng, đối với cái loại này cấp thấp canh phòng, cơ hồ là hàng duy đả kích, một cái nguyện vọng liền có thể giết chết. Hiện tại, mấy cái này hộ vệ, cũng hoàn toàn ngủ say, hơn nữa còn là vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Cái này trong quá trình, không có bất kỳ dị thường nào linh khí chập chờn truyền ra, cho dù ai cũng không có phát giác. Giải quyết hết canh phòng sau đó, Diệp Thần lập tức bước vào lều vải bên trong. Một bước vào lều vải, hắn lại nghe được Hồng Huyên kêu khóc tiếng. Nhưng gặp Hồng Huyên đã bị đẩy ngã xuống đất, quần áo xốc xếch, một cái tóc bạc hoa râm ông già, đang nằm ở trên người nàng, mưu đồ gây rối. Ừ, cảm thấy được Diệp Thần đi vào, lão kia người ngay tức thì sợ hãi cảnh giác. Mặc dù Diệp Thần là ngụy trang người làm lối ăn mặc, nhưng ánh mắt cực kỳ ác liệt, tràn đầy ý định giết người. Ông già ngay lập tức tới giữa, liền cảm thấy Diệp Thần không đơn giản, giống như mãnh hổ vậy, tuyệt khó đối phó.
Diệp Thần ca ca. Hồng Huyên khóc bò dậy, nhào tới Diệp Thần trong ngực khóc. Không sao. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nhỏ, mắt lạnh nhìn lão kia người. Cái này ông già, tu vi hơi thở ước chừng đạt tới nửa bước trăm gia cảnh, dĩ nhiên chính là kính hoa thủy nguyệt bên trong hoa phi hoa. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới, đối phương sắc tâm khùng như vậy nóng nảy, Hồng Huyên mới vừa đi vào, một chút dạo đầu không có, đối phương lại có thể liền trực tiếp muốn cứng lại. Thật may Diệp Thần vào tới cũng nhanh, cuối cùng không gây thành sai lầm lớn. Hoa phi hoa thoáng lui về phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng, trên mình cân nhắc quyết định thánh quang lưỡng lờ, dần dần huyễn hóa thành một bộ thần thánh huy hoàng màu trắng chiến giáp. Diệp Thần im hơi lặng tiếng giải quyết hết lính gác phía ngoài, hoa phi hoa hoàn toàn phát hiện, hắn đã cảm thấy Diệp Thần chỗ đáng sợ, lúc này không dám chút nào khinh thường. Ngươi là, luân hồi chi chủ. Trong sâu thẳm, hoa phi hoa đã đoán được Diệp Thần thân phận. Không sai, là ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cả người linh khí bùng nổ, xông lên rất dịch dung cải trang, lộ ra vốn là diện mạo. Hoa phi hoa bộ dạng sợ hãi kinh hãi, luân hồi chi chủ uy danh, đã truyền khắp toàn bộ địa tâm vực, hắn tự nhiên cũng là như sấm bên tai. Thậm chí, liền tài quyết chi chủ, cũng đối với Diệp Thần vô cùng kiêng kỵ, không tiếc hao phí hàng loạt tài nguyên, chuẩn bị hồi phục phương Chu Thiên Châu, làm xong bị bại sau đó, ngồi ngày tận thế phương thuyền, chạy nạn đi thái thượng thế giới dự định. Quả nhiên là ngươi, luân hồi chi chủ, coi là ngươi lợi hại, cáo từ. Hoa phi hoa trong con ngươi tràn đầy rung động vẻ kinh hãi, lại có thể không dám cùng Diệp Thần tác chiến, xoay người biến dạng hư không muốn đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương như thế sợ mình, lại có thể liền dũng khí chiến đấu cũng không có, chỉ lo chạy trốn. Thật may Diệp Thần phản ứng mau, vừa nhìn thấy hoa phi hoa muốn đi, lập tức trong lòng rất nhiều hạ nguyện vọng. Ta cầu nguyện, không gian phong tỏa, nhân quả đoạn tuyệt. Trong thoáng chốc, một tầng vô hình bức tường ngăn cản, vờn quanh ở bốn phía, phong khóa nơi có không gian, cũng ngăn cách nơi này nhân quả, không để cho người ngoài điều tra. Hoa phi hoa sắc mặt thảm biến, hoàn toàn không thấy Diệp Thần có động tác gì, lại có thể phong khóa lại không gian, đây là đáng sợ đến mực nào thủ đoạn. Vội vàng dưới, hắn thậm chí đụng phải vô hình kia bức tường ngăn cản bên trên, bước chân lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa muốn rơi xuống, hình dáng vô cùng chật vật. Diệp Thần ca ca thật là lợi hại. Hồng Huyên vỗ tay hoan hô, mừng rỡ không thôi. Nàng sớm biết Diệp Thần thần thông quảng đại, nhưng không nghĩ tới lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Hoa phi hoa nhưng mà tài quyết thánh đường nhị trưởng lão, kính hoa thủy nguyệt bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, danh tiếng vang vọng địa tâm vực, nào nghĩ tới ở Diệp Thần trước mặt, lại là như vậy chật vật. Luân hồi chi chủ, đừng lấn hiếp người quá đáng, thật lấy là ta sợ ngươi. Hoa phi hoa hừ lạnh một tiếng, thu liễm tâm thần, sử dụng một mặt màu xanh cờ xí, chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo, thanh liên bảo sắc cờ, tiên thiên năm phương cờ một trong. Nói cho cùng, người tù vi, chỉ có còn thật cảnh tầng 2 thiên mà thôi, cùng ta chênh lệch quá xa, ta khuyên ngươi tự thu xếp ổn thỏa, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sử dụng pháp bảo, nội tâm liền chấn định rất nhiều, lại nghĩ đến Diệp Thần tu vi, cuối cùng quá yếu, coi như luân hồi huyết mạch mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng thật ngất trời, mình không có lý do phải sợ. Nói nhảm thật nhiều, cho ta chết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức sử dụng nguyện vọng thiên tinh, trong tay rút ra một chuôi thép trọng kiếm, thất tinh long dọn ra ánh sáng hiện lên. À, đây là, nguyện vọng thiên tinh, long uyên thiên kiếm. Hoa phi hoa vừa nhìn thấy Diệp Thần lấy ra pháp bảo binh khí, tại chỗ hù được mặt không người sắc, hoàn toàn sợ ngây người. Vô luận là nguyện vọng thiên tinh, vẫn là long uyên thiên kiếm, đều là thế gian vật hiếm thấy, hắn nơi nào nghĩ đến, hai món đồ này, lại có thể đều ở đây Diệp Thần trên tay. Diệp Thần mượn nguyện vọng thiên tinh bàng bạc đại thế, chế trụ ngũ phương thánh địa địa mạch phong thủy, không cho hoa phi hoa bất kỳ mượn dùng khí vận cơ hội, tay phải cầm long uyên thiên kiếm, không có chút nào xinh đẹp một kiếm chém chết ra, trực thủ đối phương đầu. Nặng nề kiếm khí, biến dạng hư không, phát ra tiếng rồng ngâm vang. Hoa phi hoa chỉ cảm thấy một hồi hào hùng kiếm khí, mang ác liệt mũi nhọn giết tới, cho dù lấy hắn nửa bước trăm gia cảnh thực lực, lại có thể cũng khó mà ngăn cản. Giống vậy trọng kiếm, chú trọng trầm hậu vô phong, đại xảo bất công, nhưng long uyên thiên kiếm, nhưng là ngoại lệ. Thanh kiếm này,
những thứ khác thiên kiếm nhất dạng, cũng là sát phạt ác liệt, hơn nữa có đặc thù nặng nề khí phách, oai rồng cuồn cuộn, so với vậy thiên kiếm mạnh hơn rất nhiều. Dẫu sao, ban đầu đúc Long Uyên thiên kiếm, vậy quá mức hao phí càng nhiều hơn vật liệu. Vì đúc Long Uyên thiên kiếm, ban đầu Vũ Hoàng cổ đế, không biết tiêu diệt nhiều ít long tộc, góp nhặt nhiều ít long cốt máu rồng, mới rốt cục để cho kiếm thần lão tổ đúc kiếm thành công. Long Uyên thiên kiếm uy lực, tự nhiên vậy là vô cùng uy mãnh khủng bố. Hoa Phi Hoa con người co rúm lại, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí hung mãnh, thật là khó mà ngăn cản. Thanh Liên vạn đóa, phá. Sống chết trước mắt, Hoa Phi Hoa thúc dục Thanh Liên bảo sắc cờ, thoáng chốc tới giữa, ngàn vạn đóa màu xanh hoa sen toát ra, trùng trùng hư không bể tan tành, bốn phía chỉ có vô cùng thanh quang vần quanh, hoa sen tách thả ra lại tan biến, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần bao phủ tới. Chút tài mọn. Diệp Thần nhìn hờ hững, hắn có Long Uyên thiên kiếm nơi tay, kiếm khí chân thực quá uy mãnh, Hoa Phi Hoa pháp bảo, căn bản không tổn thương được hắn. Chỉ gặp Diệp Thần thoáng huy động Long Uyên thiên kiếm, hàng loạt long dọn ra kiếm khí múa ra, vô số điều cự long ở trong hư không gầm thét, đem vậy đóa đóa thanh liên nghiền hết. Hoa Phi Hoa thấy vậy, lại đột nhiên thân thể thoáng một cái, bàn tay hướng Hồng Huyên bắt đi, miệng quát cho ta chết tới. Lúc đầu hắn thúc giục Thanh Liên bảo sắc cờ, cũng không phải là vì tổn thương Diệp Thần, chỉ là phân tán Diệp Thần sự chú ý, tốt nhân cơ hội bắt Hồng Huyên, dùng làm con tin. Diệp Thần võ đạo nội tình quá lợi hại, luân hồi huyết mạch quá nghịch thiên, hơn nữa tay cầm Long Uyên thiên kiếm, Hoa Phi Hoa căn bản không phải địch thủ, chỉ muốn cướp đoạt Hồng Huyên làm con tin, mới có một đường sinh cơ. Hồng Huyên mắt gặp Hoa Phi Hoa giết tới, không khỏi kinh hoàng lui về phía sau một bước, ai yêu một tiếng gọi. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn đùa bỡn hoa chiêu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sớm có phòng bị, tâm niệm vừa động, một cán màu đỏ thẫm cờ xí, bắn ra. Cờ này xí xích hỏa vần quanh, chính là cách mặt đất diễm quang cờ, và Thanh Liên bảo sắc cờ tương xanh tương khắc, đồng loại tại tiên thiên năm phương cờ. Cách mặt đất diễm quang cờ, đi. Trong nháy mắt, Diệp Thần thúc giục cách mặt đất diễm quang cờ, từng luồng xích hỏa hơi thở nổ tung. Lòng đất đột nhiên toát ra ngàn vạn đạo hỏa trụ, ùng ùng vang dội, đem Thanh Liên bảo sắc cờ tất cả linh khí dị tượng, toàn bộ phá hủy. Hoa Phi Hoa trước mặt, vậy đột nhiên nổ lên hung mãnh hỏa trụ bên trong, thậm chí có viêm long đang gầm thét. Ở ngọn lửa ngăn trở hạ, Hoa Phi Hoa chỉ cảm thấy nóng bỏng nhiệt độ tấn công tới, bước chân rất miễn cưỡng bị ngăn trở, liền tóc lông mày cũng thiếu chút nữa bị đốt trọi. Cái này, đây là cách mặt đất diễm quang cờ. Làm sao có thể, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Hoa Phi Hoa kinh hô lên, hắn tự nhiên nhận được cách mặt đất diễm quang cờ, đó là tiên thiên năm phương cờ một trong, uy lực và Thanh Liên bảo sắc cờ kém không nhiều, nhưng ở Diệp Thần trong tay, ngọn lửa uy lực lại đột nhiên bạo tăng, làm người ta kinh hãi. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, thân thể lại có một cái viêm long vần quanh. Lúc đầu ở sử dụng cách mặt đất diễm quang cờ ngay tức thì, Diệp Thần đã khai mở viêm bia long viêm thần mạch, không chỉ như vậy, thậm chí để cho Nhan Tuyền Nhi ở trong đó hội tụ đạo linh lửa. Đạo linh lửa mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng. Mà hắn long viêm thần mạch, đã sớm lột xác viên mãn, ở long viêm thần mạch dưới sự kích thích, thuộc tính lửa pháp bảo, có thể phát huy ra cường hãn hơn uy lực. Thất tinh long viêm trảm. Diệp Thần quăng lên Long Uyên thiên kiếm, quay đầu hướng Hoa Phi Hoa đầu chém tới. Long Uyên thiên kiếm linh khí, cùng long viêm thần mạch kết hợp, hai người dung hợp hóa thành một chiêu bá đạo kiếm chém, chính là cái này thất tinh long viêm trảm. Nóng rực như nham thạch nóng chảy, huy hoàng như mặt trời gay gắt kiếm khí nổi giận chém, không có chút nào xinh đẹp chém về phía Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa ánh mắt trợn to, hoàn toàn rung động. Hắn đường đường nửa bước trăm gia cảnh cường giả, ngang dọc thiên địa, danh tiếng uy chấn địa tâm vực, bị ngàn vạn người ngưỡng mộ màng bái. Địa vị vô cùng tôn sùng, nhân vật lớn bực nào, nhưng đối mặt Diệp Thần một kiếm này, hắn chỉ cảm thấy mình là con kiến hôi, lại hoàn toàn không có phản kháng chút nào năng lực. Luân hồi chi chủ tha mạng, đây là hầm giam chìa khóa, ba tộc người cũng giam ở bên trong, van cầu ngươi tha ta lập tức cho chìa khóa cho ngươi. Hoa Phi Hoa hoàn toàn luống cuống, ở Diệp Thần kiếm khí bao phủ hạ, hắn thậm chí liền nói tim cũng hỏng mất, lại tại chỗ quỳ ngã xuống, trong tay bưng một cái chìa khóa. Bình bịch bịch hướng Diệp Thần dập đầu, chỉ muốn sống. Diệp Thần trọng kiếm dừng một chút,
lại không nghĩ rằng đối phương sẽ ngoác đuôi xin xỏ. Hừ, giết ngươi, chìa khóa không phải là của ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhưng là không có chút nào do dự, Long Uyên trọng kiếm tiếp tục mãnh chém xuống đi, phốc xích một tiếng, tại chỗ đem Hoa Phi Hoa chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe, người sau thân xác cùng thần hồn, đều ở đây ngay tức thì bị chém chết, hoàn toàn chết đi. Hồng Huyên ngơ ngác nhìn một màn này, Hoa Phi Hoa nhưng mà nửa bước trăm gia cảnh cao thủ, tài quyết thánh đường nhị trưởng lão, thần uy kinh khủng bực nào, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, lại như con kiến hôi vậy. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc cường hãn đến cái gì bước? Hắn rời đi địa tâm vực trong cuộc sống, rốt cuộc thu được bực nào cơ duyên? Hồng Huyên chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, giống như là Thái Thượng Thiên Thần, truyền thuyết thiên quân vậy tồn tại, nguy nga bá đạo, không thể chiến thắng. Hồng gia cùng Diệp Thần là địch, nên như thế nào tương đương? Diệp Thần ca ca, người vậy thật lợi hại chứ? Hồng Huyên phục hồi tinh thần lại, phát ra vô cùng rung động tiếng than thở, tràn đầy sùng bái, còn có một chút tuyệt vọng. Cường hãn như vậy Diệp Thần, sợ là liền Hồng Hân tới, đều phải tuyệt vọng, hoàn toàn là không thể chiến thắng tồn tại. Đừng nói nhiều như vậy, mau đi ra cứu người. Diệp Thần thu hồi Long Uyên Thiên Kiếm, từ Hoa Phi Hoa trên thi thể, đoạt lấy hầm giam chìa khóa, còn có vậy Thanh Liên Bảo sắc cờ, vậy thu tới đây. Mà theo Hoa Phi Hoa chết, ngũ phương thánh địa bên trong, vang lên một hồi nặng nề sấm sét, tiếng gió nghẹn ngào, bầu trời nhẹ nhàng nhiều đóa màu máu cánh hoa. Gió rít sấm rền, thiên rơi máu bắn tung, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoa trưởng lão chết? Không tốt, xảy ra chuyện. Trấn thủ ở trong thánh địa trăm nghìn vệ binh, thấy bầu trời kỳ dị khí tượng, nhất thời phát hiện không ổn, từ bốn phương tám hướng hô trào tới. Diệp Thần kéo Hồng Huyên tay, bước ra lều trại, nhưng thấy bốn phương tám hướng, chi chít tất cả đều là thánh đường vệ binh bóng người, tiếng bước chân nặng nề chấn động thiên địa, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần ca ca, bị bọn họ phát hiện. Hồng Huyên sắc mặt một trắng, hoàn toàn kinh hoàng. Diệp Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, 100.000 này thánh đường vệ binh, mặc dù tu vi vậy, nhưng nếu như bọn họ tụ họp thành trận, bày thành công cân nhắc quyết định thiên trận, vậy thì phiền toái. Là luân hồi chi chủ, hắn giết Hoa trưởng lão. Kết trận, mau kết trận, chu diệt luân hồi, ngay tại ngày hôm nay. Có mấy cái thánh đường sứ đồ, thấy được Diệp Thần, nhất thời lớn tiếng kêu lên, liền muốn kết trận. Nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng cháy, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần lập tức sử dụng nguyện vọng thiên tinh. Hắn rất rõ ràng, nếu như đối phương đại trận kết thành, hắn ngày hôm nay tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Vậy 72 cân nhắc quyết định thiên trận, là tài quyết thánh đường hạch tâm đại trận, trăm nghìn người kết thành đại trận, coi như là hắn đều không cách nào chống lại. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể cho đối phương kết trận cơ hội. Nguyện vọng thiên tinh ùng ùng vang dội, từ Diệp Thần sau lưng bay lên, thật cao trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Trên tinh cầu, hàng tỷ tín đồ bắt đầu khấn cầu ngâm sướng, đúng cái tinh cầu tín ngưỡng niệm lực, đều là điên cuồng bốc cháy. Giờ khắc này, Diệp Thần lại muốn cháy hết nguyện vọng thiên tinh tất cả tích góp, dựa vào tín ngưỡng lực lượng, đánh loạn địch nhân trận thế. Cách làm như vậy, đối với nguyện vọng thiên tinh tiêu hao to lớn, cùng sau khi chiến đấu kết thúc, nguyện vọng thiên tinh ít nhất phải rơi vào một tháng ngủ say. Ở đó một tháng trong thời gian, nguyện vọng thiên tinh yếu ớt, không cách nào vận dụng, tương đương với Diệp Thần ít đi một lá bài tẩy. Bất quá, đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng niệm lực, kịch liệt bốc cháy, hư không vang lên hoa lệ khen ca, giữa trời đất khắp nơi đều là tụng kinh khấn cầu thanh âm, vô số tín ngưỡng hội tụ thành sông dài, đầy trời thần Phật sản sinh ra tới, phân bố chân trời, như chư thần hạ xuống. Ta cầu nguyện, mạnh lỗ sám bay, địch đám người khói diệt. Diệp Thần hai cánh tay dương ra, phát ra cuồn cuộn vang dội đại nguyện nhìn trời âm. Xuy xuy xuy, nguyện vọng thiên tinh bên trong. Ngàn vạn đạo cột sáng nổ bắn ra ra, giống như xuyên qua thế giới ngày tận thế tinh mang, khủng bố, mạnh mẽ, sát phạt dọn ra dọn ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Chung quanh từng cái thánh đường vệ binh, gặp phải nguyện vọng thiên tinh ánh sáng bắn chết, lập tức thân thể xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, tại chỗ ngã xuống đất thành thi thể. Bọn họ trên mình khôi giáp, hoàn toàn không ngăn được nguyện vọng thiên tinh tập sát. Trong chớp mắt,
chừng hơn 10.000 người, không tránh kịp, bị Diệp Thần tiêu diệt. Hồng Huyên ngơ ngác nhìn một màn này, Diệp Thần thủ đoạn này, đơn giản là thần thoại, như mộng như ảo. Những cái kia may mắn tránh thoát bắn chết các vệ binh, nhìn đồng bạn ngã xuống thi thể, hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như vậy lợi hại. Rút lui! Mau rút lui! Trở về bẩm báo thần chủ đại nhân, luân hồi chi chủ trở về, hắn trở về. Rất nhiều thống lĩnh sứ đổ vậy gầm thét hạ lệnh, toàn trường vệ binh tại chỗ tán loạn, chật vật chạy trốn tứ tán đi, căn bản không cùng cùng Diệp Thần là địch. Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh, thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, giống như là ngày tận thế thẩm phán vậy, ai bị nguyện vọng thiên tinh ánh sáng đánh trúng, ai thì phải lập tức tử vong. Đây là nguyện vọng tín ngưỡng lực lượng, thần thông quá đáng sợ, hoàn toàn siêu thoát phổ thông võ đạo phạm vi. Ngắn nháy mắt tới giữa, ngũ phương thánh địa bên trong vệ binh, toàn bộ chạy trốn hầu như không còn, không có một người dám lưu lại. Mà trên mặt đất, khắp nơi núi thây biển máu, một mảnh hỗn độn, ít nhất có hơn 20.000 người, bị nguyện vọng thiên tinh bắn chết. Hồng Huyên nhìn đầy đất thi hài đáng sợ tình cảnh, trong lòng cũng có chút rợn cả tóc gáy, nắm thật chặt Diệp Thần cánh tay. Đi thôi, nên đi cứu người. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi nguyện vọng thiên tinh, hướng hầm giam đi tới. Lần chiến đấu này, mặc dù đánh lui thánh đường vệ binh, nhưng Diệp Thần trả giá cao cũng là to lớn. Nguyện vọng thiên tinh linh khí, hoàn toàn mờ đi xuống, ít nhất phải đến khi một tháng sau, tín ngưỡng hơi thở tài năng khôi phục. Cái này một tháng thời gian, Diệp Thần là không có biện pháp dùng nữa. Diệp Thần cùng Hồng Huyên cùng nhau, đi tới hầm giam, dùng chìa khóa mở ra cấm chế cửa. Nhưng trình độ tù bên trong, từng ngọn phòng giam, chi chít, đầy ấp người, toàn bộ là Mạc gia, Lâm gia, Hồng gia ba tộc người. Diệp Thần một mắt tới giữa, thấy được Mạc Hàn Hy cùng Hồng Hân, hai cô gái sắc mặt tiều tụy, nhất là Hồng Hân, gương mặt lại là trắng bệch, trên ngực quấn băng vải, tựa hồ bị thương. Ngoài ra, Diệp Thần còn thấy được Lâm Thiên Tiêu, Mạc Hoàng Tể cùng người quen, bọn họ cũng bị nhốt đặt ở chỗ này. Bị nhốt ở chỗ này, đều là ba tộc nhân vật trọng yếu, cộng lại chừng hơn 2.000 người. Tài quyết thánh đường dự định ở nửa tháng sau, địa tâm vực dương cương khí nhất đậm đà ngày, đem ba tộc người toàn bộ giết chết, dùng để cung phụng Phương Chu Thiên Châu. Cũng may mắn là chuẩn bị cung phụng, cho nên đám người bị tống giam, cũng không có bị quá nhiều ngược đãi, rất nhiều cô gái vẫn là thân trong sạch, cũng không có bị Hoa Phi Hoa ô nhục, người sau cũng không có lá gan lớn như vậy, dám khinh nhờn cung phụng Thiên Châu tế phẩm, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đám người đã sớm nghe phía bên ngoài vang động, đang hỗn loạn nghị luận, một phiến huyên náo, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là Diệp Thần đi vào, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở Diệp Thần trên mình, ở nơi này bóng tối phòng giam bên trong, liền uyển như thiên thần hạ xuống vậy, lộ vẻ được vô cùng huy hoàng thần thánh. Toàn trường tất cả người, tại chỗ ngây dại, nhận ra Diệp Thần thân phận, lập tức yên lặng như tờ. Chủ nhân, Hồng Huyên thấy được Hồng Hân, thấy Hồng Hân gương mặt trắng bệch tiều tụy hình dáng, bay chạy tới ôm lấy Hồng Hân, khóc tại chỗ đứng lên. Hồng Hân sờ một cái Hồng Huyên đầu, khóe miệng nhưng là mang một nụ cười khổ, bị thương nặng yếu ớt dưới, không nói ra lời. Mà Mạc gia Mạc Hàn Hy, thấy được Diệp Thần, chỉ lấy vì mình thân trong mộng, nhẹ giọng nói. Diệp đại ca, là ngươi sao? Diệp Thần tiến lên trước một bước, cười nói, là ta. Ngắm nhìn bốn phía, hướng mọi người nói, các vị, thánh đường uy hiếp đã trừ, mọi người tự do. Mọi người vừa nghe, yên lặng chốc lát, sau đó phát ra sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô, đều là vô cùng hưng phấn kích động. Diệp Thần đi tới Mạc Hàn Hy bên người, nói, Mạc tiểu thư, không có sao chứ. Lại nhìn xem Mạc Hàn Hy ra ra Mạc Hoàng Tể, nói, Mạc lão tiên sinh, người cũng không sao chứ. Mạc Hoàng Tể ho khan một tí, lộ vẻ được khá là yếu ớt, nói, Diệp tiểu hữu, đa tạ cứu giúp, ta không có sao, người có thể trở về tới thật là quá tốt. Mạc Hàn Hy hốc mắt ửng đỏ, không kềm hãm được, mềm nhũn thân thể, nhào tới Diệp Thần trong ngực, nói, Diệp đại ca, ngươi có thể coi là trở về, ta còn lấy là đời này cũng không thấy được ngươi. Diệp Thần cảm nhận được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, tâm thần hơi rung động, nói, không sao, ta đã trở về. Lúc này, cách đó không xa Hồng Huyên, nhưng hướng Diệp Thần gọi, nói, Diệp Thần ca ca, chủ nhân ta bị thương, van cầu ngươi, giúp chủ nhân ta chữa trị một tí.
Diệp Thần thấy Hồng Hân gương mặt trắng bệch, ngực quấn băng vải, rõ ràng bị thương không nhẹ, hướng Mạc Hàn Hy hỏi thăm sức khỏe, nàng thế nào. Mạc Hàn Hy than thở một tiếng, nói, nàng không muốn bị huyết tế, trở thành Phương Chu Thiên Châu tế phẩm, liền muốn tự sát, là chúng ta cầm nàng cứu trở về, nhưng thương thế quá nghiêm trọng, chỉ sợ sống không được bao lâu. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, nửa tháng sau mới là huyết tế ngày, nàng gấp như vậy làm gì? Mạc Hàn Hy cười khổ một tí, nói, nàng là tuyệt vọng, lấy là không người có thể cứu mạng, địa tâm miếu ba vị lão tổ không gặp động tĩnh, nói rõ là muốn hy sinh chúng ta, đã có mấy chục người tự sát, ta cũng thiếu chút nữa chịu đựng không nổi, Diệp đại ca, thật may ngươi tới. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, cũng đại khái có thể cảm nhận được Hồng Hân tuyệt vọng. Dẫu sao, ba tộc tất cả bị bắt, mà địa tâm miếu lãnh khốc không nhúc nhích, dõi mắt toàn bộ địa tâm vực, lại có ai có thể cùng Tài Quyết Thánh Đường đối kháng. Nếu như không phải là Diệp Thần trở về, sợ rằng Hồng Hân, Mạc Hàn Hy các nàng, toàn bộ đều muốn thành là tế phẩm, căn bản không có bất kỳ mạng sống có thể. Hồng Hân trong tuyệt vọng, muốn tự sát cũng có thể hiểu. Ba tộc bị tống giam tại hầm giam bên trong, không hôm nay ngày, đều có hơn mấy chục người không nghĩ ra. Ngươi đợi một chút, ta xem vậy Hồng Hân thương thế. Diệp Thần đứng dậy, đi tới Hồng Hân chỗ ở phòng giam bên trong. Hắn tuy cùng Hồng Thiên Kinh có thù oán, tương lai cùng Hồng gia, vậy định trước ân oán nan giải, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, giải quyết ân oán muốn đường đường tránh tránh giải quyết, hắn cũng sẽ không vi phạm đạo của mình tim, thấy chết mà không cứu. Không hề thiếu Hồng gia đệ tử, vậy ở Hồng Hân bên người, thấy Diệp Thần tới đây, những thứ này Hồng cả nhà, trên mặt hiện ra khá là phức tạp thần sắc. Một mặt, bọn họ kiêng kỵ Diệp Thần, biết hắn là Hồng Thiên Kinh kẻ địch. Nhưng mặt khác, bọn họ vừa cảm kích Diệp Thần. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, Hồng gia ngày hôm nay không thể nào được cứu. Hồng Huyên nói, Diệp Thần ca ca, người mau xem chủ nhân ta. Diệp Thần gật đầu một cái, kéo Hồng Hân cổ tay, dò xét dò nàng mạch đập, trầm ngâm một hồi, nói, nàng thương thế rất nặng, nhưng ta có thể trị, các ngươi đi ra ngoài trước. Hồng Hân ngực nơi ngực, có chí mạng thương thế, thiếu chút nữa xuyên qua tim nàng cùng thần hồn. Nếu như ở lúc trước, đối mặt thương thế này, Diệp Thần có thể sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nhưng lúc này, hắn tu vi đã tấn thăng đến còn thật cảnh tầng 2 trời, kỹ thuật cũng là lớn tiến bộ lớn, chút thương thế này tự nhiên không buông ở bên trong mắt. Hồng Huyên cùng Hồng gia người nhìn nhau, đám người cũng chỉ lựa chọn tốt tin tưởng Diệp Thần, thối lui ra phòng giam. Diệp Thần vung tay lên, gọi ra một món suối vàng sương mù, ngăn cách mọi người tầm mắt. Phòng giam bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Hồng Hân hai người. Hồng Hân ở suối vàng trong sương mù, lộ vẻ được càng tiêu tụy thêm mỹ, nàng trong mắt hơi hí ra, nhìn Diệp Thần, nói, ngươi tu vi tiến bộ được thật mau, cũng còn chân cảnh tầng 2 ngày, hụ. Hụ hụ, lấy ngươi thực lực, muốn giết ta không cần 10 chiêu. Hồng Hân trong mắt bên trong, rất nhiều tịch mịch bất đắc dĩ thần sắc. Nàng biết Diệp Thần võ đạo nội tình đáng sợ, bề ngoài nhìn như mặc dù là còn thật cảnh tầng 2 trời, nhưng thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối là long trời lở đất, trừ phi chân chính trăm gia cảnh cường giả ra tay, nếu không không thể nào trấn áp Diệp Thần. Mà Hồng Hân tu vi, vượt qua quá chân cảnh, nhưng còn không có chặt đứt gông xiềng. Nàng tu vi là nửa bước trăm gia cảnh, tự nhiên không phải Diệp Thần địch thủ. Thậm chí, trong sâu thẳm, Hồng Hân cảm giác được, Diệp Thần muốn giết nàng mà nói, 10 chiêu cũng không cần. Đừng nói trước những thứ này, ta vì ngươi chữa trị. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, nói xong cũng đưa tay tháo ra Hồng Hân băng vải, lại quen việc dễ làm, cởi xuống Hồng Hân trên người quần áo. Hắn trước kia đã sớm thay Hồng Hân chữa trị qua. Xem lần sờ lần nàng toàn thân, cho nên hiện tại thủ pháp đặc biệt thuần thục. Hồng Hân gò má một đỏ, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại khinh bạc ta. Diệp Thần nhìn Hồng Hân vậy nõn nà vậy ra thịt, thu liếm tâm thần, nhưng không có gì nghĩ bậy, cười khổ nói, Hồng tiểu thư, ta vì ngươi chữa thương mà thôi, nếu là ngươi không muốn, ngươi tìm người khác. Hồng Hân cắn răng, nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, hừ một tiếng, vậy không nói thêm gì nữa. Diệp Thần chỉ gặp nàng trắng như tuyết trên ngực, có một đạo vô cùng là dữ tợn kiếm tổn thương, nàng tự sát lúc đó, rõ ràng vận dụng cực mạnh lực, nói rõ là muốn một kiếm xuyên qua tim mình thần hồn, cho nên thương thế rất nặng. Thật may Diệp Thần y thuật tinh xảo,
lúc này điều động Hoàng Tuyền Thánh Thủy, trước rõ ràng hồng hân vết thương, sau đó bàn tay đè lên, thả ra bát quái thiên đan thuật, một món màu xanh đạo ra hai uẩn ánh sáng, bơm vào đến hồng hân vết thương bên trong. Hồng hân vết thương, dần dần khép lại, một hồi ngứa ngáy đau đớn, nàng không nhịn được thấp giọng rên rỉ, người bên ngoài nghe được, biết là chữa thương, không biết còn tưởng rằng là cái gì đây. Diệp Thần nói, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt. Hồng Hân cắn môi đỏ mọng, nhẫn nại một hồi, vết thương ở Diệp Thần bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, rất nhanh liền khỏi rồi, liền vết sẹo đều không lưu lại. Tốt! Diệp Thần buông lỏng tay, thay Hồng Hân mặc xong quần áo. Hồng Hân long lanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, có chút không cam lòng nói, ngươi vừa cứu ta một mạng. Diệp Thần tiếu nói, yên tâm, ta không cần ngươi trả lại. Hồng Hân cắn răng, hành hành cánh tay ngọc đột nhiên ôm Diệp Thần cổ, môi dính vào, lại có thể hôn lên Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần hoàn toàn ngây ngẩn, trong đầu nghĩ nàng đây là làm chi, chẳng lẽ muốn thịt bồi thường sao? Hôn tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy có một cổ ấm áp linh khí, từ Hồng Hân đàn trong miệng truyền tới. Vậy ấm áp linh khí, hơi thở khá là bàng bạc tinh thuần, mang theo một chút hoa anh đào mùi thơm, đối với tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần nừng ực một tiếng, đem cái này tia linh khí, liên quan Hồng Hân miệng răng giữa quỳnh tương ngọc lộ, cũng nuốt xuống. Hồng Hân buông lỏng Diệp Thần, trong mắt mang mắc cỡ đỏ bừng, cáu giận, căm hận, sát khí vân. Vân các loại tâm trạng, vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thần nói, ngươi cho ta cái gì? Hồng Hân nói, là anh mộ thiên châu linh khí, là ta cho ngươi bồi thường, sau này chúng ta tất cả không thiếu nợ nhau. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, anh mộ thiên châu. 33 thiên thái thượng thần khí. Hồng Hân nói, anh mộ thiên châu, chính là 33 thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, là ta trước đây không lâu câu thông thái thượng, lấy được ban phúc thần khí khen thưởng, linh khí vô cùng là đậm đà, hiện tại ta cầm hạt châu này, toàn bộ linh khí hiến tặng cho ngươi, đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi, ta không thiếu ngươi. Diệp Thần trong phảng phất phát hiện không ổn. Nói, ngươi câu thông qua thái thượng thế giới. Vậy tổ đường tin tức. 10 đại thiên quân lão tổ, một mực tìm trở lại địa tâm vực con đường kia, chính là Diệp Thần, nhâm phi phàm đi qua tinh không cổ đạo, có vô vô thiên thư bảo vệ. Hồng Hân cũng là dọc theo điều này cổ đạo, tiến vào địa tâm vực. Nàng biết tổ đường tình báo. Bây giờ nghe nàng mà nói, nàng tựa hồ đã đem tổ đường tin tức, bẩm báo thái thượng. Hồng Hân nói, không sai, ta hy sinh vũ trụ thần thụ, rốt cuộc thành công câu thông thái thượng, các vị thiên quân các lão tổ, đã biết tổ đường tin tức, bọn họ rất có thể sẽ trở lại địa tâm vực. Diệp Thần con người co rúc lại, nói cái gì? Hồng Hân lời nói này, chân thực quá kinh người. Nàng vì câu thông thái thượng, truyền tình báo, lại có thể hy sinh vũ trụ thần thụ. Thiên quân các lão tổ, thuận lợi nhận được tổ đường tình báo, ban thưởng anh mộ thiên châu cho Hồng Hân. Làm tưởng thưởng. Nếu như 10 đại thiên quân lão tổ, trở lại địa tâm vực mà nói, đây tuyệt đối là động trời đại biến. Không có bất kỳ người, có thể ngăn trở thiên quân lão tổ thần uy. Coi như là nhâm phi phàm, cùng sau lưng vũ hoàng cổ đế so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Nếu như vũ hoàng cổ đế hạ xuống, lấy địa tâm vực là ván cầu, né tránh quy tắc, chém đánh ra, vậy vô luận là Diệp Thần, vẫn là nhâm phi phàm, cũng chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn không thể đối kháng. Ngươi, ngươi! Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Hân, nội tâm kinh hãi dưới, thậm chí muốn trực tiếp giết chết nàng. Nếu như không phải là Hồng Hân mà nói, tổ đường tình báo, không thể nào sẽ tiết lộ ra ngoài. Vậy tinh không cổ đạo, có vô vô thiên thư bảo vệ, liền nhâm phi phàm đều không cách nào phá hủy. Nói cách khác, tổ đường vĩnh hằng tồn tại, không cách nào phá hủy, thiên quân lão tổ có thể trực tiếp đi lại. Ai cũng không ngăn được. Hồng Hân thấy Diệp Thần trong mắt sát khí, bình tĩnh nói, ngươi ở oán ta. Nếu như ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ đi. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, nhưng tình báo đã bị tiết lộ đi ra ngoài, lại giết Hồng Hân thì có ích lợi gì? Hồng Hân có Hồng Hân sứ mạng, nàng từ thái thượng thế rơi xuống, vốn chính là vì điều tra tổ đường. Được rồi, chuyện sau này hãy nói, các ngươi Hồng gia lão tổ. Còn có vũ hoàng cổ đế, muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Diệp Thần khoát tay một cái, thiên cơ suy tính dưới, nhưng phát hiện tự thân khí vận,
cũng không có bất kỳ suy nhược dấu hiệu, hiển nhiên trong thời gian ngắn, Thiên Quân lão tổ uy hiếp không được hắn tánh mạng. Còn như Hồng Hân, Diệp Thần vậy tạm thời không có giết người dự định, đối kháng Tài Quyết Thánh Đường, còn cần mượn Hồng Hân cùng Hồng gia lực lượng, lúc này nội đấu, rõ ràng cho thấy tự hủy trường thành. Hồng Hân nói, ngươi trong lòng có oán khí, từ đầu đến cuối muốn giết ta, có phải hay không? Diệp Thần nói, cùng giải quyết hết Tài Quyết Thánh Đường nói sau. Nói xong, Diệp Thần liền rút lui hết suối vàng sương mù dày đặc. Hồng Huyên thấy Hồng Hân đã khôi phục, nhất thời đại hỉ, tới đây hướng Diệp Thần nói cảm ơn, Diệp Thần ca ca, cảm ơn người cứu chủ nhân ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, không cần. Nói xong, lập tức cất bước rời đi. Hồng Huyên trong lòng có chút không thôi, nhưng nghĩ tới Diệp Thần là Hồng gia kẻ địch, liền không dám nói thêm cái gì. Diệp huynh đệ, người trở về, đa tạ cứu giúp. Lúc này, Lâm gia thiếu gia Lâm Thiên Tiêu, vậy tới đây hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Lâm gia quốc sư Đế Thích Ma Hầu đã bị đánh bại, tống giam ở Yêu Vụ Thiên Thư bên trong, hiện tại Lâm Thiên Tiêu chính là Lâm gia tộc trưởng. Diệp Thần nói, không sao, một cái nhấc tay thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài, nếu không Tài Quyết Thánh Đường phái người tới, chỉ sợ khó đối phó. Ừ, Lâm Thiên Tiêu gật đầu một cái, lập tức triệu tập người Lâm gia, rời đi hầm giam. Mạc gia và Hồng gia, vậy dẫn người rời đi hầm giam. Diệp Thần trở lại Mạc gia bản doanh, Mạc Hàn Hy xít sao khoác ở hắn cánh tay, đầy mắt không muốn xa rời ý, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần mới là Mạc gia nắm giữ. Ta rời đi địa tâm vực sau đó, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hướng Mạc Hàn Hy hỏi. Mạc Hàn Hy nói, Diệp đại ca, người rời đi địa tâm vực sau đó, Tài Quyết Thánh Đường liền ồ ạt làm khó dễ. Lúc đầu ở Diệp Thần rời đi địa tâm vực sau đó, Tài Quyết Thánh Đường lập tức phái người đánh dẹp ba tộc. Ba tộc vì đối kháng Thánh Đường, đã sớm kết minh, vốn là dựa vào ba tộc thần thụ, đủ để cùng Thánh Đường chống lại. Nhưng không ngờ, Hồng Hân câu thông Thái Thượng, tiêu hao hết vũ trụ thần thụ quá nhiều linh khí, đưa đến vũ trụ thần thụ tan vỡ tiêu tán. Mất đi vũ trụ thần thụ, ba tộc liên minh lực lượng lớn giảm, cuối cùng toàn bộ bị Thánh Đường kích phá, lâm vào là tù binh. Vốn là, Tài Quyết chi chủ là muốn ghét người, nhưng thấy tổ đường tình báo tiết lộ, cảm giác được Thái Thượng uy hiếp, hắn chuẩn bị cung phụng tế phẩm, hồi phục Phương Chu Thiên Châu, mưu đồ đường lui. Dẫu sao, hắn đã từng là chủ nhân Vũ Hoàng Cổ Đế, nổi danh lòng dạ ác độc, một khi hạ xuống, hắn không thể nào có mạng sống cơ hội. Chuẩn bị hồi phục phương thuyền, trừ Diệp Thần Nhâm Phi Phàm uy hiếp bên ngoài, thật ra thì Thái Thượng uy hiếp lớn hơn. Chỉ cần phương thuyền hồi phục, coi như Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, Tài Quyết chi chủ cũng có chạy trối chết cơ hội. Nếu là có thể vượt qua Hắc Ám Cấm Hải, bỏ chạy Thái Thượng thế giới, vậy lấy Thái Thượng thế giới mênh mông bát ngát, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không khả năng tất cả thấy rõ, chỉ phải ẩn trốn, luôn có mạng sống cơ hội. Diệp Thần cùng ba tộc người ra Ngũ Phương Thánh Địa, đám người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết nên đi nơi nào. Lâm Thiên Tiêu hướng Hồng Hân nói, Hồng Tiểu Thư, chúng ta ba tộc tổ địa, tất cả thất thủ, tất cả chi nhánh địa bàn, muốn đến cũng bị Thánh Đường khống chế, người Hồng gia nội tình thâm hậu, không biết có cái gì không địa phương, có thể tạm thời thu nhận chúng ta. Hiện tại nghiêm trọng nhất vấn đề, chính là ba tộc tổ địa thất thủ, đám người cho dù thoát thân tự do, cũng không có chỗ có thể đi. Cư trú chi địa, tu luyện động phủ, cái này quan hệ đến địa mạch phong thủy, khí vận nhân quả, cũng không thể tùy tiện. Hồng Hân hờ hững nói, ta Hồng gia toàn tuyến thất thủ, nơi nào còn có địa bàn. Lâm Thiên Tiêu nhướng mày một cái, ba tộc người, cũng là một hồi xôn xao. Nếu như liền một khối an thân địa bàn cũng không có, vậy sau này làm sao còn cùng Thánh Đường đối kháng. Diệp Thần tiến lên trước một bước, muốn mời đám người đi tiêu ra tổ địa, nhưng suy nghĩ một chút lại không ổn. Liền im miệng không sách. Lúc này, Mạc Hoàng Tể đứng dậy, nói, lão phu ngược lại là biết một chỗ, có lẽ có thể tạm cho chúng ta an thân. Lâm Thiên Tiêu nói, à, không biết Mạc lão tiên sinh, có đề nghị gì? Mạc Hoàng Tể nói, đi Lưu Ly Bảo Địa, viếng thăm Phong gia, tìm kiếm bọn họ thu nhận. Lâm Thiên Tiêu cả kinh, nói, đi Lưu Ly Bảo Địa, chỉ sợ Phong gia không chịu. Diệp Thần thấp giọng hướng Mạc Hàn Hy hỏi, Lưu Ly Bảo Địa là địa phương nào? Mạc Hàn Hy nói, là Phong gia tổ địa, Phong gia cũng là Thiên Quân thế gia, trước mắt là duy nhất một,
còn không bị thánh đường công hãm địa phương, cực kỳ thần bí, tương truyền đã biến mất, nhưng lại thường xuyên xuất hiện, bất quá đặc biệt xếp bên ngoài, ra ra muốn đi ở nhờ, chỉ sợ không dễ dàng. Diệp thần nói, thiên quân thế ra sao? Bấm ngón tay tính liền coi là, hơn nữa cái này phong ra, 10 đại thiên quân thế ra, hắn coi như là hoàn toàn biết được, chính là Mạc gia, Lâm gia, Hồng gia, Đế Thích nhà, Huyền gia, Diệp gia, Nhâm gia, Tiêu gia, Vũ Hoàng nhà, Phong gia. Đối ứng thần bảo vệ cây, chính là Phượng Tê bảo thụ, Kim Bằng tinh cây, Vũ Trụ thần thụ, Hồng Liên tiên cây, Thanh Long cây trà, Gió Vũ linh thụ, Cự Kình thần thụ, Kỳ Lân thần thụ, Bờ Bên kia thần thụ, Hoàng Đế thần thụ. Cái này Phong gia thần bảo vệ cây, liền kêu Hoàng Đế thần thụ, Diệp thần lúc này đã suy diễn đến. Lại nghe Mạc Hoàng Tể cười nói, ta cùng Phong gia lão thiên quân, rất có giao tình, Phong gia tổng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lâm Thiên Tiêu nhướng mày một cái, nói, Phong gia xưa nay xếp bên ngoài, cùng đời vô tranh, chúng ta muốn đi ở nhờ, sợ rằng khó hơn lên trời. Nhìn về Diệp thần, nói, Diệp huynh đệ, ngươi ý như thế nào? Diệp thần nói, ta không có ý kiến, các ngươi quyết định. Lâm Thiên Tiêu lại hướng Hồng Hân nói, Hồng cô nương, vậy ngươi đâu? Hồng Hân nói, đi thử vận khí một chút cũng tốt. Mạc Hoàng Tể cười nói, tốt lắm, chúng ta đi liền Phong gia tổ địa một chuyến. Diệp thần nói, Mạc lão tiên sinh, ta sợ rằng không thể cùng đi, tạm thời có chuyện rời đi. Lòng hắn bên trong còn băn khoăn binh tự quyết sự việc, hiện tại Tiêu Khinh Nhan còn mở khải Tiêu gia tổ địa cấm chế, nếu như Diệp thần đi Phong gia, chỉ hoãn thời gian, chỉ sợ hiểu sai qua cùng Tiêu Khinh Nhan ước định. Vậy binh tự quyết, chính là cửu thiên thần thuật, không cho sơ thất, Diệp thần tuyệt không thể bỏ qua. Mạc Hàn Hy ngẩn ngơ, nói, Diệp đại ca, người mới tới liền muốn đi sao? Diệp thần nói, ta có chuyện cần xử lý, cùng sự việc giải quyết, ta sẽ đi Phong gia tổ địa thăm ngươi. Mạc Hoàng Tể nói, ha ha, đã như vậy, tiểu hữu đi liền đi, ta ở Phong gia tổ địa cung kính chờ đợi đại giá của ngươi, Hàn Hy, không nên quấy rầy người khác. Mạc Hàn Hy cắn răng, trong lòng nhưng đối với Diệp thần vô cùng là không thôi, nói, Diệp đại ca, ngươi cùng ta tới. Vừa nói, nàng kéo Diệp thần, đi tới xa xa một cái tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ. Diệp thần tim hơi nhảy lên, nói, Mạc tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Mạc Hàn Hy nói, không việc gì, Diệp đại ca, ta bỏ không được ngươi, trước khi đi muốn cùng ngươi một mình một hồi. Những lời này nói xong, nàng mềm nhũn thân thể dán tới đây, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp thần. Diệp thần ngẩn ngơ, đẩy ra nàng cũng không phải, ôm trước nàng cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạc Hàn Hy ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Diệp thần, nói, Diệp đại ca, người sau này sẽ đến tìm ta chứ? Diệp thần cười khổ một tí, nói, sẽ, người tương lai mệnh vận, cũng đánh cuộc ở trên người ta, ta tự nhiên không thể ném xuống ngươi. Mạc Hàn Hy trong lòng vui mừng, đầy mắt vui vẻ vẻ, nói, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Dừng một chút, nàng tựa hồ lại có lời gì muốn nói, Diệp đại ca, ta có một cái bí mật, không biết nên không nên nói cho ngươi. Diệp thần nói, bí mật gì? Mạc Hàn Hy nói, ta trước đây ở Tử Vi Ngân Hà tu luyện, mơ hồ tới giữa, tựa hồ cảm thấy trong sông cất giấu một cái linh hồn, vậy linh hồn cho ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Thật giống như hận không được tựa như muốn giết người, hơn nữa ý định giết người là ghim ngươi. Diệp thần sửng sốt một chút, nói, nhằm vào ta ý định giết người. Tử Vi Ngân Hà, đó là tạo ra Huyền Cơ Nguyệt địa phương, là Huyền Cơ Nguyệt nơi ra đời. Mà hiện tại, Mạc Hàn Hy lại nói, vậy Tử Vi Ngân Hà bên trong, tựa hồ có cổ quái, tồn tại một cái thần bí linh hồn, thậm chí có nhằm vào Diệp thần ý định giết người. Mạc Hàn Hy chăn thủ nhẹ một chút. Nói ừ, nhưng ta vậy không dám khẳng định, bởi vì hình như là ảo giác, ta sau đó cẩn thận dò xét Tử Vi Ngân Hà, đáng tiếc cũng không phát hiện gì, muốn vào sâu hơn điều tra, nhưng thánh đường đã đánh tới, Tử Vi Ngân Hà hoàn toàn thất thủ. Trước mắt, Tử Vi Ngân Hà đã rơi vào tài quyết thánh đường trong tay, thành thánh đường địa bàn. Diệp thần vậy cảm thấy một hồi cổ quái, nói, được, đa tạ ngươi, ta sẽ lưu ý. Mạc Hàn Hy nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp thần móc ra một cán màu xanh tiểu kỳ, chính là hoa phi hoa pháp bảo, tiên thiên năm phương cờ một trong, thanh liên bảo sắc cờ. Hàn Hy, pháp bảo này đưa cho ngươi. Diệp thần đem thanh liên bảo sắc cờ,
giao đến Mạc Hàn Hy trong tay. Mạc Hàn Hy ngẩn ngơ, chợt trong lòng ấm áp, ôm thật chặt Diệp Thần, nói, đa tạ ngươi, Diệp đại ca. Hai người ôm trước vuốt ve một hồi, Mạc Hàn Hy mấy lần có muốn hôn Diệp Thần động tác, đều bị Diệp Thần không giấu vết tránh, duy trì ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, Mạc Hàn Hy cũng là không biết làm sao, chỉ có thể lưu luyến không thôi buông Diệp Thần. Diệp Thần trở về hướng Mạc Hoàng Tể, Lâm Thiên Tiêu các người tạm biệt, hẹn xong sau này hắn lại đi viếng thăm Phong gia tổ địa, lập tức cáo từ rời đi. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần bóng người, dĩ nhiên là tràn đầy quyến luyến không thôi, lần này phân biệt, lần sau gặp nhau, cũng không biết đợi tới khi nào. Đối với nàng mà nói, một ngày không gặp Diệp Thần, đều là như cách ba thu. Diệp Thần trở lại Tiêu gia tổ địa, Tiêu Khinh Nhan còn ở mở sau núi cấm địa cấm chế, phỏng đoán lại chờ 5 ngày, cấm chế là được hoàn toàn mở ra. Cái này 5 ngày thời gian, Diệp Thần là nơi nào cũng không muốn đi, để tránh phát sinh bất ngờ. Diệp Thần trong miệng, còn lưu lại cùng Hồng Hân hôn hoa anh đào hương thơm. Hồng Hân anh Mộ Thiên Châu, linh khí truyền bá đến hắn trong đan điền. Vậy anh Mộ Thiên Châu linh khí, khá là bàng bạc, đối với Diệp Thần mà nói. Cũng là cực lớn tu luyện tư bổ. Thừa dịp có 5 ngày thời gian, Diệp Thần liền trầm xuống tim tới, bắt đầu luyện hóa cổ linh khí này, xem có hay không cơ hội đột phá. Ngưng thần cảm ứng dưới, Diệp Thần nhưng phát hiện trong đan điền linh khí, phơi bày hoa anh đào vậy màu hồng nhạt ánh sáng màu, nhưng lại mang theo mùa thu héo tàn tịch mịch tử khí, sống chết quy luật xen lẫn, vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết anh Mộ Thiên Châu, có thể sáng lập hoa anh đào mộ mộ, để cho địch nhân ở đầy trời hoa anh đào ảo mộng dưới sự thử thách, đi về phía tiêu diệt, trở thành mộ mộ xương khô, vô cùng lợi hại. Thập đại thiên châu, cũng chưa có không lợi hại, đều là thái thượng thần khí, thần uy khó lường. Hồng Hân cống hiến tổ đường tình báo, công lao tự nhiên không phải chuyện đùa, có thể được này cùng ban thưởng, cũng là nàng nên được. Hiện tại, nàng đem anh Mộ Thiên Châu linh khí, hàng loạt hiến tặng cho Diệp Thần, thành tựu trả lại nhân quả thù lao. Diệp Thần vận chuyển công pháp, liền bắt đầu luyện hóa cái này một món anh mộ linh khí. Như vậy qua 5 ngày, Diệp Thần đem anh mộ linh khí hoàn toàn hấp thu, tu vi tiến bộ không thiếu, nhưng còn không mò tới đột phá ngưỡng cửa, tu vi vẫn là còn thật cảnh tầng 2 thiên. Ta muốn đột phá, quả nhiên muôn vàn khó khăn. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, hắn võ đạo nội tình quá thâm hậu, đưa đến hắn muốn đột phá, không biết so với thường nhân khó khăn nhiều ít. Trước mặt có thể đột phá nhanh chóng tầng 2 trời, là bởi vì là chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, lấy được thiên đại khí vận đồng tình, mà đây anh Mộ Thiên Châu, coi như chân quý nữa, cũng không cách nào cùng Long Uyên Thiên Kiếm so sánh. Diệp Thần hơi thở, so với trước kia, đại khái tiến bộ 20%, còn xa xa không tới 3 tầng thiên. Oanh! Lúc này, Tiêu gia tổ địa bầu trời, toát ra từng đạo thủy hà kim quang, vậy ngàn dặm băng xương tuyết nguyên. Bị chiếu sáng được lấp lánh rực rỡ, khí tượng muôn vàn. Cấm địa rốt cuộc mở ra. Diệp Thần ánh mắt động một cái, tính một chút thời gian, ngày hôm nay chính là mở cấm địa ngày. Lập tức, Diệp Thần đứng dậy bay đi Tiêu gia sau núi, nhưng gặp Tiêu Khinh Nhan ngồi xếp bằng ở một cái bí cảnh lối vào, vốn là mặt tái nhợt cho, lộ vẻ được càng trắng bệch không máu. Tiêu cô nương, cấm địa mở ra sao? Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi. Trong lòng còn băn khoăn binh tự quyết bí tịch. Tiêu Khinh Nhan mở mắt ra, cười lạnh nói, ta đã đáp ứng chuyện ngươi, tự nhiên sẽ không quên, ngươi cần gì phải nóng lòng như vậy. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, nói như vậy, cấm địa là thuận lợi mở ra. Vậy chúng ta hiện tại đi vào. Tiêu Khinh Nhan nhưng hơi có vẻ ngưng trọng, nói, đợi một chút, ta trong sâu thẳm, tựa hồ bắt được tài quyết chi chủ sát khí, hắn tựa hồ ở sau lưng nhìn chằm chằm. Diệp Thần hơi kinh hãi, nói, tài quyết chi chủ sát khí. Chẳng lẽ hắn cũng muốn cướp đoạt binh tự quyết? Tiêu Khinh Nhan nói, binh tự quyết là cửu thiên thần thuật, hắn tự nhiên muốn cướp, bất quá hắn chân thân không thể đích thân tới, ta luôn cảm giác hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm, nhưng không dám xác định, ngươi giúp ta tính một chút sau lưng nhân quả. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như tài quyết chi chủ ở sau lưng ẩn núp, vậy cũng phiền toái. Lập tức Diệp Thần bấm ngón tay tính toán. Ngưng thần suy diễn thiên cơ, nhưng cẩn thận suy diễn dưới, nhưng bắt không tới cái gì, cau mày nói, ta không có cảm ứng. Tiêu Khinh Nhan nói, tài quyết chi chủ nhân quả, nơi nào có như thế dễ dàng tra rõ. Người nguyện vọng thiên tinh đâu,
mau lấy ra thử một chút. Diệp Thần cười khổ một tí, nói ta nguyện vọng thiên tinh, tạm thời rơi vào ngủ say, trong một tháng không thể lại dùng. Tiêu Khinh Nhan cắn răng, nói thật là phế vật. Thôi, tài quyết chi chủ mình nhân quả triền thân, muốn đến không dám tùy tiện ló đầu, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Tiêu Khinh Nhan bước vào trong bí cảnh. Diệp Thần đi vào theo, hắn tự nhiên cũng biết, tài quyết chi chủ nhân quả triền thân, đích xác là không dám tùy tiện bại lộ. Bởi vì, tổ đường tình báo, thái thượng thế giới đã biết được, tùy thời đều có thể có thái thượng thiên uy, hạ xuống, liền tài quyết chi chủ cũng không dám khinh thường. Trừ thập đại lão tổ uy hiếp, còn có ma tổ vô thiên. Viên kia phương Chu Thiên Châu, vốn chính là ma tổ vô thiên pháp bảo, bất ngờ thất lạc sau đó, bị tài quyết chi chủ đoạt đi, ma tổ vô thiên tự nhiên muốn đoạt lại. Có thể nói, tài quyết chi chủ gặp phải kẻ địch, một chút đều không so Diệp Thần thiếu, ngoại giới uy hiếp trùng trùng, hắn dĩ nhiên là không dám tùy tiện bại lộ. Diệp Thần và Tiêu Khinh Nhan, tiến vào trong bí cảnh, nhưng gặp Tiêu gia cấm địa bí cảnh, chu vi chừng ngàn dặm lớn, tùng bách dày đặc, tu trúc lưu vân, thúy tiển đống xanh, ngày ánh lam quang, thiên địa sơn hà khá là xinh đẹp, một bộ ngày xuân rung rung tốt đẹp cảnh tượng. Ở trung tâm bí cảnh, đứng sừng sững một tòa vô cùng tượng thần to lớn, vậy tượng thần cao vút sáp thiên, là một cái bể dâu ông lão hình dáng, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén, chút nào không thấy già trạng thái. Đó là người Tiêu gia lão tổ tượng thần sao? Diệp Thần híp mắt, ngắm nhìn phương xa pho tượng khổng lồ, nói. Tiêu Khinh Nhan nói, không sai, đó chính là Tiêu gia ta lão tổ, Tiêu Tinh Hà, đúc tạo ra được tám đại thiên kiếm một đời chí tôn, binh tự quyết liền cung phụng ở hắn dưới pho tượng mặt, ngươi cùng ta đi lấy, nhớ, ngươi chỉ có thể mượn xem một tháng. Diệp Thần Tiếu nói, một tháng, vậy cũng đủ rồi. Lập tức hai người một trước một sau, hướng kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà pho tượng, nhanh chóng bay vút đi. Ở luân hồi cùng vạn khư tranh đấu bên trong, kiếm thần lão tổ giữ trung lập, cũng không ai chống đỡ, ở phía trên cũng là ẩn cư trạng thái. Tương truyền, kiếm thần lão tổ chỉ đối với luyện khí có hứng thú, đối với cái gì ân oán tranh đấu, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là luân hồi cùng vạn khư, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, hắn thân phận trọng yếu như vậy, muốn không quan tâm, sợ rằng không quá thực tế. Hai người một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới kiếm thần lão tổ pho tượng vùng lân cận. Kháo đắc cận, Diệp Thần càng có thể cảm giác được pho tượng khổng lồ nguy nga, pho tượng bản thân tựa hồ liền mang theo kiếm khí, cho người một loại vô cùng ác liệt sát phạt uy nghiêm. Mà ở pho tượng bốn phía, còn quấn từng luồng nhàn nhạt sương mù, những thứ này sương mù, ẩn nhiên hàm chứa đáng sợ sát phạt quy luật, đủ để đem bất kỳ dám can đảm đến gần người, trực tiếp chém chết. Diệp Thần dừng lại ở bước chân, không có lại tiến về trước. Tiêu Khinh Nhan thấy vậy, ha ha cười một tiếng, nói ánh mắt không tệ, lại có thể nhìn ra liền nguy hiểm, ta lấy vì ngươi sẽ một đầu vọt vào chịu chết. Diệp Thần nói, nơi này còn có cấm chế. Tiêu Khinh Nhan gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, binh tự quyết chân quý như vậy, tự nhiên muốn trùng trùng phòng vệ, trừ phi có Tiêu gia ta huyết mạch, nếu không cũng không ai có thể dựa vào gần, ngươi ở chỗ này chờ đi. Nói xong, Tiêu Khinh Nhan một mình đi về phía trước, bước vào sương mù bên trong, đi tới kiếm thần lão tổ dưới pho tượng phương. Nhưng gặp pho tượng dưới, chôn một khối phương phương tránh tránh bia đá, trên bia đá khắc đầy cổ xưa ký tự, chính là binh tự quyết tu luyện pháp môn. Tiêu Khinh Nhan ngưng mắt nhìn bia đá, tựa hồ là định cảm ngộ, nhưng không tới chốc lát, nàng liền che đầu, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, thấp giọng nói. Đáng chết, cái này binh tự quyết, quả nhiên là phức tạp. Chỉ là vừa ý mấy lần, đều không phải là người bình thường có thể chịu được. Mấy trăm ngàn năm qua, Tiêu gia không biết lại có bao nhiêu người, muốn lĩnh ngộ binh tự quyết, nhưng không một ngoại lệ đều thất bại. Ở bia đá vùng lân cận, thậm chí có không thiếu cổ xưa hài cốt, hiển nhiên là những cái kia người thất bại, lưu lại hài cốt. Binh tự quyết chính là cửu thiên thần thuật, đừng nói lĩnh ngộ, chỉ là hội tính toán, liền phải hao phí nhiều tâm huyết, hơi lơ là, khí huyết nghịch xông lên. Vậy đó là một con đường chết. Tiêu Khinh Nhan không dám lại xem, đem vậy bia đá đào ra, mang đi ra, chuẩn bị cho mượn Diệp Thần xem. Vì vậy tồn tại cấm chế, Diệp Thần không cách nào đến gần, cho nên Tiêu Khinh Nhan là đào bia mang đi, cho hắn mượn xem. Diệp Thần thấy Tiêu Khinh Nhan đào bia mang ra khỏi, hài lòng gật đầu một cái này tóc trắng ma nữ nóng nảy tuy ngang bướng hung ác,
nhưng cuối cùng tuân thủ cam kết, không có lừa dối hắn. Tiêu Khinh Nhan trở lại Diệp Thần bên người, khẽ cắn răng, mang trên mặt vẻ không cam lòng, bưng bia đá nói, binh tự quyết ngay tại ta trong tay, ngươi thật muốn tu luyện. Cái này binh tự quyết đặc biệt phức tạp, ngươi nếu như tùy tiện tu luyện, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần Tiếu nói, không sao, cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, chỉ cần có thể lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật bí ẩn, ta cho dù chết, vậy cũng đáng. Diệp Thần đối với võ đạo của mình nội tình, có cực lớn lòng tin, chính là một người lính tự quyết, người khác lĩnh ngộ không được, nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có thể lĩnh ngộ. Tiêu Khinh Nhan ngước mắt nhìn Diệp Thần, hừ một tiếng nói, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta song tu, như vậy thứ nhất, người ta huyết mạch hòa vào nhau, người có tiêu gia ta huyết mạch, lại đi lĩnh ngộ binh tự quyết, vậy cũng đơn giản rất nhiều. Nàng nhớ không quên, vẫn là muốn trước cùng Diệp Thần song tu. Diệp Thần huyết mạch thức tỉnh, chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại hắn liền là một khối trường sinh thịt, là phụ nữ cũng muốn cắn một cái, chia sẻ luân hồi huyết mạch chỗ tốt. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ Tiêu cô nương coi trọng tương gia, nhưng ta nói qua, song tu tuyệt không khả năng. Tiêu Khinh Nhan mặt đầy tức giận, năm lần bảy lượt bị cự tuyệt, nàng thật là hận không được xé nát Diệp Thần, đáng tiếc không đánh lại. Cầm đi, chúc ngươi tẩu hỏa nhập ma, chết sớm sớm siêu sinh. Tiêu Khinh Nhan đem vậy binh tự quyết bia đá, ném cho Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần Thiếu liền cười một tiếng, đang muốn tiếp bia đá, bỗng nhiên bầu trời bên trong, tí tách một tiếng, chiếu xuống một đạo tia chớp, trực tiếp đem bia đá phách ngã xuống đất. Ha ha ha. Một hồi vô cùng âm u, vô cùng lạnh lùng tiếng cười, cũng là từ trên trời vang lên. Người nào? Diệp Thần thất kinh, thật may hắn phản ứng mau, ở tia chớp rơi xuống thời điểm, kịp thời rút tay về lui về phía sau, cuối cùng không bị thương. Tiêu Khinh Nhan cảm thấy được dị biến, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, cả người đỏ ửng sương mù bạo dũng, ở sau lưng huyễn hóa ra một phiến hằng sa ngân hà. Ung ung. Nhưng hôm nay không lôi minh chấn động, một chiếc to lớn lâu thuyền, từ trong tầng mây xuyên phá ra. Chiếc lâu thuyền này, quanh thân thủy quang vạn trượng, hà thải thiên điều, kim quang đỏ nghê cuồn cuộn, thân thuyền khắc vẽ rất nhiều cổ xưa dị thú, một bức tấm hình dọn ra lần lượt thay nhau, vô cùng nguy nga. Lâu thuyền trên bong thuyền, cả người hình gầy nhom, ăn mặc trường bào màu đen, gương mặt âm nhu nam tử, đứng chắp tay, trong tròng mắt mang nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy lạnh lùng hơi thở, quan sát Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan. Ngày tận thế phương thuyền, tài quyết chi chủ. Diệp Thần thần sắc đại biến, lập tức bắt được thiên cơ, thấy rõ rõ ràng người tới thân phận. Cái này âm nhu nam tử, lại là tài quyết thánh đường nắm giữ, tài quyết chi chủ. Tiêu Khinh Nhan mặt đầy phòng bị, nói, là phân thân. Cái này tài quyết chi chủ, hơi thở ước chừng là nửa bước trăm gia cảnh, rõ ràng không phải chân thân, mà là một cái phân thân. Hắn kiêng kỵ sau lưng nhân quả cùng ánh mắt, chân thân không dám hạ xuống, cho nên là dùng một đạo phân thân, phá không hạ xuống. Ánh mắt không tệ. Tài quyết chi chủ thật cao đứng ở trên trời lâu thuyền trên, mỉm cười nói. Dưới chân hắn lâu thuyền, chính là trong truyền thuyết ngày tận thế phương thuyền, do phương Chu Thiên Châu hiển hóa tới, có thể mặc thoi vạn giới. Ngày cuối cùng này phương thuyền, mặc dù còn không hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn chịu đựng hắn phân thân, tránh ngoại giới nhân quả ánh mắt, phá không hạ xuống tiêu gia tổ địa, nhưng là dễ như trở bàn tay. Tiêu cô nương, đa tạ ngươi thay ta đào ra binh tự quyết, ta sẽ không khách khí. Tài quyết chi chủ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia binh tự quyết bia đá, so người phụ nữ còn muốn nhu nhược bàn tay lộ ra, cách không một chảo, vậy bia đá bay vút lên lên trời, hướng bàn tay hắn bay đi. Lúc đầu hắn vẫn ẩn núp trước, chính là chờ đợi giờ khắc này. Tiêu gia cấm địa sát phạt quá nặng, trừ phi hắn chân thân hạ xuống, nếu không hắn cũng không cách nào đến gần kiếm thần lão tổ pho tượng, muốn uy bách những người tiêu gia khác, giúp hắn cướp lấy bia đá, vậy cũng tuyệt đối không thể nào, bởi vì đầu hàng sau người tiêu gia, sẽ lập tức bị kỳ lân thần thụ vứt bỏ, không có đón thêm gần tượng thần tư cách. Lần này Tiêu Khinh Nhan đào ra bia đá, nhưng mà giúp tài quyết chi chủ bận rộn. Ngươi dám? Diệp Thần thấy tài quyết chi chủ, còn muốn cướp lấy bia đá. Trong mắt nhất thời toát ra tức giận ác liệt mũi nhọn, trực tiếp rút ra Long Uyên trọng kiếm, một đạo động trời long ngâm vang khắp lên. Phịch! Diệp Thần hung hăng một kiếm, lại đem vậy bia đá đánh rơi xuống đất. Long Uyên thiên kiếm,
tốt một kiện thần binh lợi khí. Tài quyết chi chủ thấy Long Uyên Thiên Kiếm xuất hiện, trong mắt nhất thời bung ra thần thái. Giống vậy binh khí, chỉ là vật ngoài thân, đối với bản thân tu vi không có tăng thêm, nhưng thiên kiếm không cùng, trong truyền thuyết thiên kiếm, chấp trưởng sau đó, liền trở thành thân thể một phần chia, thân kiếm dung hợp, đối với tu vi rất có ích lợi. Diệp Thần lúc này rút ra thiên kiếm, Long dọn ra gầm thét, thế xông lên 9 tầng trời, liền một bên Tiêu Khinh Nhan, bị hắn hơi thở chấn nhiếp, cũng không khỏi lui về sau 2 bước. Một kiếm nơi tay, Diệp Thần đủ để chém chết đến gần nửa bước trăm gia cảnh cường giả. Mà lúc này tài quyết chi chủ, tu vi chính là nửa bước trăm gia cảnh. Nguyệt hồn chạm, phá. Diệp Thần đánh đòn phủ đầu, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân thể bão tố bắn lên, xông lên hướng bầu trời, một kiếm chém điên cuồng, nguyệt hồn chạm bộc phát ra. Tài quyết chi chủ trên gương mặt, như cũ mang lãnh đạm nụ cười, cũng không hoảng hốt chút nào, mắt hôm nay kiếm khí thế nóng rực, lập tức rút người ra bay khỏi đi. Phịch. Diệp Thần hung hăng một kiếm, chém ở ngày tận thế phương trên thuyền. Rắc rắc. Đúng chiếc ngày tận thế phương thuyền, tại chỗ bị Diệp Thần một kiếm chém bể, hóa thành đầy trời giải tán quang vũ, một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu hu hu vang dội, hiện ra, cuối cùng trở lại tài quyết chi chủ trong tay. Hạt châu kia khảm in một đạo cự hạm lâu thuyền đồ đằng, chính là Phương Chu Thiên Châu. Kiếm tốt hồi đứng đầu, người quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ta ngày hôm nay cũng không nỡ giết ngươi. Tài quyết chi chủ khen ngợi một tiếng, sau đó ngắm nhìn Diệp Thần nói. Quy thuận ta, dâng lên ngươi luân hồi huyết mạch, ta ban thưởng vạn cổ tiên phúc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nói nhảm thật nhiều. Lập tức không nói hai lời, Long Viêm thần mạch đột nhiên nổ lên, cuồng bạo Long Viêm hơi thở, trùm lên Long Uyên Thiên Kiếm bên trên, đúng cầm Long Uyên Thiên Kiếm, lại là hóa thành đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy vậy màu sắc. Thất tinh Long Viêm chạm, phá. Diệp Thần một tiếng gầm thét, trực tiếp sử xuất cường hãn nhất kích, phải đem tài quyết chi chủ chém chết. À, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết? Tài quyết chi chủ một tiếng thở dài, gầy yếu bàn tay vung ra, một cổ cực kỳ sáng chói, vô cùng hào hùng ánh sáng, mang mênh mông thần thánh hơi thở, bỗng nhiên tách thả ra. Diệp Thần vô cùng một kiếm, như triệu núi lửa bộc phát, hàng tỷ viêm long gầm thét, giết tới tài quyết chi chủ trước mặt, lại bị người sau nhẹ nhàng một chưởng, tay không tiếp lấy. Tài quyết chi chủ bắt thiên kiếm thân kiếm, lại là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Cái gì? Diệp Thần bộ dạng sợ hãi chấn động phố, thiên kiếm mũi nhọn, hạng ác liệt, tài quyết chi chủ lại có thể tay không bắt. Giờ khắc này tài quyết chi chủ, bàn tay thần thánh chói lọi vạn trượng, uy mãnh tới cực điểm. Hắn bề ngoài tuy âm nhu, nhưng võ đạo vô cùng là thần thánh, có bữa nước thánh đường khoáng đạt đại khí phách, chỉ là cái này cử trọng nhược khinh một tay, liền trương hiện ra vô cùng đáng sợ võ đạo nội tình. Cho ta buông tay đi. Tài quyết chi chủ quát to một tiếng, bàn tay phát lực, còn muốn trực tiếp cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần thất kinh, nếu như Long Uyên Thiên Kiếm bị cướp đi, thế cục kia đem không thể vãn hồi. Đấu thần Thiên Châu, sắc. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng đấu thần Thiên Châu, hào hùng đấu sát khí tức thêm thân, sau lưng ẩn nhiên có viễn cổ đấu thần ánh sáng lững lờ. Mượn đấu thần Thiên Châu uy lực, Diệp Thần hít sâu một hơi, hung hăng đem Long Uyên Thiên Kiếm rút về, tim đã là đập bịch bịch. Ồ, tài quyết chi chủ thấy Diệp Thần đấu thần Thiên Châu, hơi cảm thấy liền một ít bất ngờ. Người tu vi thấp như vậy, lại có thể phát huy đấu thần Thiên Châu uy lực, luân hồi huyết mạch quả nhiên lợi hại, ngày hôm nay ta liền cắn nuốt ngươi, cướp lấy ngươi luân hồi đạo thống. Ngay lúc nói chuyện, tài quyết chi chủ bước chân đạp một cái. Bước này, trực tiếp khuấy động mưa gió càn khôn. Đầy trời khắp nơi, từng luồng màu bạc trắng thánh quang, như thủy triều toát ra. Thiên đường thẩm phán chỉ. Tài quyết chi chủ quát to một tiếng, chỉ điểm một chút xiết ra, đầy trời thánh quang hội tụ ngưng luyện, toàn bộ tập trung đến hắn ngón tay trên. Hắn chỉ một cái xuyên qua, lại có thể mang theo thiên đường uy nghiêm, xét xử khí phách, muốn đáng địch thế gian hết thảy tội nghiệt, chu diệt hết thảy tồn tại, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Diệp Thần khí cơ, nhất thời bị phong tỏa, phải bị chỉ một cái giết chết. Nếu như phổ thông nửa bước trăm gia cảnh cường giả, Diệp Thần dựa vào luân hồi huyết mạch và Long Uyên Thiên Kiếm uy thế, đủ để đối kháng chém chết. Nhưng tài quyết chi chủ, võ đạo quá cường hãn, khí vận tích lũy quá sâu,
căn bản không phải Diệp Thần có thể tương đương. Chênh lệch quá xa. Sống chết trước mắt, Diệp Thần con người có giúp lại, đang chuẩn bị cháy luân hồi huyết mạch, hăng hái chết đánh một trận. Nhưng vừa lúc đó, một cái lạnh như băng bàn tay, ôm Diệp Thần, trực tiếp đem hắn mang theo đi xuống. Người xuất thủ, là Tiêu Khinh Nhan. Đi mau. Tiêu Khinh Nhan mang Diệp Thần, hướng phía trước kiếm thần lão tổ pho tượng, cấp tốc bay đi. Suy. Tài quyết chi chủ chỉ mang, xuyên qua hư không, bắn tại mới vừa Diệp Thần lơ lửng địa phương, nhất thời nghiền nát hàng tỷ nặng thời không, một phiến mảnh không gian nổ tung. Diệp Thần quay đầu thấy một màn này, không khỏi có chút ra đầu tê dại, thật may Tiêu Khinh Nhan ra tay, nếu không, hắn tình cảnh sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh như băng ướt át mùi thơm, dính vào mình trên môi. Ừ. Diệp Thần trợn to hai mắt, nhưng phát hiện Tiêu Khinh Nhan đột nhiên hôn hắn một hơi. Chiếm ta tiện nghi. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan bình tĩnh nói, ta độ một hơi chân khí cho ngươi, nếu không ngươi không cách nào đến gần lão tổ pho tượng. Vừa nói, Tiêu Khinh Nhan mang Diệp Thần, xuyên qua sương mù, đáp xuống kiếm thần lão tổ pho tượng trước, khối kia binh tự quyết bia đá, cũng ở đây Tiêu Khinh Nhan trong tay. Pho tượng kia bốn phía sương mù, tràn đầy sát phạt quy luật, không người Tiêu gia không có thể đến gần. Tiêu Khinh Nhan hôn Diệp Thần một hơi, là tạm độ chân khí, tránh Diệp Thần bị Tiêu gia phép tắc sát phạt. Ha ha, các ngươi lấy là có thể tránh được. Tài quyết chi chủ thấy một màn này, gương mặt không thay đổi, bay xuống đến pho tượng sương mù ra. Hắn cùng Diệp Thần Tiêu Khinh Nhan hai người, chỉ cách nhau mười mấy bước khoảng cách, cách sương mù nhàn nhạt, hai bên cũng có thể thấy rõ đối phương. Chỉ là, bởi vì sương mù bên trong, sát phạt quy luật quá mức nồng nặc, tài quyết chi chủ không cách nào tiến vào. Cho nên, Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan, tạm thời an toàn. Thiên đường mặt trời gay gắt, chiếu sáng bát hoang. Tài quyết chi chủ nhưng là thong thả, bàn tay vừa nhấc, vô cùng thánh quang bùng nổ, trên không bay lên, hóa thành một vòng nóng rực thái dương. Cái này thái dương, tràn đầy tài quyết chi chủ linh khí, nhiệt độ vô cùng đáng sợ, ánh mặt trời một chiếu dọi xuống tới, mặt đất suy suy vang dội, núi đá văng tung tóe, rừng rậm cháy lửa lớn, khắp nơi toát ra khói đen. Diệp Thần và Tiêu Khinh Nhan bị mặt trời gay gắt nơi chiếu, cũng cảm thấy thân ở trong lò lửa, cả người nóng lên, khó mà chịu đựng, chỉ muốn đi ra ngoài. Tài quyết chi chủ ngón này, chính là muốn buộc bọn hắn đi ra. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, sử dụng hoàng tuyền thánh thủy, hạ xuống nhiệt độ, tạm được thở dốc. Thế nhưng thiên đường mặt trời gay gắt, nhiệt độ quá đáng sợ, như thế chiếu dọi xuống đi, hoàng tuyền thánh thủy đều phải bị đốt mở, cuối cùng không phải kéo dài kế. Tiêu Khinh Nhan sắc mặt, cũng là khá làm khó xem. Tài quyết chi chủ thực lực cường hãn, coi như nàng và Diệp Thần liên thủ, cũng không là đối phương địch thủ. Cái này còn chỉ là một cái phân thân, có thể tưởng tượng được chân chính tài quyết chi chủ, thực lực có cường hãn dường nào. Tiêu Khinh Nhan trong mắt chuyển động, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý, bàn tay vung lên, chung quanh sương mù đổi được đậm đà, ngăn cách hết bên ngoài tài quyết chi chủ tầm mắt. Sương mù dày đặc bên trong, liền liền kiếm thần lão tổ pho tượng, cũng lộ vẻ được mơ hồ, không thấy rõ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần mơ hồ phát hiện không đúng, trầm giọng hỏi. Tiêu Khinh Nhan đột nhiên đem Diệp Thần ngã nhào xuống đất, nhu nhược thân thể, cưỡi ở Diệp Thần trên mình, hai tay đè tay của hắn lại cánh tay, cúi đầu, chóp mũi cùng Diệp Thần lỗ mũi đụng vào nhau, hung ác nói. Luân hồi chi chủ, ngươi ngày hôm nay phải cùng ta song tu, ngươi ta huyết mạch dung hợp, mới có giết ngược tài quyết chi chủ cơ hội. Vừa nói, Tiêu Khinh Nhan không giữ lại chút nào, lại có thể tại chỗ cởi xuống mình quần áo, lộ ra gần như hoàn mỹ trắng nõn thân thể. Sau đó, nàng liền muốn tới cởi Diệp Thần quần áo. Nàng vốn là tóc trắng mà nữ yêu dị hình dáng, gương mặt vô cùng trắng bệch, nhưng lúc này nói muốn song tu, trong lòng động tình, gò má dâng lên đỏ ửng, một bộ nũng nịu hình dáng, xem đẹp vô cùng. Này này này, ngươi làm gì? Diệp Thần rất kinh ngạc, vội vàng đẩy ra Tiêu Khinh Nhan, xoay mình ngồi dậy, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tiêu Khinh Nhan nói, cũng lúc này, ngươi còn cự tuyệt ta. Chẳng lẽ muốn cùng chết? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn Tiêu Khinh Nhan một mắt. Nói thật, cởi hết sau Tiêu Khinh Nhan, thật vẫn là nhân gian cực phẩm.
Đáng tiếc, Diệp Thần đối với nàng không có hứng thú. Nếu quả thật song tu, hai người huyết mạch hòa hợp, vậy nhân quả dây dưa quá lớn, đời này cũng chém không rõ. Diệp Thần cũng không muốn chọc tới lớn như vậy nhân quả, lập tức trầm giọng nói, sự việc luôn có biện pháp giải quyết, người mặc xong quần áo nói sau. Tiêu Khinh Nhan hừ một tiếng, nói, người có biện pháp gì? Diệp Thần trầm ngâm không nói, trong chốc lát cũng không nghĩ ra có biện pháp gì, nếu như cưỡng ép cháy luân hồi huyết mạch nói, vậy giá quá lớn. Trước mắt tài quyết chi chủ, cuối cùng chỉ là một đạo phân thân, Diệp Thần chẳng muốn bỏ ra quá lớn giá phải trả. Mộ chủ đại nhân, ta có biện pháp. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra Bắc Võ Tử Đế thanh âm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói, tiền bối, người có biện pháp gì? Bắc Võ Tử Đế nói, muốn đánh chết tài quyết chi chủ, vậy cũng đơn giản, chỉ cần chúng ta triệu hoán kiếm thần lão tổ hạ xuống, để cho kiếm thần lão tổ ra tay, đủ để giải quyết trước mắt nguy nan. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói triệu hoán kiếm thần lão tổ. Bắc Võ Tử Đế nói, đúng vậy, nơi đây là Tiêu gia tổ địa, kiếm thần lão tổ pho tượng đang ở trước mắt, ngươi chỉ cần đưa bàn tay để lên, ta có thể cùng kiếm thần lão tổ câu thông. Diệp Thần đại hỉ, lại có chút nghi ngờ, nói tiền bối, ngươi có thể cùng kiếm thần lão tổ câu thông. Hắn nhưng mà ở thái thượng thế giới à, muốn câu thông, chỉ sợ không dễ dàng. Bắc Võ Tử Đế nói, nếu có hắn tượng thần ở chỗ này, câu thông cũng không coi là khó khăn, mộ chủ đại nhân. Ngươi chỉ cần đưa bàn tay để lên là được, những thứ khác giao cho ta. Tài quyết chi chủ thực lực quá mạnh mẽ, coi như Bắc Võ Tử Đế mượn lực cho Diệp Thần, cũng chưa chắc có thể đối kháng, chỉ có triệu hoán kiếm thần lão tổ uy nghiêm hạ xuống, mới khá giải quyết. Được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, đứng dậy, hướng kiếm thần lão tổ pho tượng đi tới. Tiêu Khinh Nhan mặc xong quần áo, trợn mắt nhìn Diệp Thần nói, ngươi không chịu song tu. Người rốt cuộc còn có biện pháp gì, nói à? Diệp Thần nhưng không đáp lời, đi tới kiếm thần lão tổ pho tượng bên người, bàn tay nhấn lên. Tiếp xúc đến kiếm thần lão tổ pho tượng, Bắc Võ Tử Đế lộ ra một cái trấn an mỉm cười, nói, mộ chủ đại nhân, ta đi trước một bước, sau này có duyên tạm biệt. Nói xong, Bắc Võ Tử Đế thần hồn, kịch liệt bốc cháy. Hào hùng ánh sáng tím năng lượng, từ Diệp Thần bàn tay tuôn ra. Bơm vào đến kiếm thần lão tổ pho tượng bên trong. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi thất sắc, nhưng gặp Bắc Võ Tử Đế thần hồn thân thể, đang không ngừng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn lại có thể tự mình hy sinh, lấy triệu hoán kiếm thần lão tổ. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới một điểm này, nhất thời kinh được thân thể run rẩy, muốn vãn hồi, nhưng đã không còn kịp rồi. Bắc Võ Tử Đế hoàn toàn cháy, hoàn toàn tiêu tán, tất cả năng lượng. Cũng bơm vào tiến vào kiếm thần lão tổ pho tượng. Đáng chết, ta sớm hẳn đoán được. Diệp Thần trong bụng đại hối, kiếm thần lão tổ ở thái thượng thế giới, muốn câu thông thái thượng, nói dễ vậy sao? Ban đầu Hồng Hân câu thông thái thượng, là hy sinh vũ trụ thần thụ, có thể gặp câu thông khó khăn. Hiện tại Bắc Võ Tử Đế, là hy sinh mình, trợ giúp Diệp Thần, cùng thái thượng thế giới thành lập đồng tình, câu thông sau lưng kiếm thần lão tổ. Diệp Thần muốn đưa bàn tay lùi về, nhưng lại cảm thấy toàn bộ tay, tựa như cũng dính vào pho tượng bên trên. Kiếm thần lão tổ pho tượng, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, dần dần toát ra nhất trọng trọng sáng mờ, từng vòng thần hy, thậm chí còn có từng luồng kiếm khí, đột ngột nổ tung ra, xé rách tất cả sương mù dày đặc. Đây là... Tiêu Khinh Nhan ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm ngàn năm qua, triều đại Tiêu gia trưởng bối. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, muốn câu thông thái thượng, lấy được càng nhiều hơn ban phúc, nhưng đều thất bại. Nhưng lúc này, Diệp Thần lại có thể thành công câu thông, thành lập ào ào đồng tình. Kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà, lão này muốn hiển linh. Tài quyết chi chủ thấy pho tượng chấn động, nhất thời cảm thấy không ổn, bước chân liên tiếp lui về phía sau, muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng phát hiện chung quanh hư không, đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Là ai, ai đang kêu gọi ta? Sốt cuộc, một đạo vô cùng già nua, mang cuộc bể dâu, biển cạn đá mòn thanh âm, từ chân trời cuồn cuộn vang lên. Sau đó, cả tòa kiếm thần pho tượng, ùng ùng một hồi vang, lại tại chỗ sụp đổ văng tung tóe, hóa thành vô số đá vụn loạn bay. Pho tượng vỡ vụn sau đó, một người mặc trường bào, cả người còn quấn ngàn vạn đạo kiếm mang, dung mạo già nua,
nhưng ánh mắt nhưng sát khí ác liệt ông già, chậm rãi nổi lên. Lão tổ. Tiêu Khinh Nhan thấy cái này ông già, tại chỗ rung động, lật đật quỳ xuống. Cái này ông già, chính là Tiêu gia viễn cổ thiên quân, tám đại thiên kiếm núp người, danh chấn thiên hạ kiếm thần lão tổ, Tiêu Tinh Hà. Diệp Thần thấy Tiêu Tinh Hà hiển linh, cũng là vô cùng khiếp sợ, xem ra Bắc Võ Tử Đế hy sinh, cuối cùng không có uổng phí. Tiêu Tinh Hà, là ngươi. Tài quyết chi chủ cặp mắt toát ra cực lớn kiêng kỵ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Trước mắt kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà, cũng không phải là thật thể, chỉ là một món hình chiếu, nhưng chỉ là một món hình chiếu, vậy bàng bạc vô thượng khí thế, đủ để làm người ta nghẹt thở. Tài quyết chi chủ, ngươi lại dám tới Tiêu gia ta tổ địa quấy rối, cho ta chết. Tiêu Tinh Hà bước ra một bước, cả người ngàn vạn đạo kiếm mang, giống như mưa xối xả như sao rơi, cuồn cuộn bạo giết ra, ùn ùn kéo đến chém về phía tài quyết chi chủ. Tài quyết chi chủ bộ dạng sợ hãi thất sắc, hắn cái này cái phân thân, mang theo bản thể tinh hoa, nếu như bị giết chết, đối với bản thể cũng có tổn thương thật lớn, tuyệt không thể tùy tiện chết. Mậu mấy hạnh huỳnh kỳ, ngự. Nguy cấp bên trong, tài quyết chi chủ sử dụng một cán màu vàng sẫm cờ xí, trên không điệu múa, cuồn cuộn mậu thổ tinh khí tràn ngập ra, hóa thành nhất trọng trọng tường thành. Cái này mậu mấy hạnh huỳnh kỳ, chính là tiên thiên năm phương cờ một trong, thuộc thổ. Cùng Diệp Thần mậu thổ nguyên phù tương tự, cũng có thể hội tụ mậu thổ tinh khí, bảo vệ tự thân. Tiêu Tinh Hà đầy trời kiếm mang giết tới, suy 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 một hồi vang, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, liền đem trùng trùng tường thành chém bể, liền liền vậy mậu mấy hạnh huỳnh kỳ, đều bị hắn ngàn vạn kiếm mang, hoàn toàn biến dạng thành mảnh vỡ. Diệp Thần con người co rúc lại, trong truyền thuyết viễn cổ thiên quân cường giả, quả nhiên lợi hại, tiện tay nhất kích, lại có thể phá hủy một kiện hỗn độn chí bảo. Mà tài quyết chi chủ, mượn mậu mấy hạnh huỳnh kỳ một tí ngăn cản, vội vàng gọi ra phương Chu Thiên Châu, lung lay thoáng một cái, huyễn hóa ra một chiếc ngày tận thế phương thuyền, muốn lên thuyền chạy trốn rời đi. Ở ta mí mắt phía dưới, ngươi có thể chạy đi nơi nào? Tiêu Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngàn vạn kiếm mang như tia chớp, giết trong chớp mắt tới, xuyên qua tài quyết chi chủ thân thể. À! Tài quyết chi chủ phát ra một tiếng hét thảm. Quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Tinh Hà, nói Tiêu Tinh Hà, ngươi cho ta chờ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ xúc diệt ngươi Tiêu gia, dâm cướp ngươi hậu nhân, không chừa một mống. Nói xong, tài quyết chi chủ thân thể, trên không bị biến dạng bể tán, hoàn toàn băng diệt. Chiếc kia ngày tận thế phương thuyền, chỉ có thuyền không thoát đi. Tạ lão tổ cứu giúp. Tiêu Khinh Nhan thấy tài quyết chi chủ phân thân chết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quỳ xuống hướng Tiêu Tinh Hà khấu tạ. Ừ, bé gái, người hấp thu đỏ ửng ngọc tủy linh khí, lại không chết, thật là thiên đại có phúc. Tiêu Tinh Hà già nua trong mắt, ở Tiêu Khinh Nhan trên mình vừa chuyển, lập tức khám phá tất cả lai lịch. Chỉ là, vậy đỏ ửng ngọc tủy, linh khí quá mức bàng bạc, nhiễu loạn ngươi linh trí, ta ban cho ngươi phúc trạch, để cho ngươi khôi phục sơ tâm. Vừa nói, Tiêu Tinh Hà điểm ngón tay một cái. Một món mơ hồ thần quang, bao lại Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan hơi rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc bên trong các loại hỗn loạn trí nhớ, toàn bộ gây dựng lại với nhau, ngay tức thì nhớ lại cùng Diệp Thần đủ loại trải qua. Nàng ngẩn ngơ, sau đó trong đầu nghĩ, ta trước kia cũng quá mức nhỏ yếu, lại có thể sợ luân hồi thiên uy, vô tình đem tai nạn hồn ngọc giao dịch ra ngoài, đơn giản là máu thua thiệt. Nàng hồi tưởng lại trước kia trải qua, cảm thấy mình trước kia, quá mức ngây thơ, vẫn là hiện tại cái này trạng thái tốt nhất. Tạ lão tổ ban phúc. Tiêu Khinh Nhan hướng Tiêu Tinh Hà bái một bái, lúc này sơ tâm khôi phục, trong giọng nói tuy có ý cung kính, nhưng cũng không mừng rỡ tình. Tiêu Tinh Hà thấy nàng trong mắt bên trong, như cũ ẩn núp ác liệt mũi nhọn, không kém gì người, gật gật đầu nói, rất tốt, người có đạo của mình pháp quyết tim, không bị qua lại trễ nãi, tương lai thành liền không thể giới hạn. Diệp Thần thấy Tiêu Khinh Nhan thần sắc, liền biết nàng ngang bướng hung ác tính cách, cũng không thay đổi, trong lòng ngược lại là có chút thưởng thức. Thích Diệp Thần quá nhiều phụ nữ, xem Tiêu Khinh Nhan cái loại này chỉ nói lợi ích, không nói bất kỳ cảm tình gì, Diệp Thần ngược lại là lần đầu tiên gặp, rất là tươi. Tiêu Tinh Hà lại nhìn xem Diệp Thần, trong mắt nhưng là hiện ra đặc biệt phức tạp tâm trạng, có thưởng thức, có kiêng kỵ, có kính nể, thậm chí có một chút sợ hãi. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, hắn cuối cùng là thấy chân thân. Bé gái,
người đi ra ngoài trước, ta có lời muốn đơn độc cùng Luân Hồi Chi Chủ đàm luận. Tiêu Tinh Hà hướng Tiêu Khinh Nhan nói. Lão Tổ. Tiêu Khinh Nhan liếc Diệp Thần một mắt, sau đó xoay người rời đi. Diệp Thần thấy Tiêu Tinh Hà phức tạp ánh mắt, liền biết Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng, ở Thái Thượng Thế Giới đặc biệt vang dội, liền Tiêu Tinh Hà thứ đại nhân vật này, lại có thể cũng để lộ ra một chút sợ hãi. Thái Thượng Thế Giới nhân vật bên trong, Thần Đồ Thiên Âm cho tới bây giờ chưa sợ qua Diệp Thần, nhưng Tiêu Tinh Hà không cùng, hắn tầm mắt kiến thức, tu vi hàm dưỡng, so Thần Đồ Thiên Âm lợi hại hơn. Chỉ có xem Tiêu Tinh Hà loại cấp bậc này nhân vật, tài năng thám thía cảm nhận được luân hồi huyết mạch đáng sợ, cho nên mới sẽ sợ hãi. Thần Đồ Thiên Âm từ không úy kỵ, đó là người không biết không sợ. Luân hồi, đại biểu chư thiên chí cao, tu vi càng cường hãn người, càng sợ luân hồi, sợ mất đi mình hết thảy tất cả, bị luân hồi trấn áp, kéo nhập vĩnh hằng vô tận luân hồi đại kiếp bên trong. Tại hạ Diệp Thần, gặp qua Kiếm Thần lão tổ tiền bối, không biết tiền bối có gì dạy bảo. Diệp Thần chắp tay, hướng Tiêu Tinh Hà thi lễ. Tiêu Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi hơi thở, làm ta rất bất an, ta có một loại trong xương sợ hãi, sợ ngươi sẽ đoạt đi ta hết thảy, khó trách Vũ Hoàng Cổ Đế muốn giết ngươi, huyết mạch ngươi quá đáng sợ, ngươi nếu là lớn lên, chúng ta cũng sẽ biến thành đầy tớ của ngươi. Diệp Thần ngẩn ra, nói tiền bối nói đùa, ngươi và ta không thù không oán, ta làm sao sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Tiêu Tinh Hà khoát tay một cái, nói, bất kể như thế nào, người cuối cùng là một cái đáng sợ uy hiếp, nếu như không phải là quy tắc hạn chế, ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần lui về phía sau một bước, cả người lông tơ đảo thụ, vậy cảm nhận được liền đến từ Tiêu Tinh Hà sát ý. Chẳng lẽ Thái Thượng Thế Giới, thật không tha cho ta tích chữ có ở đây không? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tinh Hà than thở một tiếng, nói, ngươi là một con mãnh hổ. Một đầu sư tử đực, ta hiện tại hỏi ngươi, nếu như có mãnh thú xông vào nhà ngươi, ngươi có thể hay không chứa được? Diệp Thần nói, ta là người, không phải nước lũ và mãnh thú. Tiêu Tinh Hà ngẩn ngơ, nhìn Diệp Thần chân thành thành khẩn ánh mắt, yên lặng một hồi, nói, cũng vậy, có thể ta hiểu lầm ngươi, nhưng viễn cổ 10 đại thiên quân lão tổ bên trong, ít nhất có 7 người muốn ngươi chết, ngày hôm nay ngươi triệu hoán ta xuống, ngươi ta tới giữa, vậy coi là kết thiện duyên. Hy vọng sau này sẽ không binh khí gặp nhau. Diệp Thần nói, chỉ cần tiền bối không cùng ta làm khó, ta tự nhiên cũng sẽ không xúc phạm tiền bối. Hắn lời nói này nói rất chân thành, Tiêu Tinh Hà sau khi nghe, lần nữa ngẩn người, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế một mực nói ngươi là lớn ung thư, so tâm ma ung thư còn đáng sợ hơn trăm lần, nhưng hôm nay gặp nhau, ta xem vậy cũng chưa chắc. Diệp Thần nói, ta tự nhiên không phải ung thư. Tiêu Tinh Hà một tiếng. Ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư chút gì, cuối cùng lấy ra một tấm phủ chiếu, giao cho Diệp Thần, nói, cái này luân hồi phủ chiếu ngươi cầm. Diệp Thần tiếp lấy phủ chiếu, phát hiện phủ chiếu bên trên, in luân hồi hai chữ, nhất thời nhướng mày một cái, nói, đây là cái gì? Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy tự thân huyết mạch, cùng phù này chiếu có cực lớn liên lạc. Tiêu Tinh Hà nói, là luân hồi thiên kiếm phủ chiếu. Diệp Thần bữa cảm thấy kinh ngạc. Nói, Luân Hồi Thiên Kiếm phủ chiếu. Luân Hồi Thiên Kiếm, chính là truyền thuyết bên trong, xếp hạng thứ nhất thiên kiếm, lực sát thương đáng sợ nhất, cái khác thiên kiếm mũi nhọn, cộng lại cũng không có Luân Hồi Thiên Kiếm lợi hại. Cái này cầm thiên kiếm, cho tới bây giờ không có người có thể chấp trưởng, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không cách nào có được Luân Hồi Thiên Kiếm đồng ý. Nó quá thần bí đến thế gian không người biết. Thần bí đến vạn thế cường địch đều không có hết sức tham lam. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu chống đỡ cười cười nha, mọi người muốn thấy được Diệp Thần chấp trưởng Luân Hồi Thiên Kiếm sao? Tiêu Tinh Hà nói, không sai. Ngươi cầm phù này chiếu, nếu như Luân Hồi Thiên Kiếm xuất thế, ngươi liền sẽ cảm ứng được, ngươi muốn ở Thái Thượng Thế Giới đặt chân, phải chấp trưởng Luân Hồi Thiên Kiếm, nếu không một con đường chết, không bắt được Luân Hồi Thiên Kiếm trước, ngươi không nên nghĩ phi thăng Thái Thượng. Diệp Thần cao mày nói, Luân Hồi Thiên Kiếm, không phải ở Thái Thượng Thế Giới sao? Ta không phi thăng, làm sao bắt được? Tiêu Tinh Hà nói, không phải, Luân Hồi Thiên Kiếm đã mất rơi vào Hắc Ám Cấm Hải, ngươi tại phi thăng trước, nhất định phải đi Hắc Ám Cấm Hải một chuyến, tìm được trước Luân Hồi Thiên Kiếm, thanh kiếm kia, là dùng ngươi thiên đế cốt đúc thành, cái này thế gian, chỉ có ngươi có thể chấp trưởng. Diệp Thần trong lòng rét một cái,
vậy Hắc Ám Cấm Hải là ma tổ vô thiên địa bàn, cựu Nhật Minh thế lực liền cắm rễ ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong. Tiền bối, ngươi đang bố trí, ngươi vẫn là muốn ta chết? Diệp Thần trầm giọng nói. Tiêu Tinh Hà ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi đạo tâm thành khẩn, ta rất là cảm động, ta tin tưởng ngươi không phải ung thư, cũng không có nô dịch vạn giới ý, nhưng huyết mạch ngươi thật đáng sợ, vì lợi ích vĩnh hằng, ta không thể không đề phòng, ta thừa nhận, ta đúng là vẫn là muốn ngươi đi chết. Diệp Thần cười khổ nói, thái thượng thế giới, cuối cùng không tha cho ta. Tiêu Tinh Hà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm cầm trung lập, ta hứng thú chỉ ở đúc kiếm luyện khí, đối với hùng đồ phách nghiệp không có hứng thú chút nào, chỉ là vũ hoàng cổ đế quá mạnh mẽ, ngươi trực tiếp phi thăng, rất dễ dàng bị hắn giết chết, cho nên nhất định phải trước thời hạn bắt được luân hồi thiên kiếm, mới có đối kháng vạn khư cơ hội. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi muốn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, để cho ta và vũ hoàng cổ đế lưỡng bại câu thương. Tiêu Tinh Hà nói, có thể như thế nói, tốt nhất các ngươi hai cái đều chết hết, vậy thế giới liền thanh tĩnh, ta có thể an tâm luyện khí, cũng không ai sẽ tới quấy rầy ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói coi như ta và vũ hoàng cổ đế chết, còn có người khác tranh phong lên chức, chỉ sợ thiên hạ vĩnh viễn không thái bình. Tiêu Tinh Hà khoát tay một cái, nói chỉ cần các ngươi hai cái chết, thiên hạ kia tới giữa, liền không người có thể uy hiếp được ta tồn tại, ta lại có sợ gì. Hắn lời nói này, giọng tuy bình thản, nhưng vô cùng cái tự tin, tựa hồ toàn bộ thiên hạ, trừ vũ hoàng cổ đế và luân hồi chi chủ bên ngoài, hắn ai cũng không coi trọng. Diệp Thần nói, vậy ma tổ vô thiên đâu? Tiêu Tinh Hà nói, ma tổ vô thiên tuy lợi hại, nhưng khí vận chưa đủ, trừ phi hắn có thể hồi phục cựu Nhật chi chủ, xây lại năm xưa hệ thống, nếu không hắn khí vận không đủ, giết không chết ta, ta cần gì phải sợ hắn? Diệp Thần âm thầm gật đầu. Xem ra ma tổ vô thiên thực lực, cùng giống vậy thiên quân lão tổ tương đương, nếu như không cách nào hồi phục cựu Nhật chi chủ mà nói, tự nhiên không thể nào chiến thắng Tiêu Tinh Hà, hai bên là lực lượng tương đương, ai cũng trấn áp không được ai. Tiêu Tinh Hà nói, tốt lắm, ta thời gian không nhiều lắm, lính của ta tự quyết, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, ta tin tưởng ngươi thiên phú, tóm lại, ngươi trước khi phi thăng, phải tìm được luân hồi thiên kiếm, nhớ lấy, không có thanh kiếm này, ngươi đạo cốt không hoàn toàn. Tuyệt đối không cách nào chống lại vũ hoàng cổ đế. Nói xong, Tiêu Tinh Hà bàn tay vung lên, mở ra một cái đặc thù tu luyện không gian. Ở trong cái không gian này, thời gian cơ hồ đình trệ, ở bên trong lưu lại một năm, ngoại giới chỉ trải qua một nén hương thời gian. Hắn rất tin tưởng Diệp Thần thiên phú, suy nghĩ một năm thời gian, vậy đủ Diệp Thần lĩnh ngộ binh tự quyết. Hết thảy giao phó thỏa đáng, Tiêu Tinh Hà thân thể, dần dần nhạt đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ngây tại chỗ, bừng tỉnh thất thần. Luân hồi thiên kiếm vật liệu bên trong, có một khối luân hồi chi chủ thiên đế cốt, Tiêu Tinh Hà nói không sai, chỉ có chấp trưởng luân hồi thiên kiếm, Diệp Thần đạo cốt mới tính nguyên vẹn, mới có thể có đầy đủ khí vận, đi đối kháng vũ hoàng cổ đế. Luân hồi thiên kiếm sao? Được, một ngày nào đó, ta sẽ bắt được thanh kiếm kia. Diệp Thần thu hồi phù chiếu, trong lòng âm thầm quyết định. Luân hồi thiên kiếm, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá, bây giờ còn chưa đến tìm luân hồi thiên kiếm thời điểm. Dẫu sao, luân hồi thiên kiếm núp ở Hắc Ám Cấm Hải, mà Hắc Ám Cấm Hải là ma tổ vô thiên địa bàn, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, rõ ràng không phải ma tổ vô thiên địch thủ. Trước đây ma tổ vô thiên dưới quyền Karura hộ pháp, đuổi giết thân đồ Uyển Nhi, Diệp Thần cùng đối phương đánh nhau, đã cùng cựu Nhật Minh kết thù, khó mà xóa bỏ. Tương lai cùng ma tổ vô thiên, chỉ sợ vậy không tránh được đánh một trận. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện tương lai nói sau. Việc cần kíp, là tu luyện binh tự quyết. Diệp Thần lúc này bước vào Tiêu Tinh Hà mở ra tu luyện không gian, quả nhiên phát hiện thời gian pháp tắc gần như đình trệ, vô cùng kỳ diệu. Có thể ở địa tâm vực loại địa phương này, mở ra một cái đặc thù tu luyện không gian, có thể gặp Tiêu Tinh Hà lợi hại. Diệp Thần lúc này ngồi xếp bằng xuống, học hỏi binh tự quyết bia đá, cẩn thận cảm ngộ trong đó diệu pháp. Đại Phạm Thiên 9 tầng chí tôn công, lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước. Binh giả, thần binh lợi khí vậy. Binh tự quyết, là đúc binh khí hay pháp. Trên tấm bia đá, vậy binh tự quyết tu luyện pháp môn, vô cùng thâm ảo phức tạp. Thật may, Diệp Thần thiên phú cực cao, hơn nữa nội tình thâm hậu, vậy đủ để lĩnh ngộ.
hắn phỏng đoán tối đa một tháng thời gian, là được đem binh tự quyết cảm ngộ thấu triệt. Lập tức Diệp Thần ngưng thần tu luyện binh tự quyết, dần dần tiến vào trạng thái vong ngã. Cùng lúc đó, ngoại giới, nữ hoàng thiên cung. Nữ hoàng thiên cung bầu không khí, lộ vẻ được có chút kiềm chế. Bởi vì, trước đây Long Uyên thiên kiếm tranh đoạt chiến, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất quá mức thảm trọng, liền thần La thiên kiếm cũng mất đi mũi nhọn, tự thân tiềm lực vậy cố định ở chém ra 81, không đạt tới thiên quân tư, ý nghĩa tương lai toàn bộ nữ hoàng thiên cung, đều là khó khăn trùng trùng. Muốn vãn hồi cái này tổn thất, chỉ có thể trở về địa tâm vực thử vận khí một chút. Địa tâm vực linh khí đậm đà, hơn nữa cơ duyên kỳ ngộ, xa so vực ngoại phong phú. Hiện tại nữ hoàng thiên cung bên trong, một ít nồng cốt nhân vật cao tầng, đã biết Huyền Cơ Nguyệt muốn trở lại địa tâm vực kế hoạch. Nữ hoàng trong đại điện, Huyền Cơ Nguyệt ngồi ở ngai vàng bên trên, mặt đầy tiều tụy vẻ. Ở nàng tọa hạ, ba đạo thân ảnh hầu hạ trước, là thiên hoàng địa lão bên trong thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vô kỵ, lão Phật Kim Bằng. Thiên hoàng địa lão bốn lớn thú bảo vệ bên trong, không ngừng tiêu diệt, thậm chí có chút từng bị Diệp Thần chu diệt, nhưng Huyền Cơ Nguyệt như cũ có biện pháp đem tu bổ nặng luyện, những thứ này đều là Huyền Cơ Nguyệt tâm phúc. Ban đầu, cái nãy thiên hoàng địa lão bốn lớn thú bảo vệ, là Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt, tiêu hao tự thân bổn mạng máu tươi đúc, bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt thực lực đột phá, luân hồi mệnh vận ban phúc, bọn họ vậy sẽ đi theo trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt bước vào trăm gia cảnh, thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vô kỵ, lão Phật Kim Bằng ba người, vậy đi theo trở nên mạnh mẽ, tu vi cũng đạt tới quá chân cảnh tầng 8 trời, quả thực không thể khinh thường. Ta chuẩn bị trở lại địa tâm vực một chuyến, các ngươi ai cùng ta đi, ai ở trong cung đóng giữ. Huyền Cơ Nguyệt nhìn thiên tâm kiếm điệp ba người, hơi có chút mệt mỏi nói. Thiên tâm kiếm điệp ba người chố mắt nhìn nhau, bọn họ đã ở Huyền Cơ Nguyệt trong miệng, biết được liền địa tâm vực sự việc. Địa tâm vực cường giả rất nhiều, cao thủ như mây, đặc biệt là tài quyết thánh đường, nội tình lại là thâm hậu, nếu như bước vào địa tâm vực, một khi bị tài quyết thánh đường phát hiện, đó chính là chết. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt là huyền gia thiên chi kiều nữ, tài quyết chi chủ không thể nào thả qua nàng. Thiên tâm kiếm điệp nói, nữ hoàng đại nhân, thật phải đi về địa tâm vực sao? Liền không có biện pháp nào khác, vậy địa tâm vực, dù sao không phải là chúng ta địa bàn, cuộc sống không quen, gia tộc ngươi sớm bị xúc diệt, khí vận đoạn tuyệt, chỉ sợ cũng coi là trở về, vậy không có được chỗ tốt gì. Huyền Cơ Nguyệt nói, hôm nay là nguy cấp tồn vong thu, coi như địa tâm vực nguy hiểm, vậy phải trở về một chuyến, ta biết có một cái tinh không cổ đạo, có thể trở lại địa tâm vực, tuy nói sau lưng có vô vô thiên thư bảo vệ, nhưng ta là mệnh vận đứng đầu, muốn đến hắn cũng không dám cố ý gây khó khăn. Dừng một chút, Huyền Cơ Nguyệt trong tròng mắt dần dần ngưng tụ ra thần thái, nói thôi, các ngươi ba cái cũng cùng ta đi, không cần để lại. Thiên tâm kiếm điệp ba người thất kinh, nói, nữ hoàng đại nhân, chúng ta đều đi địa tâm vực sao? Không có ai ở trong cung đóng giữ, chỉ sợ không đè ép được khí vận. Thiên hoàng địa lão là Huyền Cơ Nguyệt hạch tâm dưới quyền, nàng ngày thường đi ra ngoài, rất ít đem người toàn bộ mang đi, bởi vì muốn lưu người ở trong cung, trấn thủ đạo tràng phong thủy khí vận. Nhưng lúc này, Huyền Cơ Nguyệt nhưng quyết định, đem thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vô kỵ, lão Phật Kim Bằng toàn bộ mang đi. Ba người dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là bình tĩnh hình dáng, nói. Không cần phải để ý đến trong cung, chỉ cần có thể lần nữa trấn hưng ta Huyền gia, bất cứ giá nào đều đáng giá được. Y nói, nàng là quyết định coi như bỏ qua hết thảy, cũng phải trở lại địa tâm vực, đoạt lại nàng đã từng có đồ. Thiên tâm kiếm điệp ba người nội tâm rung động, nhưng thấy Huyền Cơ Nguyệt cái này quyết tuyệt hình dáng, bọn họ cũng không có lại khuyên gì, đồng nói, hết thảy nghe nữ hoàng đại nhân phân phó. Huyền Cơ Nguyệt chăn thủ nhẹ một chút, nói, lên đường đi. Lúc này mang thiên tâm kiếm điệp ba người, đi địa tâm vực. Địa tâm vực bên trong, Diệp Thần ở đó tu luyện trong không gian, đã độ hơn một năm thời gian. Cái này phiến tu luyện không gian, là kiếm thần lão tổ tự tay chế tạo, thời gian pháp tắc đặc biệt kỳ diệu, Diệp Thần tuy độ hơn một năm, nhưng bên ngoài chỉ là đi qua một nén hương thôi. Cái này một năm thời gian, Diệp Thần đã đem binh tự quyết, hoàn toàn tu luyện thành công. Thật ra thì lấy hắn thiên phú nội tình. Một tháng là đủ rồi, tiêu phí một năm, là củng cố tạo hóa ý, dù sao bên ngoài cũng chỉ là đi qua một nén hương thời gian thôi.
Cái này một nén hương thời gian trôi qua, tu luyện không gian hoàn toàn vỡ nát, Diệp Thần đi ra ngoài, nhưng gặp hắn cả người thần hy tách thả ra, như nước thủy triều như biển, các loại thần hy cổn đáng, diễn hóa thành đao thương kiếm kích, chiến phủ chiến trùy vân. Vân thần binh lợi khí kỳ voi. Đây là binh tự quyết tu luyện viên mãn sau đó, đản sanh ra ngàn binh thở mạnh voi. Rất tốt, rốt cuộc lĩnh ngộ thấu triệt. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm mừng rỡ không thôi. Đi qua một năm cảm ngộ, hắn đã hoàn toàn sở thấu binh tự quyết biến hóa, tự thân nguyên thuật tu vi, cũng là lớn lớn tăng lên. Đây là Diệp Thần cảnh giới tu vi, đã đạt đến còn thật cảnh tầng 2 thiên điểm giới hạn, đã sắp đột phá đến 3 tầng thiên. Hắn tu vi tấn thăng, cực kỳ khó khăn, cái này binh tự quyết có thể để cho hắn thấy đột phá hy vọng, đã là cường hãn vô cùng tồn tại. Binh tự quyết là đệ nhất thiên hạ luyện khí chi pháp, chủ yếu là phân chia bể binh, tụ binh, đúc binh, nhúng binh bốn cái trình tự. Bể binh, chính là nghiền vật liệu, đem luyện khí vật liệu đánh nát, binh tự quyết ẩn chứa bể binh pháp, liền luân hồi chi chủ thiên đế cốt đều có thể nghiền nát, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Tụ binh, chính là ngưng tụ vật liệu, chế tạo binh khí pháp bảo phôi thai. Đúc binh, cần đem binh khí phôi thai đúc thành hình, cái này là một bước khó khăn nhất, hơi lơ là, đúc vật liệu lập tức biến mất. Nhúng binh, đây là sau cùng trình tự, tức rèn luyện binh khí, hội tụ khí vận, đây là một bước cuối cùng, cũng là thủ pháp đơn giản nhất một bước, chỉ phải có đầy đủ nhúng binh vật liệu liền có thể. Nhưng là, nếu như không có đủ cường đại nhúng binh vật liệu, binh khí không cách nào hội tụ khí vận, ngang hàng phàm thiết, không đạt tới thần binh lợi khí sát thương hiệu quả. Năm đó thập đại lão tổ, vì bảo đảm thiên kiếm ra lò, bị buộc cầm ra cựu Nhật chi chủ hồn phách, dùng cựu Nhật chi chủ hồn phách nhúng binh, tiêu phí cực kỳ đắt tiền, giá phải trả cực kỳ to lớn. Có thể tưởng tượng được, muốn tạo ra chân chính cao nhất thần binh, thái thượng thần khí, cần phải tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Nếu như cựu Nhật chi chủ hồn phách có thể lưu tích chữ, có thể đem chiếm đoạt, từ đó theo dõi đến ngày cũ bảo vị trí cất giữ, thậm chí tìm được trong truyền thuyết còn dư lại thiên võ ngọa long kinh. Ta nắm giữ binh tự quyết, chỉ cần cho ta đầy đủ vật liệu, ta có thể rèn luyện hoang ma thiên kiếm, đem thanh kiếm này hoàn toàn đào tạo đến đỉnh cấp. Diệp Thần trong lòng tính toán, rất là hưng phấn. Hoang ma thiên kiếm còn thiếu chút nữa, không có hoàn toàn thành hình, nhưng Diệp Thần nắm giữ binh tự quyết, dựa vào binh tự quyết ảo diệu thủ pháp, đủ để đem hoang ma thiên kiếm rèn luyện đến trạng thái viên mãn. Bất quá, điều này cần đủ quá cường hãn vật liệu, Diệp Thần trên đầu, tạm thời không có thích hợp vật liệu. Luân hồi chi chủ, ngươi lĩnh ngộ binh tự quyết. Một đạo tràn đầy kinh ngạc và rung động thanh âm vang lên. Nhưng gặp Tiêu Khinh Nhan bước chân ngự gió, từ bên ngoài đi vào. Là Diệp Thần trên mình ngàn binh thở mạnh voi, hấp dẫn nàng. Tiêu Khinh Nhan cũng không biết Diệp Thần cùng kiếm thần lão tổ nói chuyện, cho nên, nàng căn bản không biết thật ra thì Diệp Thần đã tu luyện một năm, còn lấy là chỉ là ngắn ngủi đi qua một nén hương thời gian thôi. Nói cách khác, ở nàng trong lòng, Diệp Thần ngang hàng là ngay tức thì lĩnh ngộ binh tự quyết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thiên phú cùng nội tình, thậm chí không thể dùng thế gian lời nói tới hình dạng. Diệp Thần khẽ cười nói, làm sao, rất kinh ngạc sao? Tiêu Khinh Nhan nói, người quả nhiên là thiên hạ vô song. Suy nghĩ một chút nữa, và ta cùng nhau song tu đi, ta thua thiệt một chút, làm ngươi lò, cung cấp ngươi thải âm bổ dương. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Thần thiên phú, còn có tương lai tiềm lực. Tuyệt đối sẽ vượt qua tài quyết chi chủ, thậm chí vượt qua ngày xưa vạn khư lão tổ. Hơn nữa, Diệp Thần còn được nàng Tiêu gia tổ tiên xem trọng, nàng chỉ muốn đi theo Diệp Thần, thậm chí cam nguyện làm cái lò, cung cấp Diệp Thần thải bổ vậy nguyện ý. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cái này tóc trắng ma nữ, nhớ không quên vẫn là muốn cùng hắn song tu. Bất quá, hắn biết cái này tóc trắng ma nữ, tính tình ngang bướng, nếu như bị nàng dây dưa tới. Sợ rằng khó mà giải quyết tốt. Sau này hãy nói đi, ta đi trước. Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ Mạc Hàn Hy, Lâm Thiên Tiêu, Hồng Hân các người, không biết bọn họ đi đầu dựa vào Phong gia, kết quả có thuận lợi hay không. Diệp Thần đã đáp ứng Mạc Hàn Hy, cùng sự việc giải quyết sau đó, đi liền Phong gia tổ địa một chuyến. Hiện tại binh tự quyết tu luyện viên mãn, nơi đây nhân quả đã xong, Diệp Thần tự nhiên không thể thất ước. Lập tức Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan nói tạm biệt, rời đi Tiêu gia tổ địa, đi Lưu Ly bảo địa. Lưu Ly bảo địa,
chính là Phong gia tổ địa, truyền thuyết có hoàng đế thần thụ bảo vệ. Diệp Thần suy diễn thiên cơ, phong tỏa lưu ly bảo địa vị trí, lúc này bay vút đi. Mà thiên cơ cảm ứng dưới, hắn nhưng phát hiện, tựa hồ Mạc Hàn Hy các người, không quá thuận lợi, không có thể đi vào lưu ly bảo địa. Bị trận ở ngoài cửa sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, trong lòng cảm thấy lo âu, lúc này tăng thêm tốc độ. Không cần thiết nửa ngày thời gian, Diệp Thần rốt cuộc đi tới Phong gia tổ địa. Phong gia tổ địa, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, là một phiến sáng mở nhô lên thiên đường trên đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ. Thần thụ kia do như lưu ly vậy, toàn thân sạch sẽ, ánh chiếu ánh mặt trời tràn ra ảo mộng vậy ánh sáng màu, vô cùng lộng lẫy xinh đẹp. Nơi này, chính là trong truyền thuyết lưu ly bảo địa, thần thụ kia chính là hoàng đế thần thụ. Hoàng đế thần thụ, hàm chứa vô cùng là đậm đà mậu thổ tinh khí, có thể xem Diệp Thần mậu thổ nguyên phù như vậy, sáng lập ra vô cùng kiên cố phòng ngự. Chỉ gặp toàn bộ lưu ly bảo địa, cũng bao quanh một tầng vàng nhạt kết giới vòng bảo vệ, đang là có tầng này kết giới vòng bảo vệ, Phong gia mới không có bị tài quyết thánh đường chiếm lĩnh. Thật ra thì, cho dù là ở thái cổ trong hạo kiếp, Phong gia cũng chưa chắc sẽ bị tiêu diệt, bởi vì hoàng đế thần thụ lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Coi như tài quyết chi chủ cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhưng tiếc là, vô luận lại pháo đài kiên cố, đều có thể từ bên trong phá vỡ. Nghe nói Phong gia ra một phản đồ, bán đứng Phong gia, đưa đến Phong gia bị xúc diệt, chỉ còn lại một phần nhỏ hậu duệ, núp ở lưu ly bảo địa bên trong, kéo dài hơi tàn. Ngày thường, Phong gia rất ít lộ mặt, không giống Mạc Hồng Lâm ba tộc như thế sống động, bọn họ là ẩn cư trạng thái. Diệp Thần đi tới lưu ly bảo địa bên ngoài, nhưng gặp Mạc Hàn Hy, Hồng Hân, Hồng Huyên, Lâm Thiên Tiêu các người, quả nhiên bị trận ngoài cửa, cũng không có thể vào, bị Phong gia an trí ở một tòa bầu trời trên đảo biệt lập. Bầu trời cô đảo bên trong, Mạc Hàn Hy vừa nhìn thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên, Diệp đại ca, ngươi tới. Đám người thấy Diệp Thần tới, vậy rối rít thi lễ hỏi thăm sức khỏe, chỉ có Hồng Hân sắc mặt hờ hững. Yên lặng ngồi ở trên một tảng đá xanh. Diệp Thần đi tới Mạc Hàn Hy bên người, hai người ôm một tí, sau đó Diệp Thần hướng Mạc Hàn Hy ra hỏi nói, Mạc lão tiên sinh, thế nào, Phong gia không cho chúng ta đi vào sao? Mạc Hoàng Tể một tiếng thở dài, nói, vậy hai cái chị em xanh đôi nói, Hoàng đế thần thụ linh khí chưa đủ, không cách nào chứa chúng ta, đem chúng ta trận ngoài cửa. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói cái gì chị em xanh đôi? Mạc Hoàng Tể nói, chính là Phong gia hai vị thánh nữ, tỷ tỷ kêu Phong U Ly, muội muội kêu Phong U Nguyệt, các nàng nói, chứ không phải chúng ta có thể tìm được một cái cường hãn luyện khí sư, rèn luyện hoàng đế thần thụ, lớn mạnh linh khí, nếu không các nàng không cho phép chúng ta đi vào. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên nói, cần một cái luyện khí sư sao? Hắn mới vừa lĩnh ngộ binh tự quyết, luyện khí thành tựu đột nhiên tăng mạnh, không nghĩ tới như thế vừa vặn, thì có mở ra tay nghề cơ hội. Thật là thiên cơ trùng hợp. Mạc Hoàng Tể nói, đúng vậy, ta đã phát ra phi kiếm truyền thư, liên lạc mấy cái tinh thông luyện khí bạn cũ, nhưng chậm chạp không thu được trả lời, chỉ sợ bọn họ đã gặp phải tài quyết thánh đường độc thủ. Lần này tài quyết thánh đường làm khó dễ, lưu độc sâu xa, trừ phi thiên quân thế ra người, còn có rất nhiều không muốn khuất phục người tu luyện, vậy tất cả bị tài quyết thánh đường giết chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Xem ra ở hắn sau khi rời đi trong cuộc sống, địa tâm vực đích xác là gió tanh mưa máu. Luyện khí chi pháp, ta cũng biết, không bằng. Diệp Thần đang muốn xin đi, nhưng bỗng nhiên thấy lưu ly bảo địa kết giới mở ra, có hai thiếu nữ ngự gió bay ra. Cái này hai thiếu nữ, ngũ quan mi mục như họa, một bộ sở sở làm người hài lòng hình dáng, da thịt trắng noãn thấu rõ, xinh được tươi đẹp thoát tục, hơn nữa bọn hắn tướng mạo, lại là giống nhau như đúc. Liền giống như là một cái khuôn bên trong khắc ra vậy, khóe miệng đều có một nốt ruồi nhỏ, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, xinh đẹp cười khẽ gian, bình thêm mấy phần kiều mị. Hiển nhiên, cái này hai thiếu nữ, là chị em xanh đôi. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua như thế tương tự xanh đôi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này hai cái xanh đôi, muốn đến chính là Mạc Hoàng Tể nói, Phong gia hai vị thánh nữ, Phong U Ly cùng Phong U Nguyệt. Luân hồi chi chủ, là ngươi tới chưa? Hai cái chị em xanh đôi, giống như là thần giao cách cảm vậy, đồng thời mở miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần, trong mắt mang sùng bái ngưỡng mộ ý.
Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, là ta, hai vị là. Chúng ta là Phong gia thánh nữ. Ta kêu Phong U Ly, là tỷ tỷ. Ta kêu Phong U Nguyệt, là muội muội. Hai tỷ muội mở miệng, giọng nói kiều thúy như châu rơi, rất là êm tai dễ nghe. Chúng ta phụng đế quân mệnh lệnh, vạn cổ tới nay chờ đợi luân hồi chi chủ, ngày hôm nay rốt cuộc đến khi ngươi pháp giá. Luân hồi chi chủ, ngươi mau vào đi. Hai tỷ muội một lời, lộ vẻ được vô cùng hưng phấn, các nàng không chỉ là tướng mạo giống nhau, liền thanh âm nói chuyện đều giống nhau, hai người nói chuyện, nghe hình như là một người nói, vô cùng kỳ diệu. Diệp Thần nghe được hai tỷ muội mời, ngẩn ngơ, nói ta có thể đi vào. Ly Nguyệt hai nữ nói, đúng nha, luân hồi chi chủ, ta lưu ly bảo địa địa phương đơn sơ, xin ngươi hãy không nên chê. Diệp Thần chỉ Mạc Hàn Hy các người, nói, vậy bọn họ đâu? Ly Nguyệt hai nữ nói, luân hồi chi chủ, chân thực ngại quá, bọn họ không được, hoàng đế thần thụ không bảo vệ được nhiều người như vậy, luân hồi chi chủ, ngươi là đế quân tiên đoán phá cuộc người, chỉ có ngươi có thể cứu vãn ta Phong gia nguy nan, mời ngươi đi vào tụ họp một chút. Còn như ba tộc người, luân hồi chi chủ ngươi thần thông quảng đại, nếu là có thể tráng đại hoàng đế thần thụ linh khí, bọn họ tự nhiên có thể đi vào. Mạc Hàn Hy các người nghe được Phong gia chỉ mời Diệp Thần, bỏ mặc đám người sống chết, trong lòng tức giận, nhưng cái này hai cái chị em sanh đôi, sinh được quá mức thanh thuần đáng yêu, người người thấy đều thích, lại để cho nhân khí không đứng lên. Diệp Thần trầm tư một hồi, quay đầu hướng Mạc Hàn Hy các người nói, ta đi vào trước xem, Hàn Hy, Mạc lão tiên sinh, các ngươi ở chỗ này chờ chút. Mạc Hàn Hy không biết làm sao, cũng chỉ có thể gật đầu. Lập tức Diệp Thần đi theo Ly Nguyệt hai nữ, tiến vào lưu ly bảo địa. Hai cô gái mời Diệp Thần sau khi tiến vào, lập tức đóng cửa kết giới, cấm chỉ người ngoài bước vào. Không biết hai vị thánh nữ mời ta, có chuyện gì quan trọng thương lượng. Diệp Thần cùng Ly Nguyệt hai nữ đi ở lưu ly bảo địa bên trong, vậy hoàng đế thần thụ lá cây ở trong gió phiêu vũ, hoàng kim vậy rực rỡ lá cây, thật như lưu ly vậy thấu rõ, như mộng như ảo. Phong U Ly, Phong U Nguyệt hai tỷ muội, trong tròng mắt đều mang vô cùng ngưỡng mộ thần sắc, sùng bái nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tu vi, tuy chỉ có còn thật cảnh tầng 2 trời, nhưng khí chất khác với người thường, đặc biệt là luyện thành binh tự quyết sau đó, nguyên thuật tu vi nghịch thiên tiến bộ, hắn giơ tay nhấc chân gian, đã có hơn người tự nhiên phong tư, hơn nữa luân hồi huyết mạch bộc phát cường đại hấp dẫn mị lực, đủ để làm thế gian mỗi một người cô gái say mê. Luân hồi chi chủ, ngươi cùng chúng ta tới. Ly Nguyệt hai nữ kéo Diệp Thần, đi tới lưu ly bảo địa sau núi, nơi này thờ phụng một tòa pho tượng to lớn. Đây là... Diệp Thần nhìn trước mắt pho tượng, hơi cảm thấy kinh dị, trong phảng phất cảm thấy một cổ to lớn chèn ép tấn công tới. Ly Nguyệt hai nữ nói, là chúng ta Phong gia tổ tiên, Phong đế quân tượng thần. Phong đế quân. Diệp Thần thấp giọng líu díu, nhất thời bắt được thiên cơ. Phong đế quân, chính là viễn cổ thập đại lão tổ. Phong gia lão tổ, tên hắn liền kêu đế quân. Thập đại lão tổ tên thật, có mênh mông khí phách, từ tên chữ liền nhìn ra bọn họ bất phàm. Thí dụ như Vạn Khư lão tổ, tên thật kêu Vũ Hoàng Cổ Đế. Tiêu gia lão tổ, tên thật kêu Tiêu Tinh Hà. Mà Phong gia lão tổ, tên thật kêu Phong Đế Quân, xem tên chữ cũng biết là nhân vật lớn, nếu như đủ thành kính, thuật lại bọn họ tên thật, thậm chí có thể lấy được Thái Thượng Ban Phúc. Ở thập đại lão tổ bên trong, Phong gia lão tổ tu luyện mậu thổ phương pháp, thần bảo vệ thông đệ nhất thiên hạ, liền Vũ Hoàng Cổ Đế đều không cách nào ở ngàn chiêu bên trong, công phá hắn phòng ngự. Mà Phong gia lão tổ thiên quân tôn hào, tên là Minh Vương Thiên Quân, lấy Phật gia bất động Minh Vương ý, đại biểu nhất vô thượng thần thánh bảo vệ. Năm đó Thái Cổ Hạo Kiếp, bằng vào Phong gia phòng ngự, nếu như không phải là gia phản đồ, tài quyết thánh đường không thể nào công diệt Phong gia. Diệp Thần nói, các ngươi Phong gia lão tổ, nói ta là phá cuộc người. Phá cuộc người cái này ba chữ, Diệp Thần mới tới địa tâm vực thời điểm, liền nghe Mạc gia đề cập tới. Xem ra, không chỉ là Mạc gia tổ tiên, liền Phong gia tổ tiên, vậy cho rằng Diệp Thần là phá cuộc người. Ly Nguyệt hai nữ gật đầu liên tục, nói, ừ, đúng vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi chính là phá cuộc người, không có sai, chúng ta vừa nhìn thấy ngươi. Giống như thấy được trên trời thần đế hạ xuống, trong bóng tối dâng lên thái dương, cầu ngươi chấp trưởng ta Phong gia đạo thống, dẫn ta Phong gia đối kháng thánh đường, phi thăng thái thượng.
Nói xong, Ly Nguyệt hai nữ yêu kiều quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, lại muốn mời Diệp Thần chấp trưởng Phong Gia đạo thống. Diệp Thần thất kinh, cũng không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, đối phương lại có thể sẽ đem đạo thống đưa lên. Hai vị thánh nữ mau mau xin đứng lên. Diệp Thần vội vàng đem hai tỷ muội đỡ dậy, tự nhiên chẳng muốn tùy tiện dính lớn nhân quả. Ly Nguyệt hai nữ nói, đế quân đại nhân đã sớm truyền xuống pháp dụ, bảo chúng ta chờ luân hồi chi chủ đại giá ngươi đến chơi, chỉ cần ngươi tới một cái, liền đem đạo thống ủy thác cho ngươi, chúng ta hai tỷ muội đều là ngươi người làm, đời này thành tâm thành ý phục vụ ngươi. Diệp Thần nhất thời cười khanh khách, nói, hai vị thánh nữ nói đùa, ta có tài đức gì, làm sao có thể để cho các ngươi hầu hạ ta. Ly Nguyệt hai nữ nói, đế quân đại nhân năm xưa là luân hồi chi chủ kẻ địch, nhưng hắn hiện tại đã quyết định, hết sức phụ trợ luân hồi chi chủ, ủy thác đạo thống, là biểu thị thành ý, xin luân hồi chi chủ không nên chê. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nghĩ ngợi, Phong Gia lão tổ, trước kia là luân hồi chi chủ kẻ địch. Cẩn thận suy diễn thiên cơ, quả nhiên phát hiện đã từng là địch ý. Lúc đầu Phong đế quân, năm xưa cùng Vạn Khư lão tổ là đồng minh, cũng muốn tru diệt luân hồi chi chủ, nhưng sau đó phát hiện luân hồi thiên uy quá mức đáng sợ, nếu như đối kháng tiếp, chỉ là tự diệt vong. Cho nên, hắn quyết định đổ mâu, cùng Vạn Khư lão tổ xé rách ra mặt, quay lại nâng đỡ luân hồi chi chủ. Nếu như tương lai, Diệp Thần có thể hùng bá thái thượng thế giới, Phong đế quân chính là khai thiên công thần. Hiển nhiên, Phong đế quân ở đặt. Hắn đã từng đem tiền đặt cuộc, đè ở Vạn Khư lão tổ trên mình. Nhưng sau đó nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn quyết định điều chỉnh tiền đặt cuộc, đặt Diệp Thần. Cái loại này phương diện đánh cờ, đều là lợi ích, không tồn tại cái gì tình nghĩa. Bất quá Phong đế quân cái này hào đánh cuộc, cũng quá mức hung mãnh, so Mạc gia còn điên cuồng, hắn lại là dự định đem Phong gia đạo thống, tất cả đưa cho Diệp Thần. Cái này hai cái thanh thuần minh lệ thánh nữ, cũng là hắn để lại cho Diệp Thần lễ vật, có thể nói 10 phần thành ý. Đối mặt luân hồi chi chủ, thập đại lão tổ có mưu đồ, Vạn Khư là muốn xúc diệt, kiếm thần lão tổ là giữ trung lập, mà Phong đế quân là trực tiếp hào đánh cuộc, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần trên mình. Nếu như Diệp Thần quật khởi, hắn chính là luân hồi thiên quốc đệ nhất công thần. Diệp Thần rất dễ dàng liền suy tính đến tất cả lai lịch, rõ ràng Phong đế quân cố ý buông lỏng thiên cơ, chính là muốn để cho Diệp Thần cảm thấy được thành ý của hắn. Diệp Thần biết đối phương hào đánh cuộc, cũng thực rung động một cái. Hai vị thánh nữ, tiếp trưởng đạo thống chuyện, vẫn là chậm một chút nói sau, hiện tại ta muốn đi hoàng đế thần thụ bên kia xem. Diệp Thần cũng không có lập tức đáp ứng, bởi vì sau lưng tùy thuộc nhân quả, thực sự quá lớn. Luân hồi chi chủ, ngươi là muốn xem hoàng đế thần thụ sao? Hả, ngươi sau này là chủ nhân của chúng ta hẳn gọi ngươi tôn chủ. Tôn chủ, ngươi thần thông quảng đại, có thể có biện pháp tăng lên hoàng đế thần thụ linh khí. Ly Nguyệt hai nữ thanh âm trong trẻo, hì hì cười một cái, liền gọi Diệp Thần là tôn chủ, thái độ vô cùng cung kính ngưỡng mộ. Hai cô gái mang Diệp Thần, đi tới hoàng đế thần thụ dưới. Đứng ở hoàng đế thần thụ phía dưới, bởi vì thân cây quá mức to lớn, Diệp Thần không cách nào thấy thần thụ toàn cảnh, chỉ thấy trước mắt thân cây, tựa như một cây cự đại thông thiên hoàng kim cột, phía trên hiện đầy loang lổ dấu vết, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần đi tới hoàng đế thần thụ hạ, bàn tay đụng chạm thân cây, nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ hoàng đế thần thụ cấu tạo. Cái này hoàng đế thần thụ là thập đại thần thụ một trong, chính là pháp bảo. Diệp Thần binh tự quyết, là giữa thiên hạ lợi hại nhất luyện khí pháp môn, chỉ cần hắn chịu để tâm, binh khí gì pháp bảo cấu tạo, đều có thể ung dung thấy rõ. Ngưng thần học hỏi dưới, Diệp Thần phát hiện hoàng đế thần thụ nội hạch, đã sớm bị phá hủy, chỉ còn lại trước mắt vỏ ngoài. Dựa hết vào cái này vỏ ngoài, khí vận thiếu nghiêm trọng, không cách nào che chở bên ngoài ba tộc nhiều người như vậy. Ly Nguyệt hai nữ không để cho người ngoài đi vào, thật ra thì vậy không phải cố ý gây khó khăn, mà là Phong gia chân thực không chứa nổi nhiều người như vậy. Hai cô gái thấy Diệp Thần ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc, cung kính xuôi tay đứng ở bên cạnh, nên cũng không dám quấy rầy. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng một hồi, đã thăm dò hoàng đế thần thụ kết cấu, mở mắt ra, nói ta tinh thông luyện khí chi pháp, chỉ cần cho ta đầy đủ vật liệu, ta có thể tăng lên hoàng đế thần thụ linh khí. Ly Nguyệt hai nữ vừa nghe, nhất thời vui vẻ nói, tôn chủ, không biết ngươi cần gì vật liệu.
Diệp Thần nói, cần Tử Vi ngân hà linh thủy, các người phái người đi ra ngoài hướng Mạc gia hỏi một chút. Cái này một tí cảm ứng, Diệp Thần đã thấy rõ rõ ràng tất cả, chỉ cần dùng Tử Vi ngân hà linh thủy, rèn luyện hoàng đế thần thụ, đủ để tăng lên khí vận, cứ như vậy, liền có thể chứa ba tộc người. Ngày xưa Mạc gia cùng Hồng gia tranh nhau, cuối cùng Mạc gia đoạt được Tử Vi ngân hà, coi như bây giờ bị Thánh Đường chiếm đoạt, nhưng muốn đến Mạc gia vậy lưu còn có bộ phận linh thủy. Tử Vi ngân hà linh thủy, linh khí đặc biệt đậm đà, huyết thần chi nhiều hơn thu tương lai, rơi vào giả yếu, vậy là dựa vào Tử Vi linh thủy khôi phục. Được, ta ra đi hỏi một chút. Ly Nguyệt hai nữ bên trong, trong đó một nữ mở miệng, xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, cùng ngoài ra một nữ, lưu tại chỗ chờ. Diệp Thần ở một bụi rễ cây thượng tọa hạ, cô gái kia rất là khôn khéo, qua đưa cho hắn nặn vai đấm lưng. Không cần hầu hạ ta. Diệp Thần cảm thụ thiếu nữ bàn tay mềm mại nhiệt độ, không khỏi cười khổ một tí, phong đế quân lưu lại lễ vật, đích xác là cực phẩm, bất quá hiện tại Thánh Đường nguy cơ, hắn vậy không tâm tư gì hưởng thụ. Cô gái kia cười nói, tôn chủ, hầu hạ ngươi là phải làm. Diệp Thần nói, ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Cô gái kia nói, tôn chủ, ta là muội muội, ta bên trái khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, tỷ tỷ ở bên phải. Lúc đầu thiếu nữ này là muội muội Phong U Nguyệt, bởi vì hai tỷ muội sinh được đơn giản là giống nhau như đúc, Diệp Thần căn bản không cách nào phân biệt. Diệp Thần thiếu nói, phải không? Nhìn một chút nàng bên trái khóe miệng, quả nhiên có một nốt ruồi nhỏ, lần này là sẽ không lại nhận sai. Đợi một hồi, tỷ tỷ Phong U Ly trở về, thần sắc hơi ngưng trọng, hướng Diệp Thần quỳ xuống bẩm báo. Tôn chủ, Mạc gia lão thiên quân nói, Tử Vi linh thủy đã không có. Vốn là có tồn kho, nhưng toàn bộ đều bị Thánh Đường đoạt đi. Cái gì? Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói, rèn luyện hoàng đế thần thụ, nhất định phải Tử Vi ngân hà linh thủy. Ly Nguyệt hai nữ nói, phải dùng Tử Vi linh thủy sao? Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy. Hai cô gái lộ ra vẻ khó xử, nói Tử Vi ngân hà bị tài quyết Thánh Đường chiếm đoạt, trấn thủ ngân hà người, chính là đại trưởng lão Trần Vũ Kính. Cũng là ta Phong gia phản đồ. Nói xong lời cuối cùng, hai cô gái trong giọng nói lại mang một vẻ phẫn hận. Các ngươi Phong gia phản đồ. Diệp Thần ngẩn ra, không nghĩ tới Phong gia phản đồ, lại là Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong Trần Vũ Kính. Hai cô gái nói, không sai, năm đó Trần Vũ Kính họ gió, chính là ta Phong gia trưởng lão, sau đó phản bội đầu phục Thánh Đường, liền họ vậy sửa lại, cái này hèn hạ lão gia, đáng tiếc thực lực chúng ta chưa đủ. Không thể tự tay đem tay nhận. Diệp Thần nhướng mày một cái, Trần Vũ Kính là tài quyết Thánh Đường đại trưởng lão, thực lực cường hãn nhất, đồng thời kiêm tu Phong gia cùng Thánh Đường thần thông, vô cùng lợi hại. Nếu như có thể giết chết Trần Vũ Kính, cướp lấy hắn máu tươi hồn phách, rèn luyện Hoang Ma Thiên Kiếm, nói không chừng có thể để cho Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn, hoàn toàn đạt tới đỉnh cấp. Trong sâu thẳm, Diệp Thần phúc tới tâm linh, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Hiện tại Hoang Ma Thiên Kiếm, thiếu chút nữa không có thể đại viên mãn, thiếu một phần rèn luyện vật liệu, mà Trần Vũ Kính máu tươi hồn phách, nói không chừng chính là tốt nhất vật liệu. Các ngươi Phong gia phản đồ, lúc đầu chính là Trần Vũ Kính, vậy ta vì các ngươi giết hắn. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong ánh mắt sát khí dày đặc. Trần Vũ Kính thần thông tuy mạnh hãn, nhưng tu vi còn không đột phá trăm gia cảnh, chỉ là nửa bước trăm gia cảnh mà thôi. Hắn là bởi vì là kiêm tu Phong gia thần thông cùng Thánh Đường bí pháp, cho nên sức chiến đấu mới đặc biệt cường hãn. Nếu như ở trước kia, Diệp Thần có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện tại, hắn đã nắm giữ Minh Tự Quyết, có tuyệt đối chắc chắn, có thể đánh chết đối phương. Minh Tự Quyết, không chỉ là luyện khí, còn có thể giết người. Luyện khí bốn bước, bể binh, tụ binh, đúc binh, nhúng binh. Minh Tự Quyết bể binh phương pháp. Tên là Cửu Thiên Phá Toái Đạo, ẩn chứa chí cao vô thượng nghiền nghĩa sâu xa, tan biến thật rõ ràng, chỉ là môn thần thông này, liền có thể đem người nghiền nát. Tụ binh phương pháp, tên là Ồng Hoang Tụ Linh Chân rõ ràng, nếu như dùng làm đối địch, có thể đem địch nhân máu tươi nội tạng, toàn bộ nén tụ thành một đoàn, sống sờ sờ đem người đè ép mà chết, cực kỳ đáng sợ. Mà đúc binh phương pháp và nhúng binh phương pháp, vậy có chỗ kỳ diệu. Phạm Thiên Thần Công, là nổi danh lòe loẹt. Biến hóa đặc biệt lặp đi lặp lại, binh tự quyết là chín quyết một trong, mà chỉ là cái này binh tự quyết, bể binh tụ binh cùng các thủ đoạn,
vậy đủ để làm người ta hoa cả mắt. Nắm giữ Bình Tự Quyết, Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, có thể giết chết Trần Vũ Kính, thậm chí không cần trì hoãn quá lâu, 10 chiêu bên trong có thể giải quyết. Đây chính là Cửu Thiên Thần Thuật đáng sợ. Đây chính là Diệp Thần tự tin. Bình Tự Quyết mang cho hắn lột xác, là nghịch thiên vậy to lớn, sức chiến đấu có một cái chất bay vọt. Trước kia Diệp Thần nắm giữ, tối đa chỉ là giả thần thuật, chân chính Cửu Thiên Thần Thuật, vẫn là lần đầu tiên lĩnh ngộ. Ly Nguyệt hai nữ nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời đại hỉ, nói, tôn chủ, người nguyện ý thay chúng ta thanh lý môn hộ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, dù sao cũng là thuận tay, giao cho ta đi. Chỉ cần giết chết Trần Vũ Kính, liền có thể lần nữa đoạt lại Tử Vi Ngân Hà, bắt được Tử Vi Linh Thủy, tráng đại hoàng đế thần thụ linh khí. Hơn nữa, Trần Vũ Kính máu tươi hồn phách, Diệp Thần vậy rất có hứng thú, hắn cần một cái đủ cường đại linh hồn, dùng để rèn luyện Hoang Ma Thiên Kiếm. Ly Nguyệt hai nữ vô cùng cảm kích quỳ xuống, hướng Diệp Thần dập đầu, nói, đa tạ tôn chủ. Nếu như là phổ thông còn thật cảnh tầng hai thiên người tu luyện, nói muốn giết chết Trần Vũ Kính, vậy dĩ nhiên là ý nghĩ hảo huyền, nhưng đứng ở Ly Nguyệt hai nữ trước mặt, nhưng là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ Diệp Thần. Các nàng vô cùng sùng bái Diệp Thần, tin tưởng Diệp Thần có đủ thực lực, có thể thay Phong gia thanh lý môn hộ. Diệp Thần nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này thì lên đường. Ly Nguyệt hai nữ vội vàng nói, tôn chủ, đừng vội trước lên đường, người còn không biết ta Phong gia thần thông ảo diệu, cái gọi là biết người biết ta, mới khá trăm trận trăm thắng, chúng ta trước hướng người giải thích Phong gia thần thông bí ẩn chỗ, người cũng nhớ, lại đi đối phó vậy phản đồ, thì đơn giản rất nhiều. Trần Vũ Kính tinh thông Phong gia thần thông, Ly Nguyệt hai nữ lo lắng Diệp Thần không hiểu, đang chiến đấu sẽ thua thiệt. Cho nên, các nàng phải đem Phong gia thần thông nghĩa sâu xa, rõ ràng cùng Diệp Thần nói rõ ràng, như vậy thứ nhất, Diệp Thần lại đi cùng Trần Vũ Kính tác chiến, vậy thì ung dung nhiều. Cũng tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tuy đối với mình thực lực, vô cùng cái lòng tin, phàm là chuyện cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Dẫu sao, Trần Vũ Kính là tài quyết thánh đường đại trưởng lão, thần thông tuyệt không thể khinh thường, hơn nữa bên người thiên đường chiến tướng rất nhiều, Diệp Thần phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị những ngày đó quốc chiến đem, thánh đường sứ đồ, kết thành đại trận, vậy thì khó đối phó. Ta Phong gia thần thông, chủ yếu để ngừa thủ phản kích làm chủ, chú trọng mậu thổ dày thế, xúc thế đãi phát. Lập tức Phong U Ly, Phong U Nguyệt hai tỷ muội liền ở hoàng đế thần thụ hạ. Hướng Diệp Thần giảng giải Phong gia thần thông ảo diệu chỗ. Diệp Thần ngưng thần nghe, hắn thiên phú cực cao, vừa nghe liền hiểu. Vừa nghe nói, một bên cùng hai tỷ muội so tài, cùng luyện đến lúc trời tối, Diệp Thần đã thăm dò Phong gia thần thông lai lịch. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần hô hấp, cùng hoàng đế thần thụ, cũng sinh ra đồng tình. Hiển nhiên, Diệp Thần lấy được Phong gia đồng ý, coi như hắn không chấp nhận đạo thống, Phong gia vậy đồng ý hắn là chủ nhân. Ở trong mắt ngoại nhân, cao cao tại thượng hai cái Phong gia thánh nữ, đều nguyện ý là Diệp Thần hiến ra tất cả, làm Diệp Thần trung thành nhất tín đồ. Đến đêm khuya, Diệp Thần cùng Phong gia tỉ muội so tài xong, liền tự đi về nghỉ ngơi. Diệp Thần tắm, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chuẩn bị cùng sáng sớm ngày mai, liền lên đường đi Tử Vi Ngân Hà. Vì phòng ngừa tiết lộ tiếng gió, Diệp Thần chuẩn bị lướt đi Tử Vi Ngân Hà sự việc, cũng không có nói cho ba tộc người. Diệp Thần ở trong phòng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, yên lặng điều tức tĩnh dưỡng. Ngay tại lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa. Tôn chủ, xin mở cửa. Hai đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe, đồng thời vang lên, là Phong gia hai tỷ muội. Diệp Thần trong đầu nghĩ, đêm khuya viếng thăm, chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn suy nghĩ sâu xa chốc lát, liền nói, cửa không có khóa, vào đi. Tôn chủ. Cửa phòng bị đẩy ra, hai cái tươi đẹp đáng yêu thiếu nữ, xuất hiện ở cửa. Các ngươi có chuyện gì không? Diệp Thần hồ nghi nói. Phong gia hai tỷ muội mới vừa tắm xong, cả người còn mang ướt át hơi nước, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, da thịt trắng noãn như lột xác trứng gà, vô cùng minh lệ kiều diễm. Diệp Thần thấy các nàng mắt lộ vẻ cười ý, một mặt làm người hài lòng, vậy không giống như là có chuyện. Hai tỷ muội nhìn nhau, cười ngọt ngào một tiếng. Đi vào Diệp Thần trong phòng, trở tay đóng cửa lại, sau đó lại ngay trước Diệp Thần mặt, cởi quần áo liền xuống, lộ ra nhãn bóng trắng như tuyết thân thể. Này,
Các ngươi làm gì? Diệp Thần trợn to hai mắt, nhưng là ngạc nhiên. Hai tỷ muội cười nói, tôn chủ, chúng ta vội tới ngươi hầu hạ. Diệp Thần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa một hơi lão máu phun ra ngoài, cảm thấy lúng túng, nói, không cần, không cần, ta không cần các ngươi hầu hạ, mau mặc xong quần áo. Hai tỷ muội nghi ngờ nói, tôn chủ, ngươi thật không muốn sao? Đế quân đại nhân bảo chúng ta nhất định phải hầu hạ ngươi, để cho ngươi an nhàn, không thể có nửa điểm lạnh nhạt. Diệp Thần nói, không cần, không cần, ta tâm lĩnh, các ngươi mau đi ra, sau này không cho phép lại như thế ẩu tả. Hai tỷ muội inga một tiếng, nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng, lại có chút thấp thỏm sợ, chỉ sợ chậm trễ Diệp Thần. Nhưng xem Diệp Thần hình dáng, tựa hồ cũng không tức giận, các nàng liền yên lòng, mặc xong quần áo xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần cười khổ một tí, lẩm bẩm nói, Phong đế quân, ngươi thật là ở hào đánh cuộc à. Cứ như vậy tin tưởng ta sao? Thật ra thì liền liền Diệp Thần mình, đều không tuyệt đối chắc chắn, có thể chiến thắng Vạn Khư lão tổ. Nhưng Phong đế quân, nhưng Đổ Mâu đứng ở hắn bên này, không thể không nói là một tràng động trời hào đánh cuộc. Một đêm yên lặng, đến sáng sớm ngày thứ hai, Ly Nguyệt hai tỷ muội bưng chậu nước rửa mặt và bữa ăn sáng, thật sớm tới Diệp Thần trong phòng, hầu hạ Diệp Thần rửa mặt dùng cơm. Diệp Thần đã rất lâu không có bị người chiếu cố qua, dĩ nhiên là khắp nơi không có thói quen. Ta hôm nay đi Tử Vi Ngân Hà, các ngươi đợi ta trở lại. Diệp Thần thoát khỏi hai nàng hầu hạ, lập tức rời đi Lưu Ly Bảo Địa, bay đi Tử Vi Ngân Hà. Hắn đi được ẩn núp, ba tộc người cũng không phát hiện, chỉ lấy là hắn ở chuyên tâm luyện khí, tráng đại hoàng đế thần thụ, nào nghĩ tới hắn là đi ra cửa thu thập tài liệu. Một đường bay đi Tử Vi Ngân Hà, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, có một loại cực lớn bất an. Tại sao sẽ có loại cảm giác này, thật giống như có nguy hiểm hạ xuống. Diệp Thần nhướng mày một cái, trong sâu thẳm, bắt được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Đó là địch thủ cũng nguy cơ. Sau lưng có mệnh vận thở mạnh voi. Huyền Cơ Nguyệt cũng phải tới địa tâm vực sao. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhất thời phát giác không ổn. Mơ hồ tới giữa, hắn phát hiện Huyền Cơ Nguyệt vậy mau tới địa tâm vực. Không được, phải đuổi ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, cướp lấy Tử Vi Ngân Hà. Coi như hủy diệt chỗ này, cũng không thể bị nàng chiếm cứ. Diệp Thần cắn răng, tăng thêm tốc độ hướng Tử Vi Ngân Hà bay đi. Tử Vi Ngân Hà, là Huyền Cơ Nguyệt sinh ra địa phương, là nàng khí vận nguyên thủy nhất căn cơ sở tại, nếu như bị Huyền Cơ Nguyệt lần nữa đoạt lại Tử Vi Ngân Hà, vậy nàng vô địch, thần La Thiên Kiếm mũi nhọn sẽ lần nữa khôi phục, nàng thậm chí còn có nặng chém gông xiềng cơ hội. Bất quá thật may, hiện tại Huyền Cơ Nguyệt còn không xuất hiện, quyền chủ động còn ở Diệp Thần trong tay. Chỉ cần giết chết Trần Vũ Kính, hắn là có thể cướp lấy Tử Vi Ngân Hà. Nguyện vọng thiên tinh đã ngủ say, trong một tháng không thể lại dùng, nhưng nếu như đoạt được Tử Vi Ngân Hà, đem con sông này, rời đến nguyện vọng thiên tinh trên, đủ để cho tinh cầu ngay tức thì khôi phục linh khí. Diệp Thần biết rõ Tử Vi Ngân Hà trọng yếu, thân như nhanh như tia chớp bay vút đi. Ước chừng 4 tiếng thời gian, đến trưa, Diệp Thần rốt cuộc chạy tới Tử Vi Ngân Hà vùng lân cận, che giấu tốt thân hình. Nhưng gặp vậy Tử Vi Ngân Hà, giống như màu tím đai ngọc vậy, còn quấn Tử Vi núi, nước sông trên mây tía tràn ngập, vô cùng lộng lẫy. Mà ở Tử Vi Ngân Hà vùng lân cận, thì có từng cái thiên đường chiến tướng, thánh đường đệ tử, chặt chẽ tuần tra. Diệp Thần suy diễn một tí, sơ lược tính toán, canh phòng quy mô ước chừng ở vạn người cỡ đó, còn không bằng ngũ phương thánh địa. Hiển nhiên, Trần Vũ Kính nhìn mình rất cao, tin tưởng lấy tự thân thực lực. Đủ để trấn thủ Tử Vi Ngân Hà, căn bản không có mang quá nhiều hộ vệ đi ra, vạn người là đủ rồi. Ở đó Tử Vi dưới núi, có liền mảnh lều trại, Diệp Thần một mắt đẩy tính ra chủ doanh, muốn đến Trần Vũ Kính liền ở trong đó. Nếu như là ở trước kia, Diệp Thần có thể phải ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội sẽ ra tay. Nhưng lúc này, hắn đã lĩnh ngộ binh tự quyết, thực lực thật to lột xác, căn bản không cần ẩn nhẫn. Thăm dò tài quyết thánh đường thế lực quy mô bên ngoài, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, nhưng là có tuyệt đối tự tin, có thể giết chết toàn trường, cướp lấy Tử Vi Ngân Hà. Cùng lúc đó, Táng Thiên Biển, 10 cướp thần ma tháp, tầng thứ 9. Đó là một phiến luyện ngục, vô tận biển lửa ngang dọc. Biển lửa chỗ sâu, mơ hồ có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này cơ hồ đen nhánh,
hắn hai tay quấn vòng quanh một đạo lại một đạo xiềng xích. Nhìn thấy mà đau lòng. Đen nhánh dưới, mơ hồ chớp mắt, luôn luôn lộ ra một đôi trong suốt tròng mắt. Đó là đối với võ đạo theo đuổi, bền bỉ không rút ra ánh mắt. Cũng là Diệp Thần vẫn muốn tìm kiếm Chu Uyên ánh mắt. Thời khắc này Chu Uyên, chân thực quá mức chật vật, thậm chí có chút thê thảm không nỡ nhìn. Xa xa, một đạo cô gái đầu trắng, hai tròng mắt bên trong vậy mơ hồ có chút không đành lòng. Bạch Liên đi tới tầng thứ 9 đã mấy ngày. Nàng cũng không có thời gian đầu tiên khuyên Chu Uyên. Bởi vì Chu Uyên một mực không dự định và người bất kỳ đàm luận. Thậm chí mấy lần hôn mê. Hôm nay mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng chân thực muốn không rõ ràng, mười cướp thần ma tháp người sau lưng, tại sao nhất định phải lựa chọn Chu Uyên? Có lẽ ở thiên nhân vực, Chu Uyên là gần gũi nhất Diệp Thần một đặc chất tồn tại. Có thể Diệp Thần thành tựu luân hồi chi chủ, tự nhiên sẽ không cam nguyện trở thành mười cướp thần ma tháp người sau lưng bố trí. Lui mà cầu thứ hai, Chu Uyên có thể là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng vị tất nhiên không nghĩ tới, cái này Chu Uyên nóng nảy chân thực quá quật cường, tựa hồ không có khuất phục dự định. Cho dù vô tận gieo họa, cho dù thần hồn hành hạ, cũng không cách nào dao động thiếu niên này tim. Đột nhiên, Bạch Liên phát hiện Chu Uyên trong mắt mở ra, hắn đang nhìn về phía Bạch Liên, do dự mấy giây, mở miệng nói, ngươi là ai, ta từ trên mình ngươi cảm giác được công tử hơi thở và nhân quả, ta không cách nào phân biệt tốt xấu xa, nhưng ta từ ngươi mấy ngày này hành vi và cử động tới xem, ngươi và tên kia không giống nhau, ngươi chắc đúng công tử không có chỗ xấu. Đúng không? Đây là Chu Uyên tiến vào mười cướp thần ma tháp sau này, nói nhiều nhất nói. Bạch Liên thân thể khẽ run lên, cuối cùng vẫn gật đầu, nói ta và Diệp Thần quen biết, như phải nói, kiếp trước, và ngươi ở bên cạnh hắn địa vị giống nhau. Ngươi biết ngươi tại sao sẽ vây ở chỗ này sao? Chu Uyên gật đầu một cái, vậy quấn vòng quanh vô số phép tắc xích sắt hơi đung đưa, mơ hồ có lôi hồ vạch qua. Tên kia muốn ta làm một chuyện, nhưng chuyện này vi phạm ta nói. Ta không đáp ứng. Nếu như ta không đoán sai, ngươi có thể tự do ra vào nơi này, lại biết công tử, chắc hẳn ngươi là vị kia thuyết khách. Bạch Liên phát hiện cái này thiếu niên so tưởng tượng còn muốn thông minh hơn. Nàng thở dài một tiếng, đi về phía trước mấy bước, tiếp tục nói, thật ra thì, ngươi đã không có lựa chọn, không phải sao? Đáp ứng tên kia, ngươi có lẽ còn có một phần chia thời gian khôi phục thân tự do. Thậm chí ngươi còn có thể ở Diệp Thần bên người một đoạn thời gian. Nghe được Diệp Thần hai chữ, Chu Uyên ánh mắt hiển nhiên có chút chập chờn, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, ta hiểu công tử tuyệt đối không hy vọng ta đáp ứng, mà ta phải làm, chính là ở nơi này chờ công tử. Công tử là sáng tạo không thể nào người, cái này mười cướp thần ma tháp mặc dù mạnh mẽ, ta không cách nào nhìn thấu, mà vậy người sau lưng, lại là có thông thiên khả năng, nhưng ta cảm giác được, hắn sợ công tử. Bạch Liên mắt đẹp trợn to, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, nói, người nói, vị kia đang sợ luân hồi chi chủ. Ta mặc dù cũng đúng Diệp Thần vô cùng coi trọng, nhưng vị kia thực lực, có thể là xa xa bao trùm ở Diệp Thần bên trên. Thậm chí nếu thật muốn giết Diệp Thần, có thể nói không phí nhiều sức. Chu Uyên trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, đây là ta đối với đạo cảm giác, ta dám khẳng định, vị kia sợ công tử. Thậm chí ở trước đây không lâu, ta tựa hồ cảm giác được công tử xuất hiện ở mười cướp thần ma tháp. Đúng không? Bạch Liên lần này, hơn nữa kinh ngạc, cái này Chu Uyên đối với một ít cảm giác, quá mức khủng bố. Phải biết mười cướp thần ma tháp mỗi một tầng tới giữa liên lạc, nhưng mà hoàn toàn ngăn cách. Mà Diệp Thần dù là ở thứ 5 kiếp, kiếp thứ 9 Chu Uyên muốn cảm giác được, vậy cơ hồ không thể nào. Có thể Chu Uyên nhưng là làm được. Bất quá đây không phải là để cho nàng nhất là rung động. Nàng rung động phải, vị kia mà lại ở sợ luân hồi chi chủ. Diệp Thần sau lưng chẳng lẽ còn có cái gì bí mật kinh thiên? Ngay tại lúc này, Chu Uyên lên tiếng, hắn giọng nói vô cùng hắn chân thành. Ngươi nếu không cách nào để cho ta rời đi nơi này, hay là trở về đi thôi. Nơi này kiếp nạn, mặc dù tàn khốc, nhưng đối với ta lại nói, cũng không phải là một chuyện xấu, trải qua mấy ngày nay ta tim bền bỉ hơn, ta đối với võ đạo nắm trong tay. Vậy vượt qua trước. Có lẽ ta nên cảm ơn tên kia. Có lẽ, cái này ban đầu, chính là tên kia mục đích. Bất quá bỏ mặc hắn sau cùng mục đích là cái gì, ta cũng sẽ một mực lựa chọn ở nơi này chờ công tử đến,
không có ai có thể ngăn trở công tử, cho dù là cái này 10 cướp thần ma tháp sau lưng tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay tại Bạch Liên và Chu Uyên đối thoại để gặp. Đột nhiên, một đạo tiếng vỗ tay từ trong bóng tối vang lên. Bạch Liên và Chu Uyên thân thể hơi ngẩn ra, một giây kế tiếp, chính là hướng một phương hướng nhìn. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh xuất hiện. Có thể đạo thân ảnh này, bỏ mặc hai người như thế nào nghiêm túc đi xem, đều tựa như không nhìn thấu. Thậm chí liền đối phương ngũ quan đều là mơ hồ. Bầu không khí có chút quỷ dị. Rất nhanh, không khí này bị phá vỡ. Một đạo tựa như đến từ mãi mãi thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Uyên, ngươi xác định còn muốn cố chấp đi xuống. Ngươi công tử hôm nay ở địa tâm vực nhưng mà nguy cơ trùng trùng. Thậm chí, đắc tội kẻ địch đều không phải là vậy mặt hàng, nói không chừng, hắn liên phá tháp cơ hội cũng không có. Ngươi nhất định phải cầm hy vọng đặt ở hắn trên mình sao? Chu Uyên con ngươi đông lại một cái, không chút do dự nói, ta như cũ tin chắc. Chu Uyên và Bạch Liên vốn cho là đối phương sẽ xảy ra khí, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng truyền tới là tiếng cười. Được, nếu ngươi như vậy tin chắc, người ta không ngại hạ một bàn cờ. Ván cờ kết thúc, như ngươi công tử tới cứu ngươi, ta liền đưa ngươi rời đi. Chu Uyên khẽ cau mày, hiếu kỳ nói, cái gì cờ, ta sẽ không dưới, huống chi, đánh cờ có thể một nén hương sẽ kết thúc. Vậy thanh âm thần bí vang lên lần nữa, bàn cờ này, có thể ít nhất phải hạ hết mấy tháng. Thậm chí có thể trăm năm, liền xem ngươi có hay không tư cách. Cờ, tới. Một giây kế tiếp, vậy vô biên biển lửa lại biến mất, thay vào đó là một bàn kinh thiên cờ. Bàn cờ bát ngát, tựa như liên miên vạn dặm. Mấu chốt phía trên con cờ, cực kỳ quỷ dị. Chu Uyên nhìn những cái kia con cờ, con người có giúp một cái, đây là đạo cờ. Ngươi muốn cùng ta ở ván cờ bên trong luận đạo. Thân ảnh kia không nói gì, mà là bước ra một bước, thiên địa làm biến sắc, một con cờ bước lên trước. Đây là đạo của hắn. Hình ảnh quay về. Địa tâm vực. Trần Vũ Kính ở chỗ nào? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Thần đột nhiên hiện thân đi ra, cao cứ ở trên trời, trong tay nắm chặt Long Uyên trọng kiếm, thanh âm như sấm chấn động, khí thế hùng hồn bá đạo như cuồng long. Cuồn cuộn như tiếng sấm, nhanh chóng truyền khắp đúng phiến doanh trại. Địch tấn công, có địch tấn công. Rất nhiều thánh đường bọn thủ vệ, bỗng nhiên nghe biến đổi lớn, đều là lật đật đi ra điều tra. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy được vô cùng huy hoàng một màn, Diệp Thần nắm chặt Long Uyên thiên kiếm. Cả người có cự long hư ảnh lẩn quẩn, mà ở hắn sau lưng, lại có ngàn vạn cầm đao thương kiếm kích, tầng tầng bầy, hiện ra vô cùng vĩ đại ngàn binh thở mạnh voi. Đó là thuộc về duy nhất Phạm Thiên Thần Công, binh tự quyết khí tượng. Phạm Thiên Thần Công, binh tự quyết. Có người nhận ra Diệp Thần thần thông, không khỏi lớn tiếng kinh hô lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ vẻ rung động. Phạm Thiên Thần Công nhưng mà thứ thiệt cửu thiên thần thuật, cũng không phải là cái gì giả chế. Lúc này đám người thấy Diệp Thần thần thông khí tượng, còn lấy là hắn là Vũ Hoàng Thế Gia người. Dẫu sao, Phạm Thiên Thần Công là Vũ Hoàng Thế Gia thần thông, người ngoài không tư cách tiếp xúc. Ngay chớp mắt, Tử Vi Ngân Hà vùng lân cận trong doanh trại, tất cả thánh đường vệ binh, toàn bộ như nước thủy triều xông ra. Đám người xách đao thương kiếm kích, muốn bay đến bầu trời kết trận, vây giết Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần ánh mắt sát khí dâng trào. Lại không có cho bọn họ một chút lật bàn cơ hội. Minh tự quyết, hồng hoang tụ linh chân rõ ràng. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, tay trái một chưởng đánh ra, cách không một chảo, một cổ có thể so với hắc động đáng sợ hấp lực, từ Diệp Thần trong tay bộc phát ra. Một màn kinh người xuất hiện, Diệp Thần trước mắt bầu trời, không gian quy luật ngay tức thì sụp đổ, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy kia phơi bày hoang mạc vậy màu sắc. Mang cổ xưa hồng hoang hơi thở, hấp lực cường đại không ngừng truyền ra, chung quanh từng cái thánh đường vệ binh, thân bất do kỷ, lại bị hút vào vòng xoáy kia bên trong. À à à, một hồi dày đặc tiếng kêu thảm vang lên, ngay lập tức tới giữa, chừng mấy trăm thánh đường vệ binh, bị vậy cổ xưa hồng hoang vòng xoáy chiếm đoạt. Máu thịt của bọn họ, hòa lẫn trên mình khôi giáp binh khí, rắc rắc sát vang dội, toàn bộ bị tụ lại nén thành một đoàn, mới vừa vẫn là người sống sờ sờ. Ngay chớp mắt thành một đoàn bị tạo thành đoàn máu thịt. Một màn này cực kỳ thảm thiết, Diệp Thần binh tự quyết, trong đó tụ binh pháp, nếu như dùng trên cơ thể người trên mình,
vậy đơn giản là ác mộng địa ngục. Vậy người tu luyện thân máu thịt, căn bản không có thể cùng cửu thiên thần thuật chống lại. Vậy Hùng Hoang tụ linh chân rõ ràng, chính là tụ binh pháp nghĩa sâu xa, nếu như cầm đi luyện khí, tất cả loại bất đồng thuộc tính vật liệu, đều có thể hoàn mỹ tụ hợp chung một chỗ, sẽ không chút nào bài xích. Mà nếu như dùng để chiến đấu, chính là diệp thần cảnh tượng trước mắt, thân thể con người bị hút vào, máu thịt nội tạng lập tức bị đè ép thành một đoàn, cực kỳ khủng bố. Cái này, đây chính là cửu thiên thần thuật sao? Tất cả người hoàn toàn rung động, cho tới bây giờ không gặp qua máu tanh như vậy sát phạt thủ đoạn. Những người còn lại cửa, xem nhìn một đầu viễn cổ ma thần vậy, vô cùng kính sợ nhìn diệp thần, sau đó tứ tán gào lên chạy thục mạng, căn bản không dám cùng diệp thần là địch. Nhưng, diệp thần cũng không có nương tay ý, tụ binh pháp thúc dục đến mức tận cùng, toàn trường tất cả thánh đường đệ tử, ước chừng vạn người, toàn bộ bị tụ lại tới đây, sau đó chiếm đoạt, lôi kéo, nén, cuối cùng cái này 10.000 người, máu thịt xương cốt toàn bộ hỗn hợp nén, thành một viên to lớn đỏ thắm, vô cùng kinh khủng máu thịt quả cầu, treo thật cao ở trên trời, thậm chí che đậy mặt trời gay gắt, giữa trời đất một phiến đậm đà mùi máu tanh. Những thứ này thánh đường đệ tử cơ hồ chu diệt địa tâm vực rất nhiều gia tộc, tà ác cực kỳ, già trẻ trai gái cũng không buông tha, diệp thần không có bất kỳ mềm lòng chùn tay dự định. T. Cửu thiên thần thuật lực sát thương, quả nhiên đáng sợ. Diệp thần không khỏi có chút da đầu tê dại, hắn trước kia giết địch, cơ hồ không có dùng qua thảm như vậy mãnh liệt thủ đoạn, trực tiếp đem người đè ép thành máu thịt, cái này binh tự quyết đích thực quá đáng sợ, đơn giản là lợi khí giết người. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Vừa lúc đó, một đạo mang kinh hãi thanh âm già nua vang lên. Chỉ gặp một người mặc áo dài trắng ông già, từ trong doanh trướng đi ra, thấy diệp thần cao cư bầu trời, tàn sát vạn người hình ảnh đáng sợ, hắn hoàn toàn kinh hãi. Ngươi chính là Trần Vũ Kính, cái đó phản bội thiên quân thế gia người. Diệp thần nhìn lão kia người, người sau lộ vẻ lại chính là tài quyết thánh đường đại trưởng lão, Kính Hoa Thủy Nguyệt đứng đầu. Ngày xưa phong ra phản đồ, Trần Vũ Kính. Trôi lơ lửng ở trên trời to lớn huyết cầu, tràn ra nồng đậm huyết khí, giữa trời đất thậm chí bay lên mưa máu, rơi xuống Trần Vũ Kính trên áo bào. Hắn kinh ngạc dưới, cũng không có vận công ngăn cản, vậy từng giọt mưa máu, đem hắn áo khoác cũng nhuộm thành liền màu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Mới vừa nghe được địch tấn công tin tức, Trần Vũ Kính hiện ở khi xuất hiện, thật ra thì cũng không coi là chậm. Chỉ là diệp thần giết người quá nhanh, binh tự quyết tụ binh pháp mở một cái, hơn 10.000 người lập tức bị nghiền thành thịt nát, cái này sát phạt thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mà thi triển ra binh tự quyết sau đó, diệp thần linh khí cũng không có tiêu hao quá nhiều, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng. Chỉ là cửu thiên thần thuật uy lực quá lớn, đối với khí vận yêu cầu cực cao, diệp thần luân hồi huyết mạch, còn không hoàn toàn khôi phục viên mãn, lấy trước mắt hắn khí vận căn cơ. Nếu như thường xuyên vận dụng cửu thiên thần thuật mà nói, sợ rằng biết nhúc nhích đong đưa khí vận căn cơ. Thật may Trần Vũ Kính lai lịch, diệp thần đã thăm dò, dụng binh tự quyết giết hắn, còn chưa tới dao động căn cơ bước. Ngươi, lính của ngươi tự quyết, là từ nơi nào học được? Trần Vũ Kính mang khó tin thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần đã lĩnh ngộ binh tự quyết. Ở cửu thiên thần thuật bên trong, phạm thiên thần công hạng thứ hai, liền tài quyết chi chủ đều phải kiêng kỵ. Chớ nói chi là hắn. Nói nhảm thật nhiều, cho ta chết. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, binh tự quyết thi triển ra sau đó, hắn liền tâm tính đều bị liền một chút ảnh hưởng, đổi được sát phạt dọn ra, vô cùng uy nghiêm tàn bạo. Đây là cửu thiên thần thuật, cho người mang tới lột xác. Cửu thiên thần thuật, đại biểu chư thiên thuật pháp cao nhất, một khi luyện thành, vô luận là ai, đều có thể có sát phạt thiên hạ đáng sợ khí chất, như thần như ma, như đế như hoàng. Minh tự quyết, cửu thiên phá toái đạo. Diệp thần tay trái năm ngón tay cầm gộp lại, tựa như là ưng chảo vậy, hướng Trần Vũ Kính thiên linh cái đánh xuống tới. Đây là minh tự quyết bên trong bể binh pháp thần thông, hàm chứa vô thượng tan biến nghiền nghĩa sâu xa, đủ để nghiền hết thảy. Năm đó kiếm thần lão tổ, chính là dùng một chiêu này, vỡ vụn luân hồi chi chủ thiên đế cốt, đem đúc thành luân hồi thiên kiếm. Diệp thần minh tự quyết tu vi. Mặc dù xa xa kém hơn kiếm thần lão tổ, nhưng muốn giết Trần Vũ Kính, đó là dễ như trở bàn tay. Trần Vũ Kính con người co rúm lại, chỉ cảm thấy diệp thần móng tay tới giữa, sức lực gió biến dạng, tựa như có thể phai mở thế gian hết thảy, không khỏi ra đầu tê dại. Mậu thổ mộ đạo,
hoàng đế đổ sộ vách đá, lên. Nguy cấp bên trong, Trần Vũ Kính hai tay kết ấn, giữa trời đất mậu thổ tinh khí hội tụ, một mặt phong phú to lớn vách tường, lập tức nhô lên, chắn Diệp Thần trước mặt. Đây là phong gia mậu thổ thần thông, bảo vệ phòng ngự vô cùng lợi hại. Trần Vũ Kính đánh giết thủ đoạn, thật ra thì không hề so các trưởng lão khác mạnh tới chỗ nào, hắn có thể làm được đại trưởng lão, là bởi vì là hắn mậu thổ thần thông quá mức lợi hại, kẻ địch đem hết toàn lực, thường thường vậy không tổn thương được hắn một cái chút nào mau. Mậu thổ đồ sộ vách đá chống đỡ tới sau đó, Trần Vũ Kính trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, đang mưu tính phản kích. Phòng thủ phản kích, chính là phong gia thần thông ảo diệu chỗ. Phịch! Nhưng vừa lúc đó, Trần Vũ Kính trước mắt mậu thổ đồ sộ vách đá, trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm phá mở. Diệp Thần bóng người, xuất hiện lần nữa ở Trần Vũ Kính trước mặt. Cái gì? Trần Vũ Kính thấy vậy hoảng hốt, hắn mậu thổ thần thông, đã chăn hóa cảnh, coi như là cao nhất thiên kiếm, cũng không khả năng ngay tức thì liền phá hỏng. Nhưng Diệp Thần, nhưng hết lần này tới lần khác một kiếm phá giết, như xuyên qua một tấm giấy mỏng. Người điểm này phòng ngự, không ngăn được ta. Diệp Thần ác liệt cười một tiếng, hôm qua cùng phong gia tỉ muội so tài, hắn sớm thăm dò mậu thổ mộ đạo các loại bí ẩn, vừa nhìn thấy Trần Vũ Kính phòng ngự chống đỡ tới, hắn liếc mắt một cái thấy ngay nhược điểm, trực tiếp dùng thiên kiếm chảm phá. Minh chữ thật rõ ràng, cao nhất bể tan tành. Diệp Thần lắc người một cái, liều chết xung phong đến Trần Vũ Kính trước mặt, tay trái bể binh pháp giết ra, đáng sợ phai mờ hơi thở, nghiền thần quang, từ Diệp Thần bàn tay bùng nổ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần một trưởng này rơi xuống đi, coi như là trên trời Thái Dương, đều phải bị hắn một trưởng nghiền, căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Một trưởng này, nghiền ép hướng Trần Vũ Kính đầu. Trần Vũ Kính hoàn toàn rung động, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như vậy lợi hại, lấy hắn nửa bước trăm gia cảnh thực lực, lại có thể liền phản kháng thủ đoạn cũng không có. Sống chết trước mắt, Trần Vũ Kính nhanh chóng lui về phía sau né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay phải bị một tí Diệp Thần binh tự quyết. Rắc rắc sát, chỉ là bị một tí, Trần Vũ Kính cánh tay phải, phảng phất như là pháo bông nổ tung, ngay tức thì nghiền, hóa thành bắn tung tóe mưa máu, máu tươi cùng tàn toái cốt phiến khắp nơi phóng, vô cùng khủng bố. À, Trần Vũ Kính tại chỗ phát ra kêu thảm thiết, gương mặt ngũ quan vặn vẹo, chỉ cảm thấy đau nhức bứt rứt. Hắn là trăm bước trăm gia cảnh cường giả, thân xác hạng cường hãn. Nhưng hắn thân xác, ở Diệp Thần binh tự quyết nghiền ép hạ, so giấy dán còn muốn yếu ớt, đập một hạ liền vỡ vụn, nếu như ai bền chắc, chỉ sợ không chỉ là cánh tay, đúng cái thân thể đều phải bị liên lụy, bị phân giải nghiền nát thành mưa máu. Mùi vị như thế nào? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị thừa thắng truy kích. Luân hồi chi chủ, coi là người tàn nhẫn. Trần Vũ Kính cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không dám ham chiến, vội vàng lắc người một cái. Phốc thông một tiếng, lại có thể phi độn nhảy vào Tử Vi Ngân Hà, chuẩn bị mượn thủy độn thoát đi đi. Diệp Thần sức chiến đấu, đích thực quá đáng sợ, trừ phi chân chính trăm gia cảnh cường giả ra tay, nếu không căn bản không người có thể chiến thắng hắn. Mà Trần Vũ Kính, chỉ là nửa bước trăm gia cảnh mà thôi, ở Diệp Thần võ đạo dưới, con kiến hôi tồn tại. Muốn chạy. Diệp Thần thấy Trần Vũ Kính muốn chạy trốn, gương mặt hơi đổi. Nửa bước trăm gia cảnh cao thủ, nếu như không muốn đánh, chỉ muốn chạy trốn, vậy Diệp Thần vậy rất khó đuổi kịp. Dẫu sao Diệp Thần mặc dù có vượt cấp thực lực, nhưng tốc độ trên hết, và những thứ này cấp cường giả khác vẫn là có chênh lệch nhất định. Trừ phi, Diệp Thần có thể luyện thành hàng chữ quyết. Phạm Thiên Thần Công, Lâm Binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, hàng chữ quyết chính là một, đại biểu trời hạ gian nhanh chóng nhất vô luân thân pháp, nếu như có thể học thành, lại kẻ địch cường đại. Cũng chạy khỏi bất quá Diệp Thần bàn tay tim. Bất quá, cái này hàng chữ quyết bí tịch, ở Vũ Hoàng trong thế gia, người ngoài nhưng thì không cách nào dòm ngó gặp. Diệp Thần có thể luyện thành binh tự quyết, là dính kiếm thần lão tổ quang. Mắt gặp Trần Vũ Kính muốn chạy, Diệp Thần vậy đi theo phi độn vào nước, đuổi giết đi. Cái này Tử Vi Ngân Hà đáy sông thế giới, vô cùng là rộng lớn, bên trong có độc lập không gian quy luật, ở đó độc lập không gian bên trong. Có vũ trụ tinh cầu lóe lên ẩn nhiên, khá là nguy nga. Tử Vi Ngân Hà, là thật ẩn chứ có sao trên trời sông dài, Ngân Hà hai chữ, cũng không phải là hư chỉ. Diệp Thần cùng Trần Vũ Kính, ở Ngân Hà bên trong truy đuổi, biến dạng hư không, tốc độ cực nhanh, dẫn được đúng cái Ngân Hà,
đều là cuồn cuộn nổ tung, vô số tử vi linh thủy hóa thành nước lũ, thanh thế thật lớn. Đang truy đuổi tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm to lớn hơi thở. Ngân hà bên trong, ẩn giấu một đạo đáng sợ ý định giết người. Cái này tử vi ngân hà, có cổ quái. Diệp Thần sắc mặt nhất thời biến đổi, nhớ lại Mạc Hàn Hy cảnh cáo. Mạc Hàn Hy nói, tử vi ngân hà có thể ẩn chứa một cái linh hồn, mà vậy linh hồn, đối với Diệp Thần có cực lớn sát ý. Luân hồi chi chủ, ta đắng cùng mười mấy vạn năm, người rốt cuộc đã tới sao? Bỗng nhiên tới giữa, một đạo thanh thanh lạnh lùng, mang mãi mãi u oán thanh âm cô gái, ở đáy sông bên trong vang lên. Vô số ánh sáng tím lững lờ, trong phảng phất hội tụ thành một đạo mờ ảo linh thể, vậy linh thể mơ hồ, không thấy rõ, nhưng có thể loáng thoáng phân biệt, là một người cô gái. Hôm nay luân hồi đáng chết, mệnh vận đương lập. Ta lấy mệnh vận đứng đầu tên thật, ban thưởng ngày tận thế thiên phạt. Vậy tử vi linh thể thanh âm dần dần đổi được lãnh khốc, tràn đầy sát ý, sau đó đúng cái tử vi ngân hà, kịch liệt sôi trào, vô số ánh sao do như phi kiếm vậy, ở trong nước ngang dọc phá giết, chém thẳng Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, vội vàng huy động Long Uyên trọng kiếm đón đỡ. Vậy tử vi linh thể, hiển nhiên chính là tử vi ngân hà tươi ngon mọng nước, trước đây vẫn không có bại lộ, chính là vì cùng Diệp Thần tới đây, đánh lén mai phục đem Diệp Thần giết chết. Cái này tươi ngon mọng nước, rõ ràng chính là Huyền Cơ Nguyệt mệnh vận tín đồ. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt chính là từ tử vi ngân hà ra đời, tinh nước sông linh, chính là nàng cái đầu tiên tín đồ. Cuồn cuộn ánh sao nổ tung, sau lưng phảng phất có mệnh vận bánh răng xe đang chuyển động, đại lộ thiên âm ầm, rắc rắc sát vang dội, tử vi ngân hà tựa như biến thành mệnh vận sông dài, nước sông bao lấy Diệp Thần, phải đem hắn đẩy về phía mệnh vận vực sâu. Ở đó phiến vực sâu bên trong, có vô tận sát phạt đang đợi hắn. Phá! Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần vận dụng cửu thiên phá toái đạo thần thông, rất miễn cưỡng đem mệnh vận bánh răng xe nghiền nát, rào một tiếng, cả người từ ngân hà bên trong đi ra ngoài. Diệp Thần bay đến tử vi ngân hà bầu trời, nhìn xuống đi xuống, nhưng thấy vô cùng một màn nguy nga. Đúng con sông, hoàn toàn bạo tăng, bộc phát ra ngày tận thế vậy nạn lụt, mang mây tía lũ lụt điên cuồng dòng nước chảy, đụng khắp nơi. Vùng lân cận từng ngọn đỉnh núi, đều bị lũ lụt sông lên đổ, rừng rậm bị tiêu diệt, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, giống như ngày tận thế hạ xuống. Trần Vũ Kính thân hình, vậy đi ra ngoài, hắn tuy không phải tử vi tươi ngon mọng nước mục tiêu, nhưng vậy được trì ngư chi ương. Luân hồi chi chủ, không cần vùng vẫy, ta dự cảm đến, mệnh vận đứng đầu trở lại địa tâm vực, nàng phải dùng mệnh vận trật tự, thống trị thiên hạ, cái gì thiên quân thế gia, cái gì tài quyết thánh đường. Đều phải tan thành mây khói. Mặt nước bên trong, ánh sáng tím vần quanh gian, một cái uyển chuyển thiếu nữ, bóng người nổi lên. Diệp Thần hiện ở thấy rõ, nước kia linh thân đoạn thướt tha phù lồi, dung mạo vậy khá là tinh xảo, chỉ là giữa trán mang vạn cổ không thay đổi sát khí, làm người ta không lạnh mà run. Huyền Cơ Nguyệt đã tới. Mà nghe được nước kia khéo léo lời nói, Diệp Thần nhưng là sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ nói, Huyền Cơ Nguyệt đã thành công bước vào địa tâm vực. Rào. Lúc này, Trần Vũ Kính vậy vạch nước ra, thấy Diệp Thần cùng tử vi tươi ngon mọng nước đối lập, xoay chuyển ánh mắt, lập tức xoay người phi độn đi. Diệp Thần ánh mắt liếc một cái, thấy Trần Vũ Kính chạy trốn, nhưng hắn đang cùng tử vi tươi ngon mọng nước đối lập, tự nhiên không cách nào phân thân đi đuổi theo. Tử vi tươi ngon mọng nước trong mắt chỉ có Diệp Thần, tự nhiên cũng không để ý Trần Vũ Kính, nhàn nhạt nói, không sai. Mệnh vận đứng đầu pháp giá hạ xuống, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Dứt lời, tử vi tươi ngon mọng nước tiêm vung tay lên, vậy tử vi ngân hà có muôn vàn nước lũ kích động, từng cái màu tím thủy long biến ảo ra, ngửa mặt lên trời gầm thét gào thét, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, cái này tử vi tươi ngon mọng nước, tu vi hơi thở ước chừng ở quá chân cảnh tầng 8 trời, ngược lại cũng không coi vào đâu cường hãn, nhưng nàng nắm trong tay tử vi ngân hà. Chiếm cứ đại khí vận, đầy trời thủy long nước lũ sát phạt tới, nhưng là làm người ta nghẹt thở, khó mà ngăn cản. Thất tinh long viêm trảm. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, nặng nề Long Uyên thiên kiếm huy động, đạo đạo hung mãnh long viêm kiếm quang giết ra, đem trước mắt nước lũ đánh vào từng cái hóa giải. Long viêm cùng lũ lụt va chạm, nước lửa giao phong, kịch liệt bốc hơi, trên không trung nổ lên ngàn vạn nặng nóng rực làn khói tím, đặc biệt nguy nga.
Người có bơ kiếm nơi tay, đúng là cường hãn, nhưng hôm nay mệnh vận pháp giá hạ xuống, trên trời dưới đất không người cứu được ngươi. Tử Vi tươi ngon mọng nước thấy Diệp Thần trong tay thiên kiếm, không chút kinh hoàng, đột nhiên giơ lên hai cánh tay, thành kính hướng trời khấn cầu, cao giọng nói. Vạn cổ huy hoàng mệnh vận đứng đầu à, ta lấy thành kính nhất tư thái triệu hoán ngươi, mời ngươi trên đời gian hiện ra ngươi uy nghiêm. Tràn đầy thành kính ý vị khấn cầu tiếng, chấn động chư thiên, xa xa truyền ra ngoài. Diệp Thần con ngươi co rúc lại, Tử Vi tươi ngon mọng nước cái này một tí, lại là đang kêu gọi Huyền Cơ Nguyệt. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, lập tức một kiếm chém điên cuồng, muốn đánh gãy Tử Vi tươi ngon mọng nước triệu hoán. Cái này phiến Tử Vi Ngân Hà, là Huyền Cơ Nguyệt nơi ra đời, là nàng khí vận căn cơ căn nguyên chỗ, nếu như nàng trọng trưởng căn nguyên, vậy trực tiếp vô địch, tuyệt không phải Diệp Thần có thể chống lại. Cho nên, hắn phải ngăn cản, tuyệt không thể để cho Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống. Mà địa tâm vực xa xa, bốn đạo thân ảnh, trước đây không lâu mới từ tinh không cổ đạo bên trong bước ra, đang vùng lân cận các nơi di tích phế tích gian, tràn đầy không mục đích tiến về phía trước. Cái này bốn đạo thân ảnh, chính là Huyền Cơ Nguyệt, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng bốn người. Mấy trăm ngàn năm không trở về, Huyền Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, đặc biệt xa lạ. Năm đó Thái Cổ Hạo Kiếp, đưa đến hàng loạt thiên quân thế gia tiêu diệt, địa mạch sụp đổ, sơn hà nghịch chuyển, bản khối cấu tạo nghiêm trọng nghiêng về. Cho nên, Huyền Cơ Nguyệt đã nhận không được đường, vậy không tìm được ngày xưa Huyền gia tổ địa vị trí. Thậm chí, Huyền gia tổ địa, đại khái trước tiên đã tiêu diệt, chìm ngập ở lịch sử bụi bặm bên trong. Mấy trăm ngàn năm không trở về, không biết Tử Vi Ngân Hà, rốt cuộc ở địa phương nào. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng thở dài, chỉ muốn trở lại Tử Vi Ngân Hà, nhưng thiên địa biến hóa quá lớn, nàng nhưng không tìm được đường trở về. Đôi mi thanh tú hơi cao lại tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt bấm ngón tay suy tính, hy vọng có thể suy diễn ra Tử Vi Ngân Hà vị trí. Thiên Tâm Kiếm Điệp ba người hầu hạ ở bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Ngay tại lúc này, Huyền Cơ Nguyệt trong mắt một hồi co rúc lại, nói ta tín đồ đang kêu gọi ta. Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Huyền Cơ Nguyệt bộ dáng này, kinh nghi nói, nữ hoàng, thế nào? Huyền Cơ Nguyệt nói, ta đã biết Tử Vi Ngân Hà vị trí, lập tức cùng ta lên đường. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt lập tức biến dạng hư không, mang Thiên Tâm Kiếm Điệp ba người đi.